Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 42. Trên thực tế, thiên huyền cùng thần chiếu chênh lệch, chủ yếu chính là nguyên lực cùng nguyên thần chênh lệch. Chỉ muốn đối phương không cần lực lượng nguyên thần, thiết ưng lại tránh đi cùng đối phương xung đột chính diện, vẫn là có nhất định phần thắng. Thì giống bây giờ, nhất thời liền chiếm thượng phong. Thế nhưng là còn không đợi mọi người vội vàng nhìn cái này thiết ưng sau này thế nào khắc địch chế thắng. Cái kia Ngọc Quyên đã là tròng mắt chừng một cái, trong đôi mắt tản mát ra nồng đậm sát ý. Ông! Một đạo rõ ràng ba động truyền ra, thiết ưng nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, đầu một mảnh oanh minh nổ vang, thất khổng bên trong đã là chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Là nguyên thần trùng kích, cô nương kia dở trò lừa bịp. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Khuê Lang lúc này một cái giơ chân, bay người lên trước, muốn cứu trợ. Thế nhưng là đúng lúc này, một bóng người lại là bỗng dưng cản ở trước mặt hắn, nhất chỉ hung hăng đâm tại bộ ngực hắn. Phốc! Nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, Khuê Lang lúc này bay rớt ra ngoài, chờ rơi vào mặt đất, nhìn về phía trước, lại chính gặp Xích Phong một mặt tà cười mà nhìn xem hắn, châm chọc nói, thần chiếu cao thủ nào có không cần nguyên thần, các ngươi thế mà lại tin tưởng, thật là đần cùng như heo, còn nơi nào có tư cách nhập chủ tinh anh. Ngươi, khóe miệng cuồn cuộn bốc lên bọng máu, Khuê Lang một mặt phẫn hận nhìn về phía hắn, các ngươi là tới tuyển chọn đệ tử A, cái nào có như thế hạ trọng thủ đạo lý. Hừ hừ hừ, tuyển bạt đệ tử, một đám tạp dịch vọng tưởng nhúng chàm tinh anh, chúng ta chẳng qua là đến cảnh cáo các ngươi một phen, khác si tâm vọng tưởng, các ngươi còn không xứng. Cười lạnh, Xích Phong khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười. Cùng lúc đó, Ngọc Quyên cũng là đạp nhẹ hai bước, lập tức đuổi tới thiết ưng bên cạnh, nhìn lấy cái kia bị nguyên thần trọng thương bộ dáng, trong mắt bỗng dưng nổi lên khát máu ánh sáng, nhất trưởng hướng hắn nơi ngực đánh tới. Uy áp mạnh mẽ tới người. Hắn đã là nhìn không được lần nữa phun ra cuồn cuộn máu tươi, bất quá đây vẫn chỉ là cái kia trưởng không có đánh tới hắn trước đó uy lực, nếu là một trưởng này thật đánh chúng, hắn nhất định trong nháy mắt mất mạng. Thế nhưng là ngay tại cái này nguy nan trước mắt, Nguyệt Linh lại là kịp thời đuổi tới, đụng một tiếng cùng cái kia Ngọc Quyên đối nhất trưởng, hai người ào ào lui về phía sau, Nguyệt Linh thừa cơ mang theo thiết ưng nặng thương thân thể rời đi chỗ đó. Ngọc Quyên trong lòng không cam lòng, còn muốn đi truy. Một bóng người lại là tại nàng trước đó, vượt lên trước đuổi theo, giao cho ta. Xích Phong một cái lắc mình, đi vào Nguyệt Linh cùng thiết ưng trước mặt, khóe môi nhếch lên vẻ dữ tợn, hiện ra liệt diễm nhất chỉ hướng hai người đánh ra, huyền giai vũ kỹ, đoạn viêm chỉ, các ngươi đi chết đi. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Nguyệt Linh không khỏi trong lòng hoảng hốt, đối phương là thần chiếu bát trọng cao thủ, lại sử xuất huyền giai vũ kỹ, nàng là vô luận như thế nào đều không chặn được. Huyền giai vũ kỹ, minh sát quyết. Thế mà, đúng lúc này, quỷ hổ bóng người lại là đột nhiên xuất hiện, cùng Xích Phong hung hăng đụng vào nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn, quỷ hổ bạch 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 lui về phía sau 10 bước, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, Xích Phong thì là vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, nhìn về phía quỷ hổ phương hướng, cười nhạo lấy lắc lắc đầu, quỷ hổ, trước kia ta không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc ta so ngươi sớm nhập tinh anh. Đối lực lượng trưởng khống sớm đã tại ngươi chi chơi ngươi lực lượng quá phân tán, lại không là đối thủ của ta, ha ha ha. Đụng, Nguyệt Linh cùng thiết ưng bị hai người chạm vào nhau cái kia khí thế cường hãn đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, lại một lần cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ hổ thì là âm lãnh lấy hai mắt, chăm chú nhìn đối phương bóng người, cắn răng nói, ngươi cái này có ý tứ gì, cái gì gọi là lực lượng phân tán. Ha ha ha. Ngươi tâm cảnh chưa tới, đương nhiên sẽ không hiểu. Khinh thường bĩu môi, Xích Phong từ chối cho ý kiến cười nói, trước kia ngươi cái kia một thân sát khí, luôn luôn để cho ta kiêng kỵ. Nhưng thẳng đến tiến tinh anh, ta mới biết được, đó là ngươi không hiểu vận dụng sức mạnh kết quả, là người yếu biểu hiện. Hiện tại xem xét, quả là thế, không phải vậy ngươi cho rằng chỉ là nhất trọng cảnh chênh lệch, vì sao ngươi hội bị bại khó coi như vậy. Trong mắt nhịn không được hung hăng run run. Quỷ hổ bất giác chăm chú khẽ cắn môi, trong lòng mắng to, vậy mà lại là bắt nguồn từ tâm cảnh. Tốt, ta xem ở đại trưởng lão trên mặt, không so đo với ngươi, bất quá hôm nay sự tình, các ngươi đều cho ta nhớ rõ ràng. Là chúng ta tới kiểm tra thực lực các ngươi vậy mà thừa cơ hướng chúng ta khiêu chiến, cho nên chúng ta mới có thể không nương tay. Cái này tất cả mọi thứ, không liên quan chúng ta sự tình, nếu là có người dám nói vớ nói vẩn, như vậy. Lạnh lùng liếc nhìn mọi người,
Xích Phong trong mắt sát ý giạt rào, chúng đệ tử tất cả đều sợ hãi rụt rè, không dám đáp lời. Xích Phong vung tay lên, bá, lại là mấy người đầu trong nháy mắt rơi xuống đất, mọi người giật mình, mới vội vã gật gật đầu. Thấy tình cảnh này, Xích Phong cùng Ngọc Quyên hai người mới thỏa mãn liếc nhau, cười nhạo liên tục. Quỷ hổ bọn họ dĩ nhiên đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Còn có chuyện thứ hai, thân là tạp dịch, cũng là đê tiện nhất đồ vật, tuyệt đối đừng muốn nhúng chàm chúng ta tinh anh môn. Nếu không, nếu là có cái nào con dẹp chạy vào đi, bị giết chết, cũng đừng oán trời trách đất. Đón lấy, Xích Phong lại phát ra một tiếng cảnh cáo. Mọi người nghe đến, bất giác tất cả đều biệt khuất cúi thấp đầu, nhưng cũng không dám phản bác. Cái này tạp dịch phòng đệ tử có thể nhập chủ tinh anh, là cung phụng tông chủ tự mình làm ra quyết định. Thế nhưng là đi qua lần này tinh anh đệ tử một phen chấn nhiếp, mọi người lại là cũng không dám nghĩ nữa lấy nhập tinh anh môn. Bởi vì bọn hắn biết, chỗ đó không chào đón bọn họ, mà lại là cái địa phương nguy hiểm, nơi nào còn dám đi đâu. Tạp dịch thủy chung là tạp dịch, có chút cánh cửa cuối cùng không vượt qua nổi. Một số trước kia ngoại môn cùng nội môn đến đây đầu nhập vào tạp dịch phòng các đệ tử, hiện tại trong lòng cũng là sinh ra một số hối hận. Tuy nhiên bọn họ được đến ma bảo linh đan, nhưng lại cuối cùng mất đi một dạng quý giá nhất đồ vật, tôn nghiêm. Thân là tạp dịch, ở trong mắt tinh anh đệ tử, thủy chung là con kiến hôi tồn tại, căn bản so ra kém ngoại môn cùng nội môn đệ tử thân phận. Nhìn lấy tất cả mọi người cái kia biểu tình buồn bực, Xích Phong hai người biết mình mục đích đạt đến, không khỏi tất cả đều lộ ra tà dị tiếu dung, sau đó chậm chậm rời đi nơi này. Chỉ là tại bọn họ rời đi về sau, quỷ hổ, khuê lang bọn người nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, lại đều là từng cái nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt lửa giận ngập trời. Tinh anh môn cùng tạp dịch phòng, cái này cửu oán, xem như kết xuống. Cứ như vậy, chúng ta bốn người trải qua bao nhiêu đao quang huyết ảnh, bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới thật không dễ dàng trở về từ cõi chết. Nội môn trên đại điện, Dương Sát mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trong mắt lại là một mảnh giật mình lo lắng chi sắc, nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người, giống to nói liên tục, cho nên, vì ngăn ngừa dạng này bi kịch lại phát sinh, chúng ta thân là ma sách tông trưởng lão cung phụng, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ để tránh thức có thể làm chức trách lớn người nâng lên tông môn gánh nặng, tránh cho vô tội đệ tử thương vong, làm đến không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Dương Sát lời nói dõng dạc, kéo động nhân tâm. Tà Vô Nguyệt cùng Âm Sát bọn họ nghe, trong lòng cũng là bất giác động dung, tựa hồ lại nghĩ tới lúc trước cao chót vót năm tháng. Bất quá, người khác nghe được cũng đã buồn ngủ, ngăn không được đánh tới chợp mắt. Không chỉ là Thạch Cung Phụng bọn họ những thứ này phản đối, liền xem như Bạch Cung Phụng bọn họ những thứ này người của mình, trên mặt cũng là một mảnh cứng ngắc, mí mắt không chỗ ở đánh tới khung. Nhưng là, cái này cũng không thể trách bọn họ, coi như người nói dễ nghe đi nữa. Ngươi cũng không thể liền nói mấy canh giờ đều không ngừng nghỉ đi. Tà Vô Nguyệt bọn họ là cùng ngươi tham gia qua Song Long hội, có thể có cộng minh, mới kiên trì đến bây giờ. Nhưng là mình những lão già này theo ngươi không có nhiều như vậy gặp nhau, nghe thời gian dài như vậy thao thao bất tuyệt, tự nhiên có chút mệt mỏi. Dương mắt nhìn ngoài phòng sắc trời, mọi người bất giác không còn gì để nói, mẹ hắn, đều đã chạng vạng tối, mập mạp này đến tột cùng có nhiều có thể kéo a. Đúng là trọn vẹn theo sáng sớm kéo đến bây giờ. Thạch Cung Phụng tựa hồ cũng là có chút chịu không được, nhìn xem bên ngoài tối tăm, quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão nói, ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, mình rút lui đi. Đúng đúng đúng, mau bỏ đi a, Thạch Cung Phụng cao minh. Vội vã gật gật đầu, nhị Cung Phụng một mặt vẻ khát vọng, nghĩ đến hai người bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, lão phu cũng không muốn nghe hắn lại nói rông dài đi xuống. Ai nói không phải đâu. Thạch Cung Phụng cũng là trong lòng than nhẹ một tiếng, vội vàng phất phất tay, hét lớn, Dương Sát Cung Phụng mời dừng lại a, lão phu đã hoàn toàn minh bạch. Này nghị đã tiếng phản đối nhiều như thế, vậy liền tạm thời gác lại, về sau lại bàn bạc kỹ hơn đi. Lão phu nhìn hôm nay sắc trời đã tối, không bằng mọi người trở về trước thật tốt suy nghĩ một phen, ngày khác lại đi thương thảo. Thạch Cung Phụng lời ấy có lý, chúng ta coi như lại một mực tranh đi xuống. Cũng tranh giành không ra cái nguyên do về sau, không bằng mỗi người trở về, lại cẩn thận tinh tế một phen càng tốt hơn. Hắn lời vừa nói ra, lập tức liền có người phụ họa theo đuôi. Mà lại không chỉ là Thạch Cung Phụng một phái kia nhân mã, cho dù là Bạch Cung Phụng một phương này, cũng là cực lực vỗ tay tán thưởng, cảm thấy hắn cái này đề nghị thật sự là hôm nay duy nhất một câu tiếng người.
bất giác hơi chậm lại, dương sát cái kia mập ục ục mặt béo phía trên, nhìn không được rút rút, sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, lòng tràn đầy không vui nói, làm sao mỗi lần đều là như vậy, ta lời nói liền một nửa đều chưa nói xong đâu. Ha ha ha, thật tốt, dương sát cung phụng tâm ý truyền đạt đến liền có thể, cũng không cần toàn giảng xong a. Tóm lại, nghe dương sát cung phụng một lời nói, lão hủ thắng 10 năm sách. Bất giác cười khan một tiếng, thạch cung phụng hướng về Tà Vô Nguyệt phương hướng hơi hơi cúi đầu thân thể, cười nói, tông chủ, xem ra là lão phu hôm nay đường đột, nếu là không có hắn sự tình vụ lời nói, trận này hội nghị có thể kết thúc. Cái này tạp dịch phòng sự vụ, mình ngày khác lại tiến hành thương thảo cũng không muộn a. Thật sâu liếc hắn một cái, Tà Vô Nguyệt trong lòng tuy nhiên hồ nghi, nhưng là đoán không ra bên trong đến tột cùng, chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu. Thản nhiên nói, đã thạch cung phụng đều nói như thế, vậy liền như vậy đi. Chỉ là lần tiếp theo, không có việc lớn gì thì không nên tùy tiện gõ chuông. Dù sao tổ chức nội môn hội nghị, là tông chủ chức trách. Vâng vâng vâng, lão phu lần sau nhất định ghi nhớ. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, thạch cung phụng biết đây là Tà Vô Nguyệt móc lấy chỗ cong đánh hắn, không cảm giác trong lòng thầm giận, nhưng vẫn như cũ liên tục gật đầu, giống như khiêm cung. Đón lấy. Thạch cung phụng liền mang theo hắn một phái kia nhân mã, chậm chậm rời đi nơi này. Chỉ là Tà Vô Nguyệt nhìn lấy cái kia rời đi bóng lưng, trong lòng y nguyên có chút không ổn. Đến sau cùng, trong đại điện chỉ còn lại có Tà Vô Nguyệt cùng Bạch cung phụng chờ mình người lúc, Bạch cung phụng mới một mặt cười nhạo địa điểm điểm ngón tay, nghĩ không ra cái này Thạch cung phụng cũng có ăn quả đắng thời điểm, thực sự hả hê lòng người a, ha ha ha. Có điều, cái này cũng nhờ có dương sát một mực lầm bà lầm bầm. Đem lão nhi này cho mài đi. Không phải vậy, không thể nói được muốn dây dưa với hắn đến loại tình trạng nào. Âm sát không khỏi khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ dương sát đầu vai. Ra mặt bất giác lắc một cái, dương sát một mặt không vui, lão tử lúc nào lầm bà lầm bầm, lão tử gọi là ba tấc không nát miệng lưỡi. Hắn rõ ràng là đối lý, bị ta cái này chính nghĩa khí thế cho chấn đi. Ta còn có rất nhiều giáo huấn hắn lời nói không nói đây. Các ngươi nghe ta cùng các ngươi giảng a. Đừng đừng đừng, ngươi vẫn là lưu cho lão nhi kia nghe đi, chúng ta lỗ tai hôm nay đã đầy đủ bị tội, lại cũng không chịu nổi ngài cái kia thao thao bất tuyệt tạp âm rót vào tai. Thế mà, còn không đợi dương sát nói tiếp, quỷ sát đã là vội vã khoát khoát tay, bật cười ra tiếng. Những người còn lại cũng là vội vàng gật đầu, sợ mập mạp này miệng phía trên đem cửa lại buông ra tới. Sắc mặt bất giác nhỏ hơi trầm xuống một cái. Bàn tử trong lòng một trận phiền muộn, chẳng lẽ hắn hiên ngang lẫm liệt, thì không ai có thể cảm nhận được sao? Chỉ có Tà Vô Nguyệt, mì đầu vẫn tại hơi nhíu lấy, thì thào lên tiếng, kỳ quái, cái này thạch cung phụng hôm nay làm đến là cái gì vừa ra a? Biết rõ không thể làm mà làm, không giống như là hắn đa mưu túc trí tác phong. Này, có lẽ hắn cũng là nhảy ra đến cho chúng ta thêm cái chặn, lúc lắc cái kia uy phong thôi. Ai có thể nghĩ, hắn đã không có năm đó hùng phong. Ha ha ha. Dương sát cười to một tiếng, mỉa mai liên tục. Mọi người nghe đến cũng là liên tục không ngừng gật đầu, không để bụng. Bạch cung phụng càng là nói, lão gia hỏa kia còn tưởng rằng vẫn như cũ là nội môn đứng đầu đây, không nghĩ tới hắn sớm đã vật đổi sao rời, ha ha ha. Thế nhưng là, đang lúc mọi người chuyện trò vui vẻ, giống như từng cái đánh thắng trận tướng quân giống như, tại mặt mày hớn hở đàm luận lúc. Một bóng người xinh đẹp lại là bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện bên ngoài, ôm quyền khom người nói tạp dịch phòng đệ tử Nguyệt Linh, thỉnh cầu yết kiến tông chủ và sư phụ. A, à, nhà đầu này làm sao lại đến? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Bạch cung phụng quay đầu nhìn về phía Tà Vô Nguyệt. Trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, Tà Vô Nguyệt chặn lại nói, vào đi. Nghe được lời này, Nguyệt Linh mới vội vã đi vào đại điện, nhìn mọi người liếc một chút, ôm quyền khom người nói, tông chủ. Sư phụ, tinh anh môn đệ tử tiến đến tạp dịch phòng quấy rối, còn trọng thương tới chết rất nhiều người, cảnh cáo chúng ta chớ có bước vào tinh anh nửa bước, nếu không đi vào ra khó lường. Không khỏi giật mình, mọi người liếc nhìn nhau, đều là khó có thể tin. Cái này tinh anh môn cùng tạp dịch phòng làm không gặp nhau, chỗ đó đệ tử làm sao lại đột nhiên chạy đi tìm gốc dạ đâu. Dương sát càng là sững sờ một lát sau, tức hổn hển giơ chân nói, là ai? Cái kia thằng nhãi còn có sao mà to gan như vậy, dám tùy tiện đi tạp dịch phòng giết người, còn có hay không điểm quy củ. Khởi bẩm cung phụng đại nhân, là Xích Phong cùng Ngọc Quyên hai người. Nguyệt Linh vội vàng cáo lên đơn kiện.
mí mắt bất giác nhảy một cái, mọi người lẫn nhau nhìn xem, đã là đoán ra một chút mặt mày. Ngọc này Quyên là thất trưởng lão cháu gái, mà Xích Phong lại là nhị trưởng lão cháu trai. Hai người này đều là Thạch Cung phụng người, bọn họ cháu trai cháu gái xuất thủ, tự nhiên là thụ bọn họ sai xử. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đã là trong lòng không sai, thở dài, tốt một chiêu dương đông kích tây a, thừa dịp đại cung phụng bế quan cơ hội, trong vòng môn hội nghị đem tất cả cao tầng dây dưa đến tận đây, lại làm cho hai cái tiểu bối xuất thủ, kết xuống tinh anh môn cùng tạp dịch phòng cửu oán. Cứ như vậy, tinh anh tuyển bà tại tạp dịch phòng sẽ rất khó tiến hành, nội môn vẫn như cũ ở vào có lợi địa vị. Hừ, bọn họ không cho tuyển thì không chọn sao? Tinh anh môn lo liệu việc nhà thế nhưng là ba người chúng ta. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Dương Sát đĩnh đĩnh lồng ngực, quát nói. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra, Quỷ Sát lại là khẽ lắc đầu, ngưng lông mày nói, cái này cùng chúng ta cao tầng quyết định không quan hệ, mà chính là tạp dịch phòng các đệ tử, còn có nguyện ý không tiến vào tinh anh vấn đề. Người có thể nghĩ nghĩ, phàm là cao thủ, người nào không có điểm ngạo khí, bị người ta làm nhục như vậy đến cửa. Đâu còn hội ưỡn nghiêm mặt lại vào tinh anh. Mà những cái kia để xuống tư thái, cũng phần lớn là cỏ đầu tường thế hệ, vốn là không có tư cách nhập tinh anh một hàng. Cứ như vậy, chúng ta tại tạp dịch phòng, khả năng liền một người đều không chọn được. Đây coi như là một loại khác, rút củi dưới đáy nổi kế sách. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, hai cái này tiểu quỷ cũng dám xấu lão tử đại kế, lão tử không đi giáo huấn bọn họ một phen không thể. Trong lỗ mũi phun ra hai ống khí thô, Dương Sát nghe được lời này, nhất thời song đồng chừng một cái, liền phải chạy trở về tìm bọn hắn tính sổ sách. Thế nhưng là hắn còn đi chưa được mấy bước, Tà Vô Nguyệt liền lại gọi lại hắn, vô dụng, bọn họ đã dám như thế tùy ý làm bậy, nhất định đã sớm tìm xong mượn cớ. Đúng, bọn họ đi tạp dịch phòng quấy rối, là cớ gì? Khởi bẩm tông chủ, bọn họ là đại biểu tinh anh cửa kiểm tra đệ tử thực lực. Sau đó thì lấy đệ tử thừa cơ hướng bọn họ khiêu chiến xuất thủ làm lý do, kích thương đánh chết rất nhiều người. Nguyệt Linh nhanh chóng vội vàng khom người bẩm báo. Tà Vô Nguyệt khẽ gật đầu, thản nhiên nói, lúc đó chỉ có tạp dịch phòng cùng hai người bọn họ tại chỗ, không có phe nhân mã thứ ba, chính là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, tăng thêm Thạch Cung phụng vì bọn họ chỗ dựa, truy cứu tới, không nói rõ được cũng không tả rõ được, chúng ta cũng bắt bọn hắn không thể làm gì. Duy nhất một chút sơ hở, cũng là bọn họ đi tạp dịch phòng cớ, thay tinh anh môn đi thi trường học tạp dịch phòng đệ tử. Đúng, các người ba cái có hay không nói với bọn họ qua loại lời này. Tà Vô Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía Dương Sát bọn họ, Âm Sát cùng Quỷ Sát đều là nhàn nhạt lắc đầu, chỉ có cái kia Hoàng Bàn Tử nheo mắt, có chút chột dạ chợt qua đầu, không dám nhìn hướng mọi người. Hừ, quả nhiên có kỳ quặc, xem ra lý do này cũng bị bọn họ ngồi vững. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tà Vô Nguyệt thở dài lên tiếng. Âm Sát cùng Quỷ Sát gặp, lại là nhướng mày, nhìn về phía Dương Sát chất vấn, người đến tột cùng cùng cái kia chút tiểu quỷ nói cái gì? Cũng không có gì, cũng là cái kia Ngọc Quyên cùng ta nũng nịu, nói muốn thay chúng ta đi đầu khảo sát nhập tinh anh đệ tử thực lực, thực hiện một chút sư tỷ nghĩa vụ. Lúc đó ta coi là nói đùa, thì hùa theo đáp ứng, ai ngờ trong này có bộ con A. Đần đột. Sắc mặt bất giác hơi hơi nặng nề, mọi người đều là thở dài, lắc đầu thở dài. Âm Sát nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, bây giờ tinh anh môn cùng tạp dịch phòng đã chơi cứng, chúng ta lại không tốt đối cái kia hai tên tiểu quỷ xuất thủ, nhưng lại nên như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm. Trác Phàm đây, hắn gần nhất tại sao không có lộ diện? Không có trả lời hắn đặt câu hỏi, Tà Vô Nguyệt chỉ là khoan thai hỏi. Bạch Cung Phụng nghe đến. Nhanh chóng vội vàng khom người nói, hắn tựa hồ có việc gấp xử lý, đã nhiều ngày không thấy tăm hơi. Vậy thì chờ hắn trở về, để hắn đi làm đi. Loại này sử dụng quy tắc tới sinh sự sự tình, hắn nhưng là so Thạch Cung phụng bọn họ mạnh hơn, hừ hừ. Bất giác cười lạnh, Tà Vô Nguyệt khoan thai quay người rời đi, chỉ để lại mọi người một mặt nghi ngờ đứng ở nơi đó, đều là rất là kỳ lạ. Trác Phàm coi như thiên phú lại cao hơn, tại trong tông cũng là một tên đệ tử. Chẳng lẽ bọn họ trưởng lão cung phụng đều có chút khó giải quyết sự tình, là hắn có thể toàn bộ giải quyết. Đối phương cũng không chỉ là hai tên tinh anh đệ tử đơn giản như vậy, nhưng còn có phía sau bọn họ hai cái lão đầu tử đây. Tĩnh mịch trong sơn động, lúc này đã là một vùng phế tích, lộn xộn không chịu nổi. Trác Phàm lặng lặng mà ngồi tại cái kia trên đất đá,
khoanh chân tĩnh khí, trên mặt đã lại không lúc trước vẻ thống khổ. Đi qua nhiều ngày ma sát, Trác Phàm cùng cái kia cửu thiên long khí làm lấy quyết tử đấu tranh, tranh phong tương đối, cuối cùng vẫn là lấy Trác Phàm thắng lợi mà kết thúc. Đem những cái kia nóng nảy long khí, mài không còn cách nào khác. Giờ này khắc này, Trác Phàm cái kia mênh mông như sao thần thức chính đang từng bước áp xúc, trung tâm nhất bên trong, thì là cái kia cửu thiên long khí quay quanh cùng một chỗ, giống như mấy cái cự long tranh nhau quấn quanh đồng dạng, đã nhanh muốn hợp làm một thể. Từng đạo mây ngũ sắc như là từng tầng lụa mỏng, đưa chúng nó bao khỏa ở bên trong, theo Trác Phàm thần thức đè ép, chậm rãi dung hợp đi vào. Ông! Đột nhiên, một trận không gian ba động đột nhiên vang lên, cái kia mây ngũ sắc bao khỏa chỗ, đúng là đột nhiên tán phát ra đạo đạo hào quang óng ánh, tiếp lấy chính là một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên sinh ra, Trác Phàm cái kia như cũ đang không ngừng đè ép to lớn thức hải, một cái không có phanh lại áp. Liền điên cuồng hướng quang mang kia tản ra chỗ hung mãnh tràn vào đi, ngừng đều không dừng được. Đến sau cùng, chỗ có sức mạnh thần thức đều bị cuốn vào cái kia màu sắc sặc sỡ chi về sau, Trác Phàm toàn bộ não hải mới nhất thời yên tĩnh. Dường như thiên địa tịch diệt, thế gian lại không một tia tiếng vang đồng dạng. Trác Phàm cũng như vậy ngồi lặng lặng, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, tựa như một khối tảng đá, vậy mà bất động. Giống. Bỗng dưng. Một tiếng chấn thiên triệt địa long ngâm tại Trác Phàm trong đầu thét dài mà ra, cái kia ánh sáng bao phủ chỗ, vù vù vài tiếng, bốn cái long chảo bỗng nhiên cầm ra đến, ngay sau đó toàn bộ long thân mở ra, một đầu dài mấy trăm trượng che trời cự long liền đột nhiên xuất hiện tại hắn chỗ sâu trong óc, gào rú không ngừng. Những hào quang này phi hồng, cũng giống như tầng tầng tia vải mỏng giống như choàng tại nó trên thân, hóa thành nó lân giáp. Xa xa nhìn lại, đúng như viễn cổ cự long hạ phàm. Đánh đâu thắng đó, thật là không uy phong. Cùng lúc đó, Trác Phàm cũng là bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe, giống như mắt rồng, ngửa mặt lên trời lớn lên giống một tiếng, phát ra thần long khiếu thiên chi vang. Giống, đụng, cường đại long uy, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành vỡ nát. Cho dù là Khô Vinh ngũ lão cái kia Khô Vinh lĩnh vực, cũng không khỏi đến hung hăng rung động động một cái. Năm vị trưởng lão hơi hơi run run thân thể, trong lòng đều có chút hoảng sợ. Lưỡi trưởng lão nhìn một bên viên lão liếc một chút, nói ra năm người trong lòng kinh dị, đây chính là thiên long thần hồn uy lực a, không nghĩ tới vừa mới ngưng tụ thành công, thì bá đạo như vậy. Chúng ta cái này Khô Vinh kết giới, nếu không phải có ngài địa long thần hồn gia trì, vừa mới cái này tấn công một đòn, không thể nói được liền muốn xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Tiểu tử này, thật khiến cho người ta ngạc nhiên a. Ha ha ha, ai nói không phải đây, cho dù là lão phu cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái này thiên long hồn, không nghĩ tới mạnh như vậy. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, viên lão vui mừng gật gật đầu. Mà trong động Trác Phàm, hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, tại một tiếng lớn lên giống phát ra về sau, liền lại yên tĩnh, cẩn thận cảm giác hiện tại chính mình biến hóa. Chỉ thấy trong sơn động, hắn con người hai bên loạn động, bốn phía ngó nhìn cái này một vùng phế tích. Trong óc, cái kia mây ngũ sắc thần long, cũng tại bốn phía chuyển động chính mình cái kia to lớn mắt rồng, ánh mắt chiếu tới, nhưng cũng là này sơn động cảnh tượng. Đây chính là Trác Phàm vì Trác Phàm, thần long cũng là Trác Phàm, giờ này khắc này, đầu này cự long đã triệt để cùng Trác Phàm thần thức hòa làm một thể, trở thành hắn nguyên thần cất giấu chỗ. Nói cách khác, cho dù hắn thân thể hủy, thần hồn tồn tại, vẫn như cũ có thể đoạt xá trọng sinh, đây chính là hóa hư cảnh giới thần thông pháp môn. Mà lại cái này thần hồn uy lực, muốn so thần chiếu cảnh lực lượng nguyên thần cường hãn hơn rất nhiều, tương đương với cho nguyên thần lại bộ một tầng khôi giáp. Thần chiếu cảnh cùng hóa hư cảnh cao thủ so sánh, quả thực cũng là ba tuổi trẻ em cùng bảy thước đại hán chênh lệch. Bất quá đoán chừng người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Trác Phàm quái thai này, là ba tuổi trẻ em thân thể, bảy thước đại hán lực lượng. Cái này nếu là cùng người khác giao thủ qua, phải đem đối phương âm không chết nhưng là... Ha ha ha, thần chiếu nhất trọng cảnh tu vi, hóa hư nhất trọng cảnh thần hồn, lão tử quả nhiên là cái đồ biến thái. Cúi đầu nhìn xem mình bây giờ bộ dáng, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng, lắc lắc đầu. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới, mượn lần này đột phá, lại sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình phát sinh. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình trước kia cũng từ trước tới giờ không đi đường thường, liền cũng không quan trọng. Ông! Đột nhiên! Lại là một trận không gian ba động phát ra,
Trác Phàm bất giác thân thể lắc một cái, còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, một đạo hồng sắc ba động, đã là đột nhiên từ hắn vùng đan điền hướng ra phía ngoài phát tán ra. Cái kia cỗ hào quang màu đỏ như máu chỗ đi qua, nhất thời làm cho hết thảy vật thể mục nát tan rã, sau cùng hóa thành một bãi chất lỏng sình sịch, phát ra xì xì tiếng vang. Trong mắt nhịn không được bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, rất là kỳ lạ, vội vàng tĩnh tâm nhìn tới, lại là bỗng nhiên phát hiện, mượn lần này hắn đột phá, trong cơ thể hắn huyết anh lại cũng thuận lợi đột phá đến thần chiếu cảnh tu vi. Huyết anh vốn là thiên địa tinh linh, hiện tại đạt đến thần chiếu cảnh, lực lượng nguyên thần càng là mạnh đáng sợ, so với bình thường thần chiếu cao thủ mấy chục lần đều mạnh. Cho dù là đối mặt hóa hư cảnh thần hồn công kích, huyết anh nguyên thần trùng kích cũng đủ để hóa vì một thanh huyết nhận, đem cái kia thần hồn xé nát, tiêu diệt bên trong nguyên thần. Huyết anh loại ma vật này, quả nhiên là theo tu vi tăng cường, mà càng tăng kinh khủng. Đây cũng chính là vì sao, lúc trước huyết ma lão tổ chỉ là một cái thánh giả, tại thánh vực như vậy như bức nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong lòng càng thêm kinh hỉ, kể từ đó, hắn cho dù thật đối lên hóa hư cao thủ, cũng triệt để không sợ. Đã có long hồn kề bên người, lại có huyết anh đánh lén, chỉ cần không phải quá mạnh đối thủ, đơn đả độc đấu, hắn lại sợ người nào. Bên ngoài sơn động, viên lão trong tay ấn quyết liên tục, đem địa long hồn lần nữa thu về thể nội, khóe miệng rìa mép không ngừng run run động một cái, cười khẽ một tiếng, không có vấn đề, đã thiên long thần hồn đã ngưng tụ, vậy chúng ta kết giới này có thể triệt để rút lui. Vâng, hơi hơi gật gật đầu, năm người cùng nhau khom người cúi đầu. Thế nhưng là, bọn họ vừa muốn động thủ triệt hồi kết giới, tâm tình chính buông lỏng thời điểm, một đạo hồng sắc ba động lại là bỗng nhiên lóe qua, đụng một tiếng đụng vào kết giới phía trên, khiến đến bọn hắn nhất thời chính là một cái lảo đảo, khí tức bất giác có chút bốc lên. Ngô! Thân thể hơi hơi run run, lưỡi trưởng lão cuống họng giống như bị cái gì chắn đồng dạng, nghẹn lại. Viên lão nhìn đến có chút kỳ quái, nghi nói, thế nào, lưỡi trưởng lão? Tiểu tử này vừa mới lại thả ra một nhóm nguyên thần trùng kích, chúng ta vừa không chú ý, bị hắn chấn một chút. Bất giác cười khổ một tiếng, lưỡi trưởng lão sắc mặt đầy là quái dị. Bất giác cười lắc lắc đầu, viên lão từ chối cho ý kiến khoát tay một cái nói, ha ha ha. Không có gì đáng ngại, vừa mới ngưng tụ ra thiên long thần hồn, tò mò, nhiều nếm thử một phen cũng là bình thường. Không, không phải chuyện như vậy. Sắc mặt tràn đầy không hiểu. Lưỡi trưởng lão thăm thẳm lên tiếng, tiểu tử này hai nhóm nguyên thần trùng kích, hoàn toàn khác biệt. Đệ nhất phát đại khí rộng rãi, xác thực giống như là thiên long thần hồn phát ra. Nhưng thứ hai phát lại là tản ra âm tà chi khí, chính là cực âm chi lực, tàn nhẫn dị thường. Đừng nói là hai loại khác biệt nguyên thần, quả thực cũng là hai loại ngược lại cùng cực lực lượng nguyên thần. Cái gì? Mi đầu bất giác rung động, viên lão đột nhiên mà sa vào trong trầm tư. Hai loại khác biệt lực lượng nguyên thần, chẳng lẽ nói tiểu tử này trên thân còn cất giấu bí mật gì sao? Oanh! Thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống, lại là một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ bên trong hang núi kia truyền ra, tiếp lấy liền gặp Khô Vinh Ngũ lão hung hăng run run thân thể, sau đó vội vã lui lại năm bước, một mặt hoảng sợ nhìn lấy chỗ đó. Mà thôi, mắt, miệng, mũi mỗi cái trưởng lão, đều là chỉ dùng của mình phương thức, biểu hiện ra kinh ngạc chi tình. Viên lão nhìn lấy đây hết thảy, khẩn cấp hỏi, mấy người các ngươi, lại thế nào? Lặng im, lưỡi trưởng lão chỉ là đối mặt với cái sơn động kia, thật lâu không nói ra một câu. Chúng ta Khô Vinh lĩnh vực, bị tiểu tử này phá, thật lâu, lưỡi trưởng lão mới dị thường không lưu loát nói ra miệng. Trong mắt nhìn không được nhảy nhót, viên lão đã là đầy mặt vẻ kinh hãi. Cái này, làm sao có thể? Năm người này đều là hóa hư tứ trọng cao thủ A. Năm người liên thủ càng là có thể đối phó hóa hư lục thất trọng tu giả, cái kia Khô Vinh lĩnh vực làm sao có thể dễ dàng như thế phá giải. Liền xem như thiên long thần hồn, vừa mới ngưng tụ ra, cũng không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Tiểu tử, trên người ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật cất giấu a? Thật sâu nhìn một chút cái sơn động kia, viên lão một mặt cảm thán dài ra một ngụm chọc khí. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, giờ này khắc này. Trác Phàm trong sơn động cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn hiện tại vị trí địa phương, đã không thể xưng là sơn động, mà chính là một cái chân không lĩnh vực. Lấy hắn làm tâm điểm, trong vòng trăm thước, tất cả mọi thứ, toàn bộ hóa thành bột mịn,
toàn bộ không gian đều đang không ngừng chấn động. Hết thảy sự vật, chỉ cần nhập cái này chấn động không gian, liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Không minh thần đồng tầng thứ tư, tuyệt đối lĩnh vực, hư không chấn. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm phải đồng tử bên trong, bốn đạo kim sắc vòng tròn tại dạng rỡ lấp lóe. Ngay tại vừa mới, ngưng kết ra thiên long thần hồn về sau, huyết anh cũng theo đột phá, Trác Phàm lực lượng nguyên thần trong nháy mắt vượt qua một cái mới bậc thang, lệnh hắn một cách tự nhiên luyện thành không minh thần đồng tầng thứ tư cái này một thần thông. Đây là một chiêu công phòng nhất thể thần thông, nếu là gặp phải nguy hiểm, chỉ cần sử xuất chiêu này, trong vòng trăm thước, không gian đều tại kịch liệt chấn động, cả người lẫn vật đều không, ai cũng không dám tới gần, đồng thời lại có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Đây chính là giết người ở vô hình chi công. Coi như người thiên quân vạn mã, cũng không có thể gần ta mảy may chi thân, năm đó thiên đế uy năng, cũng không phải thổi loạn. Khóe miệng xẹt qua một cái tà dị đường cong, Trác Phàm trong lòng càng thêm có lực lượng. Bây giờ hắn đối phó cao thủ thủ đoạn càng nhiều, an toàn liền càng có bảo hộ, rốt cục có thể không lại dùng sợ đầu sợ đuôi. Tựa như vừa mới, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia đạo kết giới tại hắn cái này hư không chấn phía dưới, trực tiếp bị đánh tan, quả nhiên là uy lực vô biên. Chỉ cần là tại cái này một mẫu ba phần đất, trong vòng trăm thước, hắn chính là cái này chúa tể thế giới, ai có thể đánh với hắn một trận. Không hổ là đế cấp cao thủ tìm hiểu ra đến thần thông, mỗi một chiêu đều như thế bá khí, chấp trưởng thiên hạ, ha ha ha. Trong lòng bất giác cười lớn một tiếng, Trác Phàm sải bước đi ra cái sơn động này, xem như triệt để xuất quan. Bất quá, hắn đến thời điểm, đây là một cái bị bố trí tỉ mỉ qua sơn động, nhưng là lúc rời đi, nơi này chỉ có thể coi là một cái kỳ dị hang động. Bởi vì bốn phía tất cả mọi thứ, đều bị hắn chấn tiêu tán, hóa thành hư vô, lại không còn tăm hơi. Trác quản gia, người rốt cục xuất quan a, ha ha ha. Chúc mừng, nghĩ đến đột phá thuận lợi. Trác Phàm mới vừa đi ra sơn động không bao lâu, viên lão liền không biết từ nơi nào xông tới, một mặt cười lấy lòng mà nhìn xem hắn, ôm quyền cung chúc. Trác Phàm liếc hắn một cái, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh giống như, khẽ gật đầu, cười nói, đúng vậy a, nhờ có ngươi tìm cho ta chỗ tốt, giúp ta thuận lợi đột phá, không phải vậy ta đoán chừng có rất nhiều chuyện phiền toái. Ây! Bất giác sững sờ, viên lão kỳ quái nhìn về phía hắn, cười nói, Trác quản gia, chẳng lẽ ngài không muốn hỏi hỏi trước mấy ngày phát sinh sự tình à, nói thí dụ như che chở ngài kết giới kia. Lấy người ánh mắt, hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra đây không phải là trận pháp đi. Đúng vậy à, ta nhìn ra, làm sao? Vậy ngài không muốn biết bên trong nguyên do sao? Không nghĩ, làm sao? Trác Phàm một mặt lạnh nhạt, chuyện đương nhiên nói. Thấy tình cảnh này, viên lão lại là bỗng dưng ngây người, tiếp lấy cười khổ lắc đầu, ai? Lão hủ còn tưởng rằng Trác quản gia xuất quan chuyện thứ nhất, cũng là đem lão hủ trói lại, bức hỏi chuyện này đầu đuôi, lão hủ đều đã nghĩ kỹ lý do, không nghĩ tới Trác quản gia lại tia không quan tâm chút nào a, để tiểu lão nhân đều làm không nhiều như vậy bài tập. Ha ha ha, ta liền biết ngươi khẳng định tìm cái cớ thật hay, hỏi cũng bạch vấn, không bằng không hỏi. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm thở sâu, sâu xa nói, viên lão. Thực ta cảm thấy đến Ma Sách Tông lớn nhất thu hoạch, cũng là cùng ngươi quen biết. Tại cùng ngài đàm kinh luận đạo quá trình bên trong, xác thực có rất nhiều cảm ngộ, hơn nữa còn lĩnh ngộ nhân sinh tứ đại cảnh giới. Há, cái nào tứ đại? Ánh mắt bất giác sáng lên, viên lão bỗng dưng đến hứng thú. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm trầm ngâm một chút, nói khẽ, nhân sinh đệ nhất trọng cảnh giới, không biết không sai, cũng không biết nguyên cớ, hồ đồ kỳ hạn. Mơ hồ, tầng thứ hai cảnh giới, biết rõ không sai, lại không biết như thế nào, tự cho là đúng, cuồng ngạo vô biên, tầng thứ ba cảnh giới, biết rõ không sai, cũng biết rõ nguyên cớ, nhìn thấu hết thảy, lại tâm khổ tự biết, tầng thứ tư cảnh giới, không biết không sai, lại biết rõ nguyên cớ, chính là sáng mắt sáng lòng, khó được hồ đồ. Nghe được lời này, viên lão sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm không nói, khẽ gật đầu. Trác Phàm nhìn lấy hắn. Lần nữa cười nói, viên lão, trước kia ta tại tầng thứ ba cảnh giới, nhìn đến quá lộ, tâm là quá nặng, cảm giác thiên địa phụ vào một thân, không dám đi sai bước nhầm một bước, ngược lại cản tay rất nhiều, dễ dàng rơi vào mê võng. Hiện tại ta, xem như sờ đến tầng thứ tư một bên, mặc kệ ngươi là người phương nào, thân ở gì vị, mục đích vì sao, chỉ cần biết rằng ngươi sẽ không hại ta liền đầy đủ. Mà lại,
những cái kia bố trận người ta cũng không muốn biết. Nếu không, bọn họ lần này giúp ta hộ pháp, ta xem như thiếu bọn họ một cái vô cùng lớn nhân tình. Nếu là ta không biết bọn họ thân phận, về sau cũng không cần còn, ha ha ha. Ha ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ mỹ. Bất giác bật cười lắc đầu, Viên lão thật sâu liếc hắn một cái, một mặt tán thưởng nói, Trác Phàm, ngươi quả nhiên ngộ tính cực cao, âm mưu quỷ kế, chỉ điểm giang sơn, ngươi mặc dù lành nghề, chỉ là một số tiểu mưu kế tiểu thủ đoạn thôi, cuối cùng không qua thế gian phồn hoa công dã tràng. Có thể lĩnh hội nhân sinh, đạp vào đại đạo, mới là đại trí tuệ. Trác quản gia, ngươi rốt cục nhập đạo, lấy tư chất ngươi, tương lai thành tựu tất nhiên không người có thể so. Đến ngài cắt ngôn, vậy sau này ngài sẽ còn tiếp tục giúp ta đi. Đó là đương nhiên, ngươi là chúng ta Ma Sách Tông chính thức hy vọng, vô luận như thế nào, lão phu đều nhất định sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Trong mắt một đạo tinh quang lóe qua, Viên lão lời nói năng có khí phách. Cứ như vậy, một già một trẻ hai người, khó được rộng mở một chút nội tâm, tuy nhiên mỗi người còn có thật nhiều tính toán cất giấu, nhưng cũng coi là tận khả năng thẳng thắn. Nửa canh giờ về sau, hai người sóng vai đi vào tinh anh tạp dịch phòng lớn nhất trọng yếu địa phương, phía sau núi Nghĩa Trang, chỉ là nơi này quạnh quẽ tràng diện, lại là để Trác Phàm không khỏi sững sờ. Cái này là làm sao? Làm sao bốn cái trận môn trước cứ như vậy 3 năm người tiến hành khảo nghiệm, không qua mấy ngày công phu, đám tiểu tử này nhiệt tình liền không có. Như thế lười biếng, chỗ nào có thể đạp vào nhân sinh phá vỡ? Trác Phàm hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Viên lão. Viên lão cũng là một mặt không hiểu bộ dáng, mi đầu thật sâu nhăn lại, sờ lấy chòm râu suy nghĩ. Mấy ngày nay Trác Phàm đang bế quan, hắn liền bồi cùng một chỗ bế quan, cùng chăm sóc cháu trai ruột một dạng trông coi hắn, tạp dịch phòng cùng tinh anh môn phát sinh sự tình, tự nhiên cũng không rõ ràng. Đúng lúc này, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi hai người nhìn đến Trác Phàm xuất hiện, lại là nhất thời vui vẻ, vội vã chạy tới, sư phụ, ngài rốt cục trở về. Đến tột cùng làm sao làm? Ta mới rời khỏi mấy ngày, nơi này làm sao lại hết sức yên tĩnh. Sâu cau mày, Trác Phàm nhìn về phía hai người chất vấn nói. Liếc nhìn nhau, hai người không biết làm sao thở dài, tiếp lấy liền đem tinh anh môn hai tên đệ tử trước đến gây chuyện sự tình nói một lần. Đến sau cùng, Khuê Cương đã là tức giận đến nắm lại quyền đầu, cắn răng nói, lúc đó ta cùng Nguyệt Nhi đều không ở nơi này, nếu không mà nói, hắn dám đả thương phụ thân ta, ta nhất định. Nhất định cái gì, nhiều lắm là vứt bỏ mạng nhỏ mà thôi. Đừng tưởng rằng một thân cửu phẩm ma bảo, liền có thể cùng cái kia thần chiếu bát trọng người chống lại, thực lực mạnh yếu, cuối cùng vẫn quyết định bởi tại tự thân. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm giáo huấn một phen đồ đệ không biết tự lượng sức mình, nhưng trong mắt cũng là lóe qua một đạo trần trụi sát ý. Nguyệt Nhi nhìn đến, ai thán một tiếng, sư phụ, gần nhất tạp dịch phòng đệ tử lòng tự trọng đả kích rất lớn. Có chút nguyên bản ngoại môn nội môn đệ tử, càng là có chút hối hận đến chúng ta nơi này. Cái này rất bình thường, bị người đánh mặt, không tìm về cái này chàng tử, ai cũng không mặt mũi gặp người, hừ. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm trong mắt hơi híp, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, các ngươi hai cái nghe kỹ cho ta, trịnh trọng phát bài viết đi mời tinh anh môn 3 vị cung phụng đến, ta muốn yến khách bồi tội. Mi đầu bất giác lắc một cái. Nguyệt Nhi một mặt kỳ quái nói, yến khách bồi tội, thường cái gì tội? Bọn họ không phải nói chúng ta đệ tử, trước hướng bọn họ ra nặng tay khiêu chiến A, vậy chúng ta tự nhiên muốn đi bồi tội. Mà lại, vì biểu hiện thành ý, đáp ứng ban đầu bọn họ những cái kia ma bảo, ta sẽ tại trên yến hội trước mặt mọi người giao cho bọn hắn, lấy kết hai nhà vui thích. Còn có, tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng tất cả đều cùng đi. Không phải vậy, tạp dịch phòng nhập chủ tinh anh danh ngạch. Nhưng là thiếu. Cái gì, rõ ràng bọn họ trước gây chuyện, vì sao chúng ta muốn thiết yến bồi tội? Khuê Cương nghe xong, lúc này thì lửa, tuy nhiên chúng ta là tạp dịch phòng, nhưng cũng không phải lúc trước tạp dịch phòng, hiện tại nội môn đệ tử thấy chúng ta, cũng phải coi trọng mấy phần, dựa vào cái gì còn không có thế nào thì nhận sợ a. Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ chỉ tiểu tử ngốc này, nhìn về phía Viên lão nói, nhìn đến a, nhân sinh tầng thứ 2 cảnh giới. Biết rõ không sai, lại không biết như thế nào, tự cho là đúng, cuồng ngạo vô biên. Cười gật gật đầu, Viên trong đôi mắt già nua lóe thâm thúy ánh sáng. Khuê Cương gặp, lại là rất là kỳ lạ, hai người này tại đánh cái gì bí hiểm. Còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi.
Nơi này đến tột cùng ngươi chủ sự, vẫn là chủ công sự tình. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Trong lòng có 10.000 cái không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là sư phụ phân phó, Khuê Cương vẫn là ôm một cái quyền, giận hừ một tiếng, mang theo đồng dạng không tình nguyện Nguyệt Nhi rời đi. Nhìn lấy hai người dần dần đi xa bóng lưng, Viên lão không khỏi mỉm cười cười một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm hí ngược nói, Trác quản gia, vừa mới lão phu còn nói, ngài đạp vào đại đạo, mở ra đại trí tuệ, nhưng bây giờ ngài ngược lại bắt đầu đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn. Cái này Hồng Môn Yến, đoán chừng sẽ rất huyết tinh đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hừ, đại trí tuệ là dùng đến đi chính ta đường, tiểu thủ đoạn thì là dùng đến đánh ra những thứ này yêu ma quỷ quái. Lúc trước ta làm việc khiêm tốn, bất quá kiêng kỵ nơi này hóa hư cao thủ xuất hiện lớp lớp thôi. Hiện tại a, hừ hừ, ta kiêng kỵ hắn nãi nãi cái chân, dám đụng đến ta người, muốn chết. Trong mắt một đạo hung mang lóe qua, Trác Phàm toàn thân sát khí giống như ngập trời giang hải giống như dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt tràn ngập hướng bốn phía. Một số đang chuẩn bị tiến vào trận môn khảo nghiệm đệ tử, vừa mới nâng lên một chân, còn chưa bước vào, chính là thân thể thình lình run lên, lúc này tại cái này mãnh liệt sát khí bên trong ngất đi. Viên lão nhìn lấy, một trận gật đầu. Đây chính là Trác Phàm cùng quỷ hổ tránh thức khác nhau, quỷ hổ lực lượng không tập trung, sát khí tuy nặng, lại là du mà không ngưng. Tại chân chính cao thủ trong mắt, căn bản chính là khắp nơi sơ hở. Nhưng là Trác Phàm khác biệt, ngày bình thường xem ra sát khí thu liếm, không có mảy may tiêu tán, phảng phất là quả hồng mềm, người bình thường. Nhưng là hắn một khi xuất thủ, luồng sát khí này ngưng tụ như thật, giống như ngập trời nước sông, giây lát liền có thể đem người bao phủ ở bên trong. Người tầm thường cùng cao thủ, chỉ xem khí tức, liền đã có thể thấy được manh mối. Rốt cục nhìn đến người tức giận bộ dáng, cái này cũng nói, người đối với nơi này, vẫn là để bụng a. Ha ha ha, không tệ, thật tốt đại náo một trận a, lão phu nhất định ủng hộ ngươi. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Viên lão khóe miệng xẹt qua lạnh nhạt nụ cười. Một phương diện khác, Minh phủ tam sát tại tông chủ trong đại điện, chính và Tà Vô Nguyệt thương thảo xử trí như thế nào cái kia hai người đệ tử vấn đề. Bởi vì bọn hắn sau lưng có nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão chống đỡ, còn có Thạch Cung phụng chỗ dựa, tại không có xác thực miệng thật tình huống dưới, bọn họ cũng là không thể làm gì. Nhưng là không đem hai cái này kẻ cầm đầu làm, lại làm sao có thể chấn hưng tông quy, vãn hồi tạp dịch phòng đệ tử tâm, từ đó thuận lợi tiến hành tinh anh tuyển bạt đâu. Thế mà, ngay tại bốn người không biết nên như thế nào hành xử lúc, Khuê Cương bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở ngoài điện. Đưa lên Trác Phàm bày xuống bồi tội yến mời. Điều này không khỏi làm bốn người cảm thấy ngoài ý muốn, chân tướng sự tình bọn họ cũng không phải không biết, thường cái gì tội. Tiểu tử này đang làm cái gì, chúng ta lại không có truy cứu hắn, ngược lại rất cao hắn, hắn làm sao còn như thế uất ức, làm bồi tội yến. Dương Sát một trận không hiểu, nhìn về phía ba người. Âm Sát trầm ngâm một chút, suy đoán nói, chẳng lẽ là muốn hòa hoãn hai môn bầu không khí. Coi như lại hòa hoãn, người cũng không thể thấp kém như vậy a, đây không phải để nội môn đám người kia chế giễu a. Đụng một tiếng, hung hăng đập vỗ bàn, Dương Sát tức hổn hển nói, trước kia ta còn tưởng rằng tiểu tử này là một nhân tài, không nghĩ tới như thế nhút nhát, coi như thực lực mạnh hơn, thì có ích lợi gì. Khó thành đại khí, hừ. Chỉ có Tả Vô Nguyệt, ánh mắt híp lại, bất giác cười khẽ một tiếng, tựa hồ đã nghĩ đến nguyên do, thản nhiên nói, tiểu tử kia tính tình ta biết. Đoán chừng lại xảy ra đại sự. Người ta thiết lập bồi tội yến, là muốn tốt cho các ngươi, để cho các ngươi có thể không đếm xỉa đến, các ngươi cũng không muốn cô phụ người ta có hảo ý a. Huống hồ, người ta còn phải đưa ma bảo, bất quá các ngươi nhớ đến đem ta phần kia nhi cũng muốn đi qua. Còn có, mời phía trên nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão cùng đi chứ, nếu là bồi tội, tự nhiên không thể đem người trong cuộc ra không để ý, ha ha ha. Nghe lấy Tả Vô Nguyệt cười khẽ, ba người bất giác chợt sửng sốt, tiếp lấy Dương Sát rất là kỳ lạ nói, người tông chủ này làm sao, thật muốn hỏa hoãn không khí a. Nếu là cái này bồi tội yến thật làm, vậy chúng ta còn có lý do gì xử trí cái kia hai cái thằng nhãi con? Đều bồi tội còn xử trí cái gì, ha ha ha. Chuyện này không cần các ngươi quan tâm, chỉ là không biết tiểu tử kia làm lớn như vậy, phải thu xếp như thế nào, sẽ không phải để cho ta ra tay đi. Bất giác sờ mũi một cái, Tà Vô Nguyệt trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang.
Một tòa nguyên bản vắng vẻ tiểu sơn cốc bên trong, lúc này lại là một mảnh hối hả, ồn ào không chịu nổi. Từng đội thân mang mộc mạc, bưng ăn bàn dòng người nối đuôi nhau mà vào, ở giữa như nước chảy. Mà cái kia ăn gác lên đựng lấy, là sơn hào hải vị mỹ vị, thú chạy ra bảo, đều là nhân gian tuyệt phẩm. Tuy nói phàm là tu giả, đã thoát ly thế tục, không dựa vào những thứ này tục vật mà sống, nhưng là tục lễ vẫn như cũ tuân theo. Giống bây giờ như vậy chiến trận, hẳn là có đại hỷ hoặc buồn phiền chi chuyện phát sinh, mới có thể khai yến khoản đãi người thân bạn bè. Vui thì mừng vui gấp bội, buồn thì lại lấy vui hướng buồn. Thế nhưng là, lùi tới trong đám người, trên mặt lại đều là không buồn không vui, ngược lại một mặt phẫn uất biểu lộ, giống như tùy thời muốn làm khung đồng dạng, nhưng lại tràn ngập mọi loại biệt khuất cùng không thể làm gì. Quỷ hổ, khuê lang, thiết ưng cùng Nguyệt Linh bốn người, đều là một mặt âm trầm ngồi tại một chương gần phía trước trên bàn tiệc, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, những cái kia rửa chén đĩa người thậm chí cũng không dám đi qua bọn họ nơi này, sợ bị bọn họ cái này áp lực bầu không khí, nhất thời đông cứng ở đây, hoặc là bị hoảng sợ đến vỡ mật, cái kia liền xui xẻo. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, khuê lang hung hăng gõ một chút cái bàn, mắng to lên tiếng, hắn nãi nãi, chắc quản ra đây là chúng cái gì gió, rõ ràng là đối phương khinh người quá đáng. Còn làm cái gì bồi tội yến, muốn chúng ta ở trước mặt bồi tội, quả thực buồn cười. Đúng vậy a, trước kia coi như lão nương lại thế nào ủy khúc cầu toàn, cũng chưa từng làm như thế chuyện uất ức. Nguyệt Linh cũng là lạnh hừ một tiếng, gầm thét liên tục. Thiết ưng dương mắt xem bọn hắn, bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi vẫn ngồi ở chỗ này làm gì, nhấc cái mông rời đi a. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đi a, chúng ta đây là cho Trác quản gia mặt mũi. Dù sao lão nhân gia ông ta có ân với chúng ta, nếu không mà nói, lão tử sớm mẹ hắn lật bàn rời đi. Khuê lang ồm ồm, mắng to lên tiếng, tiếp lấy một mặt nghi ngờ nhìn về phía hai người bọn họ nói, ta ngược lại là rất kỳ quái, các ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Các ngươi cũng là nội môn ngoại môn cuồng ngạo thế hệ, thật chẳng lẽ có thể nhịn được phía dưới cái này khẩu khí? Coi như cái kia hai tên khốn kiếp sau lưng có trưởng lão chỗ dựa, chúng ta bắt bọn hắn không có cách. Nhưng khi mặt nhận sợ cũng quá uất ức đi. Như thế vô cùng nhục nhã, các ngươi thật có thể làm được đến. Ánh mắt khẽ híp một cái, thiết ưng trên mặt một đạo tức giận lóe qua, nhưng vẫn như cũ hung hăng áp xuống tới, thản nhiên nói, ta cũng là xem ở Trác quản gia trên mặt, vốn là các ngươi cũng biết, đang bị Xích Phong kích thương về sau, ta linh căn kém chút bị hắn đánh gãy, cơ hồ liền bị phế. Là Trác quản gia trở lại cứu trợ, còn để cho ta đột phá thần chiếu cảnh. Cho nên hắn đã lên tiếng, mặt mũi này, ta thì không thể không cấp. Là thập phẩm linh đan, thông thiên đan đi. Bất giác hít sâu một hơi, khuê lang khẽ gật đầu, trong lòng không sai, đan dược này xác thực thần kỳ, nhi tử ta cùng Nguyệt Linh nàng muội muội cũng là bị viên thuốc này cứu. Trác quản gia cũng đúng là thông thiên nhân vật, có khởi tử hồi sinh chi năng, khiến người ta rất là bội phục. Theo ta nhìn, cho dù là tông môn trưởng lão cung phụng, cũng không có một người có thể so ra mà vượt hắn. Bất quá, hôm nay sự kiện này lại là, ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, khuê lang trong mắt lóe lên một chút mất mát, sau đó quay đầu nhìn về phía quỷ hổ nói, quỷ hổ sư huynh, ngươi lại là vì cái gì ngồi ở chỗ này? Trác phàm để cho ta cùng ở bên cạnh hắn, nghe hắn lời nói là điều kiện cơ bản nhất. Sắc mặt một trận đạm mạc, quỷ hổ thăm thẳm lên tiếng. Mọi người nghe đến, bất giác mỉm cười. Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, bọn họ lẫn nhau cũng đều không khác mấy giải, bốn người tại Trác phàm bên người, cũng đều có mục đích. Khuê lang cùng Nguyệt Linh hai người là vì báo ân, mặt khác cảm thấy theo Trác phàm có thể chạy cái tiền đồ tốt. Thiết ưng là vì báo ba năm trước đây oan khuất mối thù, muốn đi theo Trác phàm làm một sự nghiệp lẫy lừng, cho nội môn tự tìm phiền phức. Nếu là có thể đem nội môn lợi ích đoạt tới, cắt đám kia lão đầu tử trên thân một miếng thịt, hắn là lại cao hứng có điều. Hiện tại, cũng hiển nhiên như thế, nội môn xác thực bị buộc tức giận, mà ngay cả để cháu mình cháu gái ra tới quấy rối, như thế hạ lưu chiêu số đều dùng đến, nhưng là gặp bọn họ chỗ nào bị cắt một miếng thịt, rõ ràng cũng là đoạn một tay. Thiết ưng tuy nhiên tức giận lần này bồi tội yến sự tình, nhưng tổng thể mà nói, hắn vẫn là hết sức mừng rỡ. Trác phàm cái kia khổng lồ tài lực trùng kích, thật làm cho nội môn cái này sừng sững tông môn mấy ngàn năm thế lực, bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngược lại, trong bốn người đơn thuần nhất, ngược lại là quỷ hổ cái này bản thân nội môn đại trưởng lão đệ tử.
Lúc trước hắn cũng là lợi ích người đoạt giải, nhưng bây giờ lại theo Trác Phàm, chỉ vì một cái đơn giản mục đích, hoàn thiện chính mình thực lực. Bởi vì hắn sư phụ sớm đã cảnh cáo hắn, theo người có quyết tâm, mới có thể bổ tâm. Mà cái này cái tông môn bên trong, người có quyết tâm lại là quá ít. Lão cha, các người một hồi nhưng là phải sống a, hiện tại những người kia lần lượt đến, trừ những cái kia mời người bên ngoài, một số nội môn trưởng lão cung phụng, còn có ngoại môn nội môn đệ tử, cũng theo đến đây tham gia náo nhiệt, cái này thanh thế tất nhiên không kém. Tại trước mặt nhiều người như vậy nhận sợ, các ngươi nhưng là phải kiên trì lên mới được, không muốn lại bị khiêu khích, nếu không thực sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi đi vào trước mặt bọn hắn, sắc mặt tràn đầy nghiêm túc, một mặt lo âu nhắc nhở nói. Trong mắt bất giác chừng một cái, Khuê Lang lúc này vỗ bàn đứng dậy, mắng to lên tiếng, hắn nãi nãi, thật sự là khinh người quá đáng, những người này khẳng định là cái kia hai cái lão gia hỏa tìm đến, rõ ràng cũng là để cho chúng ta xấu mặt. Xấu mặt không sao cả, thì sợ bọn họ dùng tâm hiểm ác, trong bữa tiệc lại ra cái gì làm nhục chi ngôn, buộc chúng ta động thủ, ngược lại để bọn hắn có chử rơi chúng ta mượn cớ, thì cùng lần trước bọn họ cái kia hai cái cháu trai cháu gái làm một dạng. Trong mắt một đạo tinh quang lóe qua, Nguyệt Linh nhắc nhở lần nữa nói, cho nên Cương Nhi lời nói vẫn rất có đạo lý, chúng ta đến lúc đó nhất định muốn tỉnh táo. Hung hăng nắm nắm quyền đầu, Khuê Lang trầm ngâm một chút, giận hừ một tiếng, lại ngồi xuống. Còn lại hai người liếc nhìn nhau, cũng là khẽ gật đầu. Nơi xa, Bạch Cung Phụng nhìn lấy bốn người động tĩnh, bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía một bên Thích Cung Phụng nói, chuyện này là sao a? Vốn là Trác Phàm tiểu tử kia ngay từ đầu thủ đoạn rất cao minh, một chiêu rút củi dưới đáy nổi, lấy đại lượng tài nguyên tu luyện đem chúng đệ tử hấp dẫn tới, lấy lợi dụ. Bất quá về sau, đối phương đồng dạng lấy người chỉ đạo trả lại cho người, đồng dạng là rút củi dưới đáy nổi kế sách. Thế nhưng là quất không phải đệ tử người, mà chính là đệ tử tâm. Trải qua lần trước nháo trò, tạp dịch phòng đệ tử tôn nghiêm không, nhân tâm tán. Hiện tại lại đến như vậy vừa ra bồi tội yến lời nói, cái kia đệ tử này tâm liền rốt cuộc thu không trở lại a. Tông chủ nói Trác Phàm khôn khéo, để cho chúng ta lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, làm thế nào sẽ ra như thế tối tăm chiêu. Đúng vậy a, nếu không phải tông chủ sớm có mệnh, hết thảy nghe hắn hành sự. Lão phu đã sớm mặc xác hắn, hừ. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Thích Cung Phụng quay đầu nhìn về phía những cái kia nối đuôi nhau mà vào trưởng lão cung phụng nhóm, chỉ thấy nội môn trưởng lão cung phụng trên mặt tất cả đều treo thoải mái chi sắc, một bộ nhìn ngươi trò vui bộ dáng, mà những cái kia tìm nơi nương tựa đến tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng, lại từng cái sắc mặt âm trầm, không nói ra phiền muộn, thậm chí đều có chút hoài nghi, lúc trước chính mình quyết định là đúng hay sai. Cái gọi là binh hùng hùng một cái, đem sợ sợ một tổ. Tiểu tử này không còn dám trêu chọc nội môn, muốn cùng người ta dừng tay giảng hòa, lại làm cho chúng ta theo mất mặt mất hứng, cái quái gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là tràn ngập nộ khí, lại là không biết nên như thế nào tung ra tới. Thích Cung Phụng nhìn đến bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng, xem ra đều là bị buộc mà đến a, không có tông chủ mệnh lệnh, con mẹ nó ai bồi tiểu tử này đến đây mất mặt xấu hổ. Bạch Cung Phụng nghe đến, cũng là ngăn không được lắc đầu thở dài. Một phương diện khác, Thạch Cung Phụng cái kia vắng vẻ trong tiểu viện, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão hai người, tất cả đều mặc lấy một thân mới tinh cẩm y ngọc phục đi tới nơi này, một mặt xuân quang đắc ý. Thạch Cung Phụng, muốn cùng đi dự tiệc sao? Nhị trưởng lão cười lớn một tiếng, mời nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Thạch Cung Phụng khẽ cười một tiếng nói, hôm nay là hai người các ngươi nhân vật chính. Lão phu thì không đi cướp cái này danh tiếng. Ai, Thạch Cung Phụng cái này khách khí, ngươi thế nhưng là trong chúng ta môn đứng đầu, lớn như thế chẳng diện, làm sao có thể không có ngài đến tọa chấn. Ha ha ha, tính toán, lần yến hội này tông chủ không có đi, ta lại sao tốt ý tứ đi. Chẳng lẽ không sợ cho người ta một cái, lấy thế đẻ người tên tuổi sao? Trong mắt tinh quang lóe lên, Thạch Cung Phụng lộ ra một bộ gian trá nụ cười. Nghe được lời này, thất trưởng lão tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng minh bạch hắn ý tứ, không khỏi cười to lên, ha ha ha. Lão hủ rõ ràng, như thế tiểu tràng diện, còn làm phiền phiền Thạch Cung Phụng tự mình áp trận, cũng quá cho bọn hắn mặt mũi. Hai người chúng ta đi, đủ để. Thạch Cung Phụng khẽ gật đầu, tán thưởng liếc hắn một cái này thất trưởng lão lĩnh hội không tệ, xác thực cũng là ý này. Lão phu đi, còn cho bọn hắn mặt.
Nhị trưởng lão nghe đến, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cười to liên tục, không tệ, không thể cho bọn họ quá thật tốt sắc mặt nhìn. Có điều, vẫn thật không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại chủ động bồi tội, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn cùng cái này tạp dịch phòng rằng co rất lâu đâu. Lúc này, thất trưởng lão suy nghĩ một chút, lại thăm thẳm lên tiếng. Không khỏi mỉm cười lấy lắc lắc đầu, thạch cung phụng từ chối cho ý kiến, việc này cũng tại ta dự kiến bên ngoài, nhưng cũng là hợp tình lý. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, cái kia Trác Phàm tuy nhiên có cỗ tử cơ trí cùng dũng khí, nhưng cũng là vì Tà Vô Nguyệt ra mặt. Tà Vô Nguyệt không cách nào xuất thủ sự tình, hắn giúp đỡ ra, cho nên cản tay rất nhiều. Dù sao, cái này tên tạp dịch phòng là Tà Vô Nguyệt trong kế hoạch nhất hoàn, nếu là làm hư, hắn một người đệ tử mà thôi, nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Cho nên hiện tại trọng áp phía dưới, đành phải trước tiên lui một bước, hướng chúng ta yếu thế, thậm chí bồi tội. Không phải có một câu như vậy à, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Thế nhưng là chúng ta cũng là thích đánh người mặt tươi cười, hắn cười đến càng tiện, chúng ta đánh cho càng hung ác, ha ha ha. Nhị trưởng lão nghe đến, không khỏi cười lớn một tiếng, mỉa mai liên tục. Còn lại hai người liếc nhau, cũng tất cả đều suy cười rộ lên. Hơi hơi gật gật đầu, thạch cung phụng cười lạnh một tiếng nói, không tệ, cũng là như thế, hắn coi là tạm thời lui một bước, dừng tay giảng hòa, chúng ta liền sẽ thư giãn sao. Hừ hừ, hoàn toàn ngược lại, chúng ta làm thừa thắng xông lên, một lần hành động nhổ viên này cái đinh trong mắt, để tinh anh tạp dịch phòng hoàn toàn biến mất. Mà cơ hội này, lại là hắn đưa tới, hừ hừ hừ. Thạch cung phụng yên tâm, chúng ta minh bạch, lần này bồi tội yến, chúng ta tự sẽ để hắn mặt mũi lớp vải lót toàn không có, sau cùng ngay cả tính mạng cũng cho ném, ha ha ha. Hai người lẫn nhau nhìn xem, đều là tà cười ra tiếng, tiếp lấy liền chậm chậm đi dự tiệc. Thạch cung phụng nhìn lấy bọn hắn bóng lưng dần dần biến mất, khóe miệng một phát, cười lạnh thanh âm càng lúc càng lớn, vang vọng giữa trời. Một tòa thanh u trong lương đình, ngồi đấy một cái cực kỳ lười biếng thiếu nữ, chỉ riêng một đôi non nớt bàn chân nhỏ, tại qua lại dưới đỉnh trong khe nước, buồn bực ngán ngẩm đập lấy nước phiêu. Nhìn kỹ lại chính là vài ngày trước vừa mới đại náo một phen tạp dịch phòng Bàng Ngọc Quyên không thể nghi ngờ. Từ cái này sự tình về sau, Dương Sát bọn họ trở về, tự nhiên đem bọn hắn tốt một phen răn dậy, bất quá trước có mượn cớ phía trước, lại có nội môn trưởng lão ra ra cùng thạch cung phụng chỗ dựa, bọn họ ngược lại là không sợ chút nào. Nhiều lắm là bị giáo huấn hai bữa, cũng không đau không ngứa. Dương Sát bọn họ cũng đành chịu, không muốn đem sự tình làm lớn, liền đem lại đem bọn hắn giam lại, không cho phép bọn họ ra ngoài gây chuyện. Tại cái này nhàm chán thời kỳ, Ngọc Quyên đành phải một thân một mình đập lấy mặt nước, tự sướng. Ngọc Quyên sư muội, như thế nhàn tình nhã trí ở đây nghịch nước a. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên, Ngọc Quyên vung vẩy hai cái chân nha hơi chậm lại. Sau đó quay đầu liếc xéo hướng thanh âm kia truyền đến chỗ, khinh thường nói, hừ, như vậy còn có thể thế nào, hai người chúng ta hiện tại đều bị cấm túc, ra không cái này tinh anh môn kết giới. Không tìm một ít chuyện giết thời gian, chẳng phải muốn nhàm chán chết. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Xích Phong nhẹ giơ lên cước bộ, đi vào trước mặt nàng, tại bên tai nàng thì thầm vài câu, nàng nhất thời liền ánh mắt sáng lên, kinh hỉ kêu lên, thật, ngươi liền ra ngươi phá thiên kích đều lấy ra. Hắc hắc hắc, không phải ta lấy đến, là ra hắn cho ta. Hắn đã sớm ngờ tới, chúng ta hôm nay khẳng định sẽ bị ba cái kia lão gia hỏa quay lại, cho nên trước thời gian đem cái này thất phẩm ma bảo giao cho trong tay của ta. Phải biết, cái này phá thiên kích thế nhưng là chuyên phá kết giới chi vật, coi như ba cái kia lão gia hỏa tại tinh anh ngoài cửa thiết lập kết giới, chúng ta cũng có thể nghênh ngang đi ra ngoài. Đắc y nhíu nhíu mày, Xích Phong không khỏi cười to lên. Ngọc Quyên nghe cũng là vạn phần kinh hỉ, liên tục không ngừng nhảy đến mặt đất, lôi kéo hắn tay nói, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi ra ngoài a, thừa dịp bọn họ còn chưa có trở lại, thật tốt đi ra ngoài chơi một chút nhi. Ai ai ai, Ngọc Quyên sư muội, ta lời còn chưa nói hết đây, ngươi gấp làm gì? Thế mà, Ngọc Quyên nha đầu kia đã không kìm được vui mừng, nhưng là Xích Phong lại là như khỏa cây đinh đồng dạng, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là trong mắt tản ra tà dị ánh sáng. Ngọc Quyên liếc hắn một cái, một mặt không hiểu, hắn lại là tiếng cười to nói, sư muội, thiên hạ này cũng không có ăn không bữa trưa, gia của ta đem cái này phá thiên kích cho ta, cũng là có nhiệm vụ. Không phải vậy chỉ là quan cái cấm đoán,
lão nhân gia ông ta còn không có gấp gáp như vậy. Chúng ta muốn đi ra ngoài, cũng nhất định phải hoàn thành lão nhân gia ông ta phân phó mới là. Chuyện gì, người nói a, dù sao chúng ta hai cái đều là trên một sợi thừng châu chấu, người sự tình chính là ta sự tình. Vỗ vỗ hơi hơi nhô lên bộ ngực, Ngọc Quyên mười phần thản nhiên nói. Hơi hơi gật gật đầu, Xích Phong bất giác khẽ cười một tiếng, thực cũng không có việc lớn gì, chẳng qua là để cho chúng ta lại đi phách lối một thanh mà thôi. Người biết hôm nay, vì sao ba cái kia lão gia hỏa muốn đem chúng ta giam lại sao? Còn cấm đoán tinh anh môn nhân, tùy ý ra vào. Vì sao? Phốc vỗ một cái mắt to ngập nước, Ngọc Quyên một mặt mê mang, hỏi. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Xích Phong từ chối cho ý kiến nói, ta như nói ra, người nhất định sẽ không tin tưởng, chúng ta đi tạp dịch phòng đại náo một phen về sau, cái kia tạp dịch phòng lại muốn bày bồi tội yến, hướng chúng ta thỉnh tội. Hai người chúng ta ra ra, còn có ba cái kia lão gia hỏa, cũng là đại biểu chúng ta đi tiếp thu bọn họ bồi tội. Loại tình huống này, chúng ta nếu là lại ra hiện ra tại đó, thật tốt nhục nhã bọn họ một phen, bọn họ tất nhiên bị buộc gấp. Đến thời điểm ra ra bọn họ cũng liền có cớ, đem cái này tạp dịch phòng diệt đi. Cho nên vì không đem sự tình làm lớn, ba cái kia lão gia hỏa mới đem chúng ta vòng ở chỗ này. Cái gì, còn có loại sự tình này? Bất giác sững sờ, Ngọc Quyên tại ngốc một lát sau, bỗng nhiên phốc một tiếng bật cười, sau đó liền mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói, cái này tạp dịch phòng đến tột cùng là cái gì cái trưởng lão cung phụng làm chủ a, cũng quá không có loại. Má trái bị đánh. Thế mà còn đem má phải đưa qua đến bị đánh, mặt hàng này thế mà cũng xứng nội môn cung phụng trưởng lão nhóm vắt hết óc đối phó, cũng quá kỳ quái a, hì hì ha ha. Xích Phong cũng là cười nhạo lấy gật gật đầu, tiếp tục vạch trần nói, ta nghe nói chủ trì tạp dịch phòng người, là người đệ tử, cũng không phải là trưởng lão cung phụng, nếu không những lão gia hỏa kia chỗ nào có thể nhắm lại như vậy mặt mũi. Mà lại, hắn tựa hồ là tông chủ thân phái thân tín, cho nên trưởng lão cung phụng đều cho hắn cái mặt mũi. Bất quá, đoán chừng việc này thoáng qua một cái, đám kia lão gia hỏa cũng không tiếp tục hổ thẹn cùng hắn làm bạn. Thân tín, hi hi ha ha, tông chủ luôn luôn đề xướng tinh anh tuyển bạt muốn nên mới làm trọng, kết quả đến trên người mình, còn không phải để cho mình người chủ trì đại cục a. Phái người đệ tử cùng trưởng lão cung phụng đấu, cái này không phải là tìm chết sao, khó trách hắn hiện tại sợ, muốn dập đầu nhận lầm. Ngọc Quyên không khỏi đùa cười một tiếng, trong mắt lóe lên tinh nghịch chi sắc. Một chảo Xích Phong bao quát bàn tay to, liền vội vã không nhịn nổi hướng bên ngoài chạy tới, còn sững sờ ở chỗ này làm gì, chúng ta không phải có nhiệm vụ a. Ta cũng muốn nhìn nhìn, đến tột cùng là tạp dịch phòng đệ tử nào, như thế không biết tự lượng sức mình, dám tiếp như thế cái đại gánh, sau cùng làm đến chính mình mặt mày xám xịt. Xích Phong cũng là cười nhẹ, theo nàng hướng bên ngoài kết giới chạy tới, đoán chừng cũng là cái đần đột, lúc trước vì nịnh nọt tông chủ. Mới kiên trì làm ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại chơi nện, tông chủ cũng cho hắn thu không cái này cục diện rối rắm, hắn đành phải đầu hàng, ha ha ha. Ngọc Quyên nghe đến, cũng là giễu cợt liên tục, không ngừng gật đầu, sau đó hai người liền cấp tốc hướng bên ngoài kết giới phóng đi. Siêu! Đột nhiên, tiếng xé gió vang, hai người chính xông ra ngoài lấy, một đạo bạch sắc tơ lụa lại là đột nhiên hướng bọn họ nơi này phóng tới, thẳng đến hai người bọn họ đầu. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, hai người bất giác trong lòng kinh hãi, thân thể vội vã trì trệ, ngửa đầu lên, liền tránh thoát đi. Đụng một tiếng, cái kia đạo trắng sáng lợi kiếm giống như đâm vào đối diện vách núi bên trong, một đạo áo trắng thiếu nữ chậm rãi từ không trung rơi xuống, giẫm tại cái kia trắng gấm phía trên, mắt ngọc mày ngài, trên mặt lại mang theo nồng đậm sát khí, lạnh lùng nhìn về phía hai người nói, hôm nay tinh anh môn phong sơn, các đệ tử không cho phép đi ra ngoài. Càng là các ngươi hai cái mang tội người, chẳng lẽ không biết à, còn muốn đi chỗ nào? Ta tưởng rằng người nào không có chuyện làm, dám đến cản chúng ta hai cái đường, nguyên lai là Bạch Luyện sư tỷ a. Ngẩng đầu nhìn nữ tử kia liếc một chút, Ngọc Quyên bất giác sủi cười ra tiếng, sư tỷ, Bạch cung phụng hắn tuy nhiên cùng hai người chúng ta ra ra không hợp nhau, nhưng ngươi cũng không cần đến khắp nơi nhằm vào chúng ta đi. Lạnh lùng liếc nàng một cái, Bạch Luyện từ chối cho ý kiến. Ra ra hắn tuy là trong môn cung phụng, cùng một ít người cũng chung đụng được không lắm vui sướng, nhưng cái này cùng ta đều không quan hệ, ta cũng sẽ không đem mối thù này oán niệm mang đến nơi đây, ta chỉ là tại bảo trì tông môn quy củ thôi. Cao lạnh, bất giác dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Xích Phong đùa cười một tiếng nói,
sư tỷ xử sự làm người, sư đệ ta là bội phục cực kỳ a, cái này cũng một mực là sư đệ ta khuynh mộ sư tỷ nguyên do chỗ. Có điều, chuyện hôm nay, sư tỷ tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Người giống như ta, đều là thần chiếu bát trọng cao thủ, Ngọc Quyên sư muội chính là thần chiếu tứ trọng cao thủ, lấy hai địch một, sợ sư tỷ không phải là đối thủ đi. Há, khẩu khí thật là lớn. Lông mi giống như lá liễu hơi nhíu, Bạch Luyện bất giác khẽ cười một tiếng nói, Xích Phong, mỗi lần tỷ thí ngươi có vẻ như cũng không thắng qua ta đi, lúc nào biến đến như thế cuồng vọng. Ha ha ha, bất giác cười lớn một tiếng, Xích Phong trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, sư tỷ, mỗi lần ta đều bại vào tay ngài, đơn giản là ta đối với ngài hâm mộ chi tình, như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Thế nhưng là lần này khác biệt, ta còn có nhiệm vụ tại thân, chỉ sợ không tốt lại lưu thủ. Há, cái kia lời này của ngươi là ý nói, bình thường đều tại nhường ta. Đó là đương nhiên, nếu không một giới nữ lưu, sao có thể là ta Xích Phong đối thủ. Khóe miệng lộ ra một tia kiệt ngao, Xích Phong đối chọi gay gắt. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Bạch Luyện hơi hơi gật gật đầu, cười nói, rất tốt, vậy liền thừa dịp này thời cơ, để sư tỷ ta thật tốt lãnh giáo một chút ngươi chân thực công phu đi. Vừa dứt lời, Bạch Luyện run đạp chân xuống, liền xông về trước quá khứ, đồng thời trong tay trắng gấm cùng nhau bay tán loạn, giống như thiên nữ tán hoa giống như, hướng hai người vọt mạnh xuống. Phía trên kia phồng lên lấy cường hãn nguyên lực, nhất thời liền để Xích Phong hai người nhìn không được tròng mắt co rụt lại, cùng nhau phi lên, né tránh đi. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, giống như mưa sao băng nện xuống đồng dạng, bọn họ lúc trước nơi ở, nhất thời liền hóa thành một vùng phế tích, từng đạo hầm động, đủ có vài chục mét chi sâu, hơn ngàn cái nhiều. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, Xích Phong không dám thất lễ, Ngọc Quyên càng là dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy nhiên vừa mới hắn châu thổi rất đủ, nhưng là tâm lý minh bạch, cái này Bạch Luyện thực lực một chút không kém hắn, thậm chí còn hơn. Hắn mỗi lần cùng Bạch Luyện đối chiến, thật là không có xuất toàn lực, nhưng là hắn tâm lý cũng hiểu được, cho dù xuất toàn lực, hắn cũng chưa hẳn là cái này nữ nhân đối thủ, cho nên thẳng thắn thực lực. Đợi đến thời điểm then chốt, lại đánh nàng trở tay không kịp. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, thời khắc này, nhanh như vậy liền đi tới. Đoạn Viêm Phong bảo, mắt nhìn đối phương mấy trăm đạo trắng gấm lần nữa hướng mình hai người bay tới, Xích Phong bất giác hai ngón khép lại, hung hăng hướng về phía trước vạch một cái, trong nháy mắt chính là xẹt qua một cái biển lửa đầy trời, bỗng nhiên xông về trước quá khứ, phảng phất muốn đem đối phương hoàn toàn bao phủ tại cái này trong biển lửa một dạng. Ngọc Quyên gặp, cũng là không khỏi vội vàng kết ấn, song trưởng đều xuất hiện, một cỗ phong cương liền hóa thành từng đạo vòi rồng, mang theo cái kia cỗ biển lửa, hung mãnh bước tới, lại chính là phong trợ hỏa thế, uy lực mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Tuy nói Ngọc Quyên chỉ là thần chiếu tứ trọng mà thôi, nhưng hai người chiêu số thật là tương hợp, nhất thời liền vì Xích Phong chiêu kia thêm bốn phần lực nói. Thanh phong lãm nguyệt, Ngọc Quyên hét lớn liên tục, trong mắt chớp động lên kiên định ánh sáng. Thế nhưng là Bạch Luyện gặp này, tuy nhiên trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, nhưng cũng không nóng nảy, mấy trăm đạo trắng gấm hướng về phía trước quang ra, liền hóa thành từng đạo sao băng rơi xuống, bỗng nhiên xông qua biển lửa kia phong tường. Thậm chí còn hấp thu biển lửa kia bên trong thiêu đốt nóng rực, bỗng nhiên hướng hai người đập xuống. Lưu tinh hỏa vũ, trong mắt nhịn không được co rụt lại, hai người cảm thụ lấy cái kia cường thế uy áp, bất giác trong lòng hoảng hốt. Này nương môn thật lợi hại như thế, cho dù hai người hợp lực, cũng là khó có thể xông qua hắn cửa này. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, hô một trận lục gió thổi qua, những cái kia hỏa nhiệt sao băng nhất thời tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong. Trong nháy mắt hóa thành nước mù, đợi đến trước mặt bọn hắn, đã là vô lực rơi xuống mặt đất. Chỗ rơi chỗ, hoa mộc điêu linh, không có một ngọn cỏ, liền bùn đất đều biến là màu đen. Hóa vũ độc công, lục hạt, trong mắt hơi hơi co lại, Bạch Luyện không khỏi hét to lớn tiếng. Nghe được lời này, cười to một tiếng vang lên theo, ha ha ha. Bạch Luyện sư muội, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Sư muội sư đệ bọn hắn đã muốn đi ra ngoài hít thở không khí, ngươi lại cần gì phải làm cái này ác nhân đâu. Bạch, một cái lắc mình lướt qua, trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một đạo thân mang xanh biếc bảo phục thanh niên bóng người, khóe miệng còn mang theo tà dị tiếu dung, cái kia cỗ không gì địch nổi khí thế, nhất thời liền để Bạch Luyện nhìn không được vội vã lui lại năm bước, mới miễn cưỡng dừng lại.
thật mạnh, gia hỏa này công lực lại thâm sâu rất nhiều. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bạch Luyện trong lòng bất giác run lên. Xích Phong nhìn thấy người này, lại là một trận đại hỉ, kêu lên sợ hãi, Lục Hạt sư huynh, người rốt cục xuất quan, mà lại ra chính là thời điểm A. Ha ha ha, không phải ta ra là thời điểm, thực ta sớm đã xuất quan, lần này là vì giúp đỡ bọn ngươi mà đến. Bất giác khẽ cười một tiếng, Lục Hạt khóe miệng xẹt qua thần bí đường cong, các ngươi có các ngươi nhiệm vụ, ta cũng có ta nhiệm vụ. Ta nhiệm vụ, cũng là đem các ngươi yên ổn đưa ra ngoài. Mi đầu bất giác lắc một cái, Xích Phong gật gật đầu, trong lòng bất giác đại hỉ, cười nói, ha ha ha. Đúng vậy a, Lục Hạt sư huynh là Thạch Cung phụng đệ tử đắc ý, chúng ta là người một nhà a. Cười nhẹ gật gật đầu, Lục Hạt không nhìn tới hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía mặt hiện xương lạnh Bạch Luyện chỗ đó, bế nghễ nói, Bạch Luyện sư muội, ngươi chắc là rõ ràng, ta chính là thần chiếu 9 tầng tu giả, ngươi chỉ là thần chiếu bát trọng, ta so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Mà lại, ta người này ra tay không phân tấc, rất dễ dàng khiến người vong mạng. Xem ở Bạch Cung Phụng trên mặt, ta không muốn cùng ngươi động thủ, còn xin ngươi tránh ra con đường này đi. Tuy nhiên bọn họ sau lưng đều có cao tầng chỗ dựa, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại đều không dám làm quá phận. Dù sao bọn họ đều là đệ tử, nếu là dẫn tới một vị trưởng lão cung phụng điên cuồng trả thù, thì coi như bọn họ sau lưng là tông chủ, đó cũng là không chịu đựng nổi. Có thể tưởng tượng, thì coi như bọn họ đối khác đệ tử dám đại khai sát giới, có tông quy che chở, cũng không quan trọng. Thế nhưng là, bọn họ nếu là giết một vị trưởng lão thân cháu trai cháu gái lời nói, cái kia cũng ngập trời phẫn nộ, tất nhiên để trưởng lão kia liều lĩnh truy sát tại hắn, đến lúc đó liền tông quy đều bảo vệ không hắn. Đối với một cái biến đến không quan tâm tính mạng mình, muốn đồng quy vu tận người điên mà nói, ngươi lại đánh không lại hắn, vậy cũng chỉ có thể một con đường chết. Cho nên, những thứ này có thể tiến vào tinh anh đệ tử tuy nhiên đều thủ đoạn độc ác, nhưng là cũng giảng phân tắc. Thì giống bây giờ, Lục Hạt lưng tựa Thạch Cung Phụng núi dựa lớn, nhưng cũng không dám hướng cái này Bạch Cung Phụng cháu gái ruột, Bạch Luyện hạ trọng thủ. Nếu không, cao tầng tức giận, Thạch Cung Phụng cũng bảo vệ không hắn. Mí mắt hơi hơi run run, Bạch Luyện bất giác thở sâu, ỷ vào hắn cô dám đối với mình quá cường ngạnh, hét lớn lên tiếng, Lục Hạt, ba vị chỉ đạo cung phụng nhường ta để ý kết giới này, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ngươi biết ta tính khí, là dễ dàng như vậy bị ngươi dăm ba câu, liền nói thông sao. Ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Mỉm cười lấy lắc đầu, Lục Hạt bất giác than nhẹ một tiếng, ai, nếu là bình thường lời nói, Bạch Luyện sư muội mặt mũi, vi huynh nhất định sẽ cho. Nhưng là hiện tại a, hừ hừ, xin lỗi. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Lục Hạt nhất thời khoát tay, oanh một tiếng đẩy về phía trước trường, một cỗ khí thế mãnh liệt xanh biếc phong cương, tựa như cùng phiên giang đảo hải giống như hướng Bạch Luyện trào lên đi. Không nói trước cỗ này bức người khí thế, đã để vị này kiên định cô nương khí tức trệ ở, còn có cái kia đem hết thải tan dã độc phong, càng là làm lòng người phía dưới kinh hãi. Những nơi đi qua, hết thảy sự vật, đều là hóa thành mủ canh mục nát nước, tản ra từng trận hôi thối. Trong lòng nhìn không được giật mình, Bạch Luyện hơi hơi lui về phía sau ba bước, mi đầu đã là nhăn thành một cái vấn đề, không biết nên ứng đối ra sao mới là. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, cái này Lục Hạt đã là đối với nàng thủ hạ lưu tình, nếu không một trưởng này tốc độ, tất nhiên chớp mắt là tới, để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, mà không phải giống như bây giờ chậm chạp đẩy mạnh. Lục Hạt ý tứ, cũng là để cho nàng biết khó mà lui, nếu là phá không một chiêu này, cũng đừng mẹ hắn chặn đường. Bạch Luyện trong lòng rõ ràng, lại là không thể làm gì, không khỏi trong lòng càng là phẫn uất cực kỳ. Hai người tuy nhiên chỉ kém một trọng tu vi, nhưng là thực lực sai biệt, lại là quá lớn. Lục Hạt đem hết thảy nhìn ở trong mắt, không khỏi phát ra trận trận cười lạnh thanh âm, cái kia cố vẻ khinh bỉ, làm cho Bạch Luyện trong lòng càng cho hơi vào hơn phẫn dị thường. Lục Hạt, đường này không thông, coi như ngươi đến, cũng giống vậy. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo hào quang màu vàng đất bỗng nhiên tự đại mà mặt ngoài phi lên, sau đó bỗng nhiên đụng vào cái kia xanh biếc phong cương phía trên, nhất thời liền đem độc kia phong đụng thành phấn vụn. Địa mang bao bọc trời. Đụng. Một tiếng rung mạnh, Lục Hạt không khỏi run run thân thể, lui về phía sau hai bước, một mặt âm trầm nhìn về phía trước. Bạch. Một đạo bóng người màu xám lóe qua.
lộ ra một cái thân hình cường tráng thanh niên khuôn mặt, mắt như thanh long, mũi giống như đỉnh núi, miệng rộng như biển, tai như hai ngọn núi, yên lặng đứng tại Bạch Luyện bên cạnh. Nhìn đến hắn đến, đối diện ba người đồng thời nhìn không được trầm xuống sắc mặt. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lục Hạt không khỏi cắn răng nói, Thích Trường Long, người cũng xuất quan. Không tệ, may mắn ta tối hôm qua xuất quan, không phải vậy ai có thể ngăn được ngươi cái này e sợ cho thiên hạ không loạn Lục Hạt đâu. Bất giác cười lạnh một tiếng, Thích Trường Long vừa nhìn về phía Xích Phong hai người, quát to các ngươi ở bên ngoài làm việc tốt, đừng cho là ta không biết. Tối hôm qua Âm Sát Cung Phụng đã dặn dò qua ta, hôm nay vô luận như thế nào đem bọn ngươi để ý. Muốn nhân cơ hội đem tạp dịch phòng nhổ, không có cửa đâu. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi một người, liền có thể ngăn lại chúng ta sao? Bất giác cười lạnh một tiếng, Lục Hạt nhìn chằm chằm bọn họ, ác thanh đạo, Thích Trường Long, ngươi cảm thấy ngươi vĩnh viễn có thể là cái này tinh anh môn đệ nhất người sao, hôm nay liền nên đổi chỗ. Khinh thường bĩu môi, Thích Trường Long từ chối cho ý kiến, Lục Hạt, ngươi chằm chằm cái này danh vị thời gian rất lâu à. Bất quá đáng tiếc, nó cuối cùng không phải ngươi. Hừ hừ hừ, có phải hay không ta, so qua mới biết được, lần này ta bế quan, thế nhưng là có rất nhiều lĩnh ngộ, ngươi không còn là đối thủ của ta. Chỉ cần ta ngồi lên cái này tinh anh đệ nhất nhân ngai vàng, song long hội về sau, ta chính là hạ nhậm tông chủ người thừa kế. Hừ, ngươi cũng xứng, trong mắt hơi híp, Thích Trường Long cười lạnh thành tiếng. Hai người dương cung bạt kiếm, lẫn nhau lạnh lùng đối mặt. Rất nhiều một bộ gió thổi báo dông bão sắp đến chi thế. Xích Phong cùng Ngọc Quyên hai người nhìn đến cũng là khẩn trương vạn phần, trong lòng một mảnh kích động, đây chính là quyết ra người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhất chiến. Tuy nói trước kia hai người giao thủ, Lục Hạt sư huynh luôn luôn lấy không quan trọng một chiêu nửa thất bại bởi cái này Thích Trường Long, nhưng là tốt xấu còn có lật bàn cơ hội, không phải liền là một chiêu kia hai chiêu a, rất dễ dàng thì vượt qua. Kết quả là trong lòng hai người cũng nhịn không được muốn a kêu đi ra, Lục Hạt sư huynh, cố lên a. Thế nhưng là rất nhanh, hai người lại kịp phản ứng. A, không đúng, chúng ta là muốn đi ra ngoài nhục nhã đám kia thối tạp dịch, tại sao lại ở chỗ này nhìn lên hai đại cao thủ quyết đấu? Ách, Lục Hạt sư huynh, ngài có phải hay không trước suy tính một chút làm như thế nào đưa chúng ta ra ngoài sự tình? Xích Phong có chút xấu hổ, mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, oanh một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu bọn họ bầu trời đúng là hung hăng chấn một chút, tiếp lấy liền gặp cái kia thiên không một trận quỷ dị ba động về sau, tựa như cùng có một cỗ vô hình màng mỏng tiêu tán giống như, chói mắt ánh sáng mặt trời không trở ngại chút nào bắn tới trên người bọn họ, để bọn hắn cảm nhận được kết giới này bên trong, thiếu có một phần nóng rực. Trong mắt không khỏi hung hăng co lại, năm người ở giữa cái kia dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng nhất thời biến mất. Lẫn nhau nhìn một chút, không thể tin đồng nói tinh anh môn kết giới, bị người phá. Hiu. Thế mà, đúng lúc này, lại là một tiếng xé gió vang lên, một đạo gầy gò bóng người, tại bọn họ còn không có kịp phản ứng trước, bỗng dưng rơi xuống trước mặt bọn hắn, mở miệng yếu ớt nói ách, quấy rầy một chút, xin hỏi Xích Phong cùng bà Ngọc Quyên cái kia hai cái thằng nhãi con, ở nơi nào? Mí mắt nhìn không được lắc một cái, mọi người cùng nhau hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua. Lại chính gặp một cái nhìn qua cả lơ phất phơ thanh niên, thân mang vải thô áo gai, trong tay gánh lấy một thanh đại tảo đem, một mặt khoan thai nhìn về phía bọn họ, lộ ra hiền lành nụ cười. Ngươi là ai? Bạch Luyện tỉ mỉ dò xét hắn nửa ngày, gặp hắn chỉ là thần chiếu nhất trọng tu vi, ngay từ đầu nhìn đến hắn xuất hiện lúc khẩn trương tâm tình, bất giác lại trầm tĩnh lại, mở miệng hỏi. Không khỏi tùy ý sờ mũi một cái, người kia nhạt cười ra tiếng, ha ha ha. Còn không có giới thiệu đây, ta là tạp dịch phòng tổng người nắm giữ Trác Phàm, mọi người đều xưng ta là Ma Sách Tông từ trước tới nay là đẹp trai nhất tạp dịch, Trác quản gia. Lần này chúng ta chỗ đó không phải có cái bồi tội yến a, nhị trưởng lão, thất trưởng lão đều sẽ tham gia, cho nên làm sao có thể thiếu đến yến hội chính thức nhân vật chính, Xích Phong cùng Ngọc Quyên hai người đâu. Ha ha ha, dù sao, không có bọn họ, liền sẽ không có cái yến hội này. A. Nguyên lai người chính là cái kiêu uất ức nhận sợ Trác Phàm a, thật đúng là đánh má trái, đem má phải lại đưa qua đến để cho chúng ta đánh. Thật sâu liếc hắn một cái, Ngọc Quyên không khỏi sùi cười ra tiếng, ba vị chỉ đạo cung phụng sợ ta nhóm đi tạp dịch phòng quấy rối, cố ý đem chúng ta vòng ở chỗ này. Người tiểu tử này ngược lại tốt,
vậy mà tự mình đến mời. Ha ha ha, thế gian này, còn thật có như thế tiện nhân a. Đúng vậy a, ta hôm nay cũng mở rộng tầm mắt. Nhếch miệng cười một tiếng, Xích Phong trên mặt đều là vẻ trào phúng. Trác Phàm thật sâu nhìn hai người liếc một chút, cũng không để bụng, trái lại nhạt cười một tiếng nói, chiếu nói như vậy, hai vị cũng là Xích Phong cùng Bàng Ngọc Quyên. Đúng vậy a, làm sao, người muốn mời người cô nãi nãi cùng ra ra, đi các người cái kia mùi thối ngút trời tạp dịch phòng, tại chỗ dập đầu bồi tội sao? Cầm lỗ mũi đối với Trác Phàm, Bàng Ngọc Quyên một mặt cười khẩy nói. Xích Phong cũng là tà tiếu liên tục, một mặt bễ nghễ nhìn lấy hắn. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm bất giác sủi cười ra tiếng ây. Hai vị đoán chừng là hiểu lầm cái gì, chúng ta lần này làm cái này bồi tội yến, chủ yếu là hướng nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão bồi tội. Cái kia không giống nhau a, bọn họ là chúng ta ra ra. Huống hồ, chúng ta mới là sự kiện lần này nhân vật chính. Hơi hơi nhíu nhíu cái cằm, Ngọc Quyên chuyện đương nhiên nói. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm mỉm cười lấy lắc lắc đầu, không không không. Các ngươi nhất định là hiểu lầm, chúng ta chỉ hướng hai vị trưởng lão bồi tội. Bởi vì, bọn họ bảo bối cháu trai cùng cháu gái, lập tức liền muốn chết tại ta trên tay. Bỗng dưng, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo khiếp người hung mang, sắc mặt cũng đột nhiên băng lãnh xuống tới, thanh âm càng là không có chút nào cảm tình, giống như nói chuyện với chết người đồng dạng, lạnh lùng mà quỷ dị. Hô! Một cỗ mãnh liệt phong cương bao phủ mọi người, cái kia từng lớp giống như thực chất sát ý, như là thao thiên cự lãng giống như nhào tới trước mặt, trong nháy mắt liền đem tại chỗ tất cả mọi người chìm không tiến vào. Khí tức bất giác bỗng nhiên trì trệ, mọi người liếc nhìn nhau, không khỏi trong lòng cùng nhau hoảng sợ, không thể tin nhìn về phía cái kia mang theo tà tiếu khuôn mặt. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, một cái nhìn qua vừa mới đột phá thần chiếu cảnh tạp dịch đệ tử. Vậy mà lại phát ra như thế mãnh liệt khí thế, để bọn hắn những tinh anh này đệ tử tâm cũng nhìn không được rung động động. Người này, đến tột cùng thần thánh phương nào? Trong mắt đều là vẻ mờ mịt, mọi người nhìn về phía Trác Phàm khuôn mặt, lại là càng ngày càng ngưng trọng, giống như đang nhìn một vị thần chiếu đỉnh phong đối thủ, trong lòng đã là đánh tới 12 vạn phần cảnh giác. Trác Phàm, người chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, dám đến tinh anh môn quấy rối, muốn chết phải không? Tại cái kia hoảng sợ khí thế uy hiếp dưới, Xích Phong không khỏi lui về phía sau hai bước, hét lớn lên tiếng. Tuy nhiên hắn quát kêu y nguyên uy phong lẫm liệt, nhưng là bên cạnh mọi người gặp này, đã là phát giác, hắn đã yếu thế. Nếu không mà nói, hắn căn bản không cần nói nhảm, lúc này động thủ là được. Thế nhưng là hắn bây giờ nói nhiều như vậy, chỉ có thể chứng minh khiếp đảm. Dù sao hội cắn không gọi là chó, hội gọi chó không cắn. Tránh thức vương giả. Nhìn đến đối phương chạy đến chính mình địa bàn dương oai, lúc này liền sẽ đem đối phương xé nát, chỗ nào có nói nhảm nhiều như vậy. Mà Trác Phàm cứ như vậy đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo một cỗ tà dị mỉm cười, từ chối cho ý kiến dao động cái đầu, dường như không chút nào đem hắn lời nói để ở trong lòng. Mọi người gặp này, cũng không thấy giật mình tại nguyên chỗ, ai cũng không dám tiến lên. Tình cảnh này, coi là thật khiến người ta hoảng hốt. Nơi này đến tột cùng là ai địa bàn a, bọn họ một đám thần chiếu bát cửu trọng cao thủ, lại bị một cái vừa mới đột phá thần chiếu cảnh tu giả, chấn động đến một cử động nhỏ cũng không dám, cái này gọi chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, tại cái kia cường đại sát ý bao phủ xuống, bọn họ lại không chút nào cảm thấy cái này có gì không ổn. Chỉ bằng vào khí thế, bọn họ những thứ này thân kinh bách chiến cao thủ, đã phát giác, đối phương tuyệt không phải nhìn qua như vậy hạng người bình thường. Riêng là cái kia Xích Phong, càng là cả kinh trên trán đều phủ đầy mồ hôi lạnh, này người khí thế cùng quỷ hổ kia sát khí hoàn toàn ngược lại. Quỷ hổ là tán mà không ngưng, người này lại là ngưng tụ không tan, như là đem bọn hắn chìm nhập trong vũng bùn, mỗi động một cái thân thể, đều cảm thấy dị thường nặng nề. Cao thấp có khác, ngay sau đó lập phán, Xích Phong tại cùng quỷ hổ sau khi giao thủ, gặp lại Trác Phàm, càng thêm có thể cảm nhận được thiên địa này giống như khác biệt. Như quỷ hổ chỉ là vừa mới tập tễnh học bước ấu lang, này người tuyệt đối cũng là chém giết mấy chục ngàn tràng chiến dịch ma long, huyết tinh tàn nhẫn trình độ, căn bản không thể so sánh nổi. Khó trách cái này Trác Phàm tuổi còn trẻ như thế, thì sẽ trở thành tông chủ thân tín, một mình đảm đương một phía, nhìn đến không phải là không có đạo lý a. Mí mắt hơi hơi run run, Xích Phong trong lòng ngưng trọng càng sâu. Khóe miệng xẹt qua một đạo khinh miệt ý cười, Trác Phàm trầm ngâm một chút.
quét mọi người tại đây liếc một chút về sau, mở miệng yếu ớt, vài ngày trước, hai vị đến ta tạp dịch phòng đại náo một trận, còn nói là ta tạp dịch phòng gây sự đúng không? Đúng thì sao, ngươi không phải đều thừa nhận, còn muốn bồi tội à? Ngọc Quyên dương dương cổ, lẽ thẳng khí hùng giống to lên tiếng, nhưng là thân thể lại là không tự giác trốn xích phong đằng sau. Mỉm cười lấy gật gật đầu, Trác Phàm lạnh nhạt lên tiếng, đúng vậy à, ta nhận, ta làm qua sự tình, nhất định sẽ nhận còn trước sau trình tự, liền không như vậy trọng yếu. Ha ha ha, chỗ lấy các ngươi nói ta tạp dịch phòng đệ tử hướng các ngươi hạ trọng thủ, dĩ hạ phạm thượng, cái kia ta hiện tại liền đến. Dựa theo tông môn quy củ, lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận. Tới đi, hai cái đồng loạt ra tay, vẫn là từng cái xuất thủ. Trác Phàm một mặt thoải mái mà nhìn lấy hai người, trong tay cây chổi trên vai khoan thai bầy đến bầy đi, đúng là dị thường thoải mái. Thế nhưng là hai người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại tràn đầy kiêng kỵ. Tuy nhiên Trác Phàm mặt ngoài chỉ là thần chiếu nhất trọng tu giả, thế nhưng cỗ sát ý ngút trời, xác thực để bọn hắn kinh hãi vạn phần, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trác Phàm, tông môn tuy có lấy thấp đánh cao quy củ, nhưng là không chính thức đại so trước đó, xích phong bọn họ có quyền lực không tiếp thụ ngươi khiêu chiến. Mà lại, ngươi tự tiện xông vào tinh anh môn, vốn là có tội, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ngươi cầm xuống lại nói. Lúc này, Lục Hạt đột nhiên hét lớn một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo nói. Nghi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Hắn cái này ý trong lời nói tương đương rõ ràng cũng là tại không có thăm dò lai lịch mình trước, muốn bảo trì hai người kia an nguy, không nên đơn đả độc đấu. Cho nên lôi kéo toàn bộ tinh anh môn làm chỗ dựa, nói bóng gió chính là, muốn đánh có thể, chúng ta cùng tiến lên, ngươi có gan sao? Thế nhưng là, Trác Phàm làm thế nào có thể sợ mấy cái này tiểu quỷ? Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm một mặt khinh bỉ bế nghễ bọn họ tất cả mọi người liếc một chút. Hơi hơi vạch vạch ngón tay nói, muốn đánh mau ra tay, đừng có lại lải nhải, không phải liền là quần ẩu à. Nếu không sau đó, ta liền nói một người đồng thời chọn các ngươi toàn bộ tinh anh môn đệ tử. Yên tâm, ta sẽ không không nhận nợ, bởi vì lần này, thế nhưng là sự thật. Thật cuồng. Trong mắt nhịn không được cùng nhau nhảy một chút, mọi người đều là không khỏi khuôn mặt chấn động, tiếp lấy tất cả mọi người sắc mặt liền tất cả đều trầm xuống. Cho dù là vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương song phương, lúc này cũng nhất trí đối ngoại. Người tiểu tử này, muốn tìm hai người bọn họ xúi quẩy, chúng ta có thể mặc kệ, nhưng là dám can đảm lớn tiếng chọn tinh anh môn, có phải hay không thì quá không đem chúng ta để vào mắt. Tuy nói, tiểu tử này thật có chút cổ quái. Liếc nhìn nhau, Thích Trường Long cùng Bạch Luyện đồng dạng bất thiện nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt chỗ sâu sinh ra nồng đậm địch ý. Lục Hạt thì là nhếch miệng lên. Lộ ra nụ cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử ngốc này thật đúng là đào hố thì tới nhảy vào a, còn thật dám thả dạng này cuồng ngôn, khiêu chiến toàn bộ tinh anh môn. Hừ, chỉ bất quá một cái vừa mới đột phá thần chiếu tu giả mà thôi, coi như lại có gì đó quái lạ, lại ở đâu là toàn thể tinh anh đệ tử đối thủ. Mà lại việc này một khi phát sinh, những cái kia thối tạp dịch thì càng đừng nghĩ lại vào tinh anh một bước, chính là nhất tiễn song điêu, trời cũng giúp ta a, ha ha ha. Lục Hạt trong lòng cười to, trong mắt nổi lên quỷ dị ánh sáng xanh. Xích Phong hai người cũng là khóe miệng xẹt qua kiệt ngao đường cong, cho rằng có chỗ dựa, liền an gối không lo. Hiu hiu hiu. Thế nhưng là, đúng lúc này, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, bất quá giây lát thời gian, sáu người bốn phía liền đột nhiên xuất hiện mười mấy tên cẩm y ngọc phục bóng người. Nhìn đến bọn họ lúc, bên trong một người vội vã hướng Thích Trường Long bọn người ôm quyền, chỉ Trác Phàm trách mắng các vị sư huynh sư tỷ. Người này vừa mới phá ta tinh anh môn kết giới, tự tiện xông vào. Chúng ta muốn ngay tại chỗ đuổi bắt, nhưng là hắn lóe quá nhanh, chớp mắt liền không có bóng dáng. May mắn sư huynh sư tỷ đem hắn ngăn lại, chúng ta mới rốt cục vây quanh hắn. Há, tự tiện phá hư tông môn kết giới, đây cũng không phải là chọn chiến sư huynh quỹ đạo đường lối a. Bất giác tà cười một tiếng, Lục Hạt tựa hồ lại bắt lấy Trác Phàm một cái tay cầm, cười nhạo nói, như thế tới nói. Thì coi như chúng ta đưa ngươi đánh giết, tông chủ cũng sẽ không nói cái gì đi. Trong mắt hơi híp, Trác Phàm đã xem thấu khác ý nghĩ, bất giác bật cười gật gật đầu, đúng vậy à, nếu như ngươi có bản sự này lời nói. Ha ha ha, không phải ta có, là chúng ta. Lục Hạt không muốn một mình gánh trách,
nhất thời đem trách nhiệm này chia sẻ đến toàn bộ tinh anh môn đệ tử trên thân, đã giết Trác Phàm người tông chủ này thân tín, giúp đỡ sư phụ cho tông chủ một hạ mã uy, lại có thể yên ổn thoát thân, chính là một hòn đá ném hai chim diệu kế, vì vậy nói các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cùng tiến lên, bắt lấy hắn, sinh tử vô luận. Những cái kia vừa mới chạy đến mười mấy tên đệ tử không rõ nội tình, nghe đến lời này, nhất thời liền xông đi lên, không có chút nào ý thức được, mình đã bị người khác làm vũ khí sử dụng. Dù nói thế nào, Trác Phàm cũng là tông chủ thân tín, dính hắn máu, có thể có cái gì tốt trái cây để ăn. Lục Hạt biết rõ điểm này, cho nên có thể không tự mình động thủ, liền không động thủ, cũng thuận tiện hắn về sau từ chối trách nhiệm. Sớm đã xem thấu hết thảy, Trác Phàm cười lạnh, trong tay cái kia thanh đại tảo đem hơi hơi động động, trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lão tử không phải nói, hôm nay chọn ngươi tinh anh môn, muốn đánh cùng tiến lên. Chỉ phái một số tiểu lâu la ra sân, căn bản không đủ nhét lão tử hàm răng nhi. Bạch, một mạc cây chổi, hiện ra một đạo hồng mang, trong nháy mắt ở chung quanh đảo qua một vòng. Ngay sau đó, nhưng nghe ông một tiếng chói tai phong minh vang lên, không gian xung quanh liền đột nhiên chấn động. Sau một khắc, oanh, dường như biển động vạch phá giữa trời, cái kia mười mấy tên thần chiếu cao thủ còn chưa gần đến Trác Phàm thân thể, liền đột nhiên cảm thấy một cỗ không gian ba động trùng kích, thẳng tắp đụng vào bọn họ trên ngực, sau đó phốc một tiếng một ngụm máu tươi ào ào phun ra, đã là bỗng dưng bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, như diều đứt dây giống như, bịch bịch nện rơi xuống đất, sớm đã ngất đi, không biết cảm giác. Có lẽ, chính bọn hắn đều không làm rõ được, chính mình là như thế nào ngất đi. T. Không khỏi hít sâu một hơi, tại chỗ năm người cùng nhau quá sợ hãi, một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng đã là bị chấn kinh đến tột đỉnh. Một chiêu, chỉ là một chiêu, tinh anh môn mười mấy tên thần chiếu cao thủ liền phút chốc bị vùi dập giữa chợ, cái này sao có thể? Hắn, còn tính là thần chiếu cảnh cao thủ sao? Xích Phong hai người cũng là thân thể nhìn không được run run, trong mắt nổi lên vẻ sợ hãi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này tạp dịch phòng thế mà còn cất giấu đáng sợ như thế hung thú. Trong lúc nhất thời, hai người bắp chân như nhũn ra, đã là muốn đảo mệnh đi. Thế nhưng là đúng lúc này, Trác Phàm cái kia lạnh lùng ánh mắt đã để mắt tới hai người, ta cười một tiếng, dữ tợn nói, các ngươi hai cái. Dám ở lão tử địa bàn dương oai, thương tổn ta đệ tử, giết ta đồng môn. Lão tử hôm nay không đem các ngươi hai cái đầu chó lấy về, liền không có cách nào hướng lão tử người bàn giao. Vừa dứt lời, Trác Phàm đạp chân xuống, đã là đột nhiên hướng hai người phóng đi, cái kia cỗ ngập trời khí thế, nhất thời để hai người cảm thấy một trận khí gấp, đầy mặt hoảng sợ, liền chạy trốn khí lực đều đột nhiên mất đi. Dường như cũng là một con thỏ trắng nhỏ bị trong núi mãnh hổ để mắt tới, chỉ là cỗ khí thế kia, liền để nó trong đầu trống rỗng, quên hắn còn có hai cái chân có thể nhảy nhót. Chờ một chút, dù nói thế nào, bọn họ cũng là ta tinh anh môn nhân, không thể để cho ngươi tùy tiện thương tổn bọn họ. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, Thích Trường Long trách nhiệm tâm lên, đúng là lấy dũng khí, hướng về Trác Phàm tiến lên, song trưởng vung lên, một cỗ cẩn trọng hào quang màu vàng đất, nhất thời hướng Trác Phàm chỗ đó dũng mãnh lao tới. Nguồn sức mạnh này, cứng như tảng đá, dày như khắp nơi, quả nhiên là trên đời kiên cố nhất thành tường cũng không thể so bì. Thế nhưng là Trác Phàm gặp này, lại không chút phật lòng. Trong tay cây chổi vung lên, cái kia hoàng mang liền nhất thời vỡ nát thành ánh sáng, tiêu tán vô tung. Ngay sau đó cỗ lực đạo kia thừa cơ mà vào, nhất thời đánh vào Thích Trường Long ở ngực, trong nháy mắt đem hắn đánh bay. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Thích Trường Long mặt như xanh sao, khí tức đã là trong nháy mắt uể oải đi xuống. Hiu hiu hiu! Tiếng xé gió lên, lại là mấy đạo trắng gấm hướng Trác Phàm bên này phóng tới. Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng. Trác Phàm vẫn như cũ vào tới trước, không có hướng bên cạnh nhìn lên một cái, chỉ là cây chổi hướng bên cạnh vung lên, chuyển vài vòng. Bỗng dưng, một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực đúng là đột nhiên từ cái này cây chổi phía trên sinh ra. Đón lấy, những cái kia trắng gấm tựa như ong mật gặp như mật ong, cấp tốc hướng chỗ đó chạy vội, lại như biển rộng mênh mông bên trong, bị cuốn vào vòng xoáy thuyền nhỏ, muốn trốn đều trốn không. Chỉ là trong chớp mắt. Những cái kia trắng gấm liền tất cả đều quấn quanh ở cái kia cây chổi phía trên. Trác Phàm không có một chút do dự, cây chổi hung hăng hất lên, cái kia trắng gấm phần cuối Bạch Luyện liền bỗng nhiên dám một cỗ cự lực truyền đến, nàng căn bản là không có cách kháng cự,
liền theo những cái kia trắng gấm cùng một chỗ bị quật bay ra ngoài. Oanh một tiếng nện ở khắp nơi, trong miệng đã là nhìn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, trong nháy mắt không còn khí lực. Trác Phàm cổ tay rung lên, dễ dàng đem những cái kia trắng gấm chấn vỡ, tiếp lấy liền không có không chỉ trệ tiếp tục vọt tới trước. Từ đầu đến cuối, đều không có nhìn những cái kia trắng gấm phóng tới chỗ liếc một chút. Bạch Luyện nhìn qua đây hết thảy, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Trước kia nàng coi như tại tinh anh môn cũng là công nhận cường giả, nhưng là hiện tại nàng mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người này, làm sao có thể mạnh đến như thế biến thái trình độ, cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại a. Lục Hạt lúc này thì từ lâu dọa sợ mắt, trong lòng 100.000 đầu thảo nê mã đang phi nước đại, cái này tạp dịch phòng làm sao lại ra là như thế một cái quái vật a. Xích Phong hai người càng là dọa đến sợ mất mật, không ngừng lui lại đồng thời, còn tại một mặt cầu xin nhìn về phía Lục Hạt, lắp bắp nói, Lục Hạt sư huynh, sao? Sao, làm sao bây giờ? Đừng, đừng có gấp, ta dùng độc xương mù cản hắn một trận, các ngươi chạy mau. Lục Hạt cũng là có chút run như cầy sấy, nhưng đối với mình độc công vẫn rất có tự tin. Độc loại vật này, tuy là tà đạo, nhưng đối với người bình thường tới nói, lại là khó lòng phòng bị. Coi như người nhà nguyên lực lại thâm hậu, thực lực mạnh hơn, gặp phải mãnh liệt độc tố, vẫn như cũ hội rụt rè. Nghĩ như vậy, Lục Hạt đột nhiên hai tay hướng về phía trước đẩy, hét lớn lên tiếng, độc long đầy trời. Hô! Một trận lục gió thổi qua, hóa thành dương nanh múa vuốt cự long, bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Trên thân cái kia cỗ nồng đậm hôi thối, chỉ là khiến người ta vừa nghe, liền có loại phiên giang đảo hải buồn nôn cảm giác, đầu váng mắt hoa. Xích Phong gặp này, bất giác đại hỉ, vội vàng lôi kéo Ngọc Quyên thoát đi nơi đây. Lục Hạt thì là khóe miệng hơi hơi run run, lộ ra tự tin khuôn mặt. Hắc hắc hắc, coi như ngươi mạnh hơn, chỉ là đối phó thực thể chi vật. Nhưng khí độc này lại là hư vật, đụng không đến, đánh không nát, ngươi có thể làm sao? Mà lại, ta khí độc này đụng thì chết, sát bên thì nát, hút vào một chút thì mạng nhỏ ô hô. Ngươi cho dù có biện pháp đối phó, cũng nhất định phải hao phí thời gian rất lâu, cũng đã không thể. Đụng. Thế mà, hắn suy nghĩ thượng chưa kết thúc, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm đã là cây chổi vung lên, trong nháy mắt đem cái kia cự long gõ thành phấn vụn. Chỉ một thoáng, cự long phân giải, xương độc đầy trời, Trác Phàm tốc độ không giảm chút nào xông vào bên trong, đồng thời toàn thân hắc khí lượn lờ, giống như mặt đen ma thần, uy phong lẫm liệt. Những cái kia xương độc thì ào ào bị hắc khí kia hút đi, chỉ là sát cái kia công phu, liền toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Mà Trác Phàm thân hình, không có chút nào bất luận cái gì cản trở hướng bọn họ vào tới. Ách! Bất giác sững sờ, Lục Hạt nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đây hết thảy, da mặt nhìn không được hung hăng run rẩy một chút. Mẹ nó, cái quái vật này là vô địch à, thực lực mạnh coi như, liền độc cũng không sợ. Lăn đi! Chó ngoan không cản đường. Đúng lúc này, Trác Phàm thân thể đã là xông lại, tại hắn chả không có kịp phản ứng trước, hô một chút, liền quét qua đem vỗ bay ra ngoài. Phốc, đồng dạng là một ngụm máu tươi phun ra, Lục Hạt rơi trên mặt đất, nhất thời liền không còn khí lực. Chỉ là hắn trong hai con ngươi vẫn là tản ra khó có thể tin thần sắc, trong miệng thì thào rung động sao? Làm sao có thể, làm sao có thể? Ô ô ô, cường đại sức gió tới gần sau lưng. Vang lên nói nổ tung thanh âm, dường như thổi lên tử vong kèn lệnh. Xích Phong nhất thời giật mình, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm người kia đã đi vào trước mặt bọn hắn, khóe miệng còn mang theo nụ cười dữ tợn, không khỏi quá sợ hãi, giật mình sợ đến vỡ mật. Vội vàng phía dưới, chỉ có thể khẽ cắn môi, cùng nổi lên hai ngón hướng, về sau vung lên. Đột nhiên ở giữa, lại là một cái biển lửa đầy trời hướng Trác Phàm đánh tới, Ngọc Quyên gặp. Lúc này trong tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc xuất trưởng, phong trợ hỏa thế. Thế nhưng là bọn họ một chiêu này đối với người khác hữu dụng, đối Trác Phàm tới nói, lại là tiểu vu gặp đại vu. Cười lạnh, Trác Phàm bây giờ đối phó bọn họ căn bản không tiếc phải dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là vô cùng đơn giản vung lên cây chổi. Ô một tiếng, cái kia cỗ cường đại uy thế lúc này đem cái kia liệt diễm phút chốc dập tắt. Ngay sau đó, cây chổi quét đến hai người trước mặt. Nhất thời tựa như một tòa núi nhỏ nện tại bọn họ trên ngực một dạng. Hai người chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi,
tựa như cánh gãy bảng chim chóc giống như bay rớt ra ngoài. Toàn thân gân mạch, như liệt diễm đốt cháy đồng dạng kịch liệt đau nhức không ngừng, đợi rơi xuống mặt đất lúc, đã là lại không một tia khí lực cùng nguyên lực có thể nói lên. Bởi vì tại một sát na kia ở giữa, Trác Phàm đã đem toàn thân bọn họ gân mạch, triệt để chấn vỡ. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm vào tới trước thân thể rốt cục dừng lại, đi vào trước mặt bọn hắn, dưới chân đều là đá vụn đá lởm chởm. Khóe môi nhếch lên tà dị tiếu dung, như là một vị thiên thần giống như, nhìn xuống dưới chân cái này hai cái con kiến hôi không bằng côn trùng. Mà hai người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại giống như nhìn ma vương buông xuống giống như, tràn đầy vẻ sợ hãi. Đơn giản là Trác Phàm, cho hai người bọn họ rung động trong lòng, thực sự quá lớn. Ngay tại vừa mới, rất nhiều cao thủ ào ào ra chiêu, ngăn cản vị này ác ma cước bộ, nhìn như rườm rà, thực bất quá thời gian qua nhanh, trong chốc lát thôi. Thích Trường Long, Bạch Luyện, Lục Hạt, Xích Phong cùng Ngọc Quyên, trên cơ bản là đồng thời ra chiêu, trung gian kém lúc cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là Trác Phàm thực sự quá mạnh, bọn họ chiêu số ở trước mặt hắn, căn bản chính là trẻ em trò xiếc, hoàn toàn ngăn không được hắn mảy may. Cứ như vậy, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ tinh anh môn đệ tử liền đều bị trước mặt bọn hắn nam nhân này, phút chốc đánh bại. Như thế cách nhau một trời một vực thực lực sai biệt, rốt cục để bọn hắn cảm nhận được chánh thức hoảng sợ. Dường như bọn họ đối mặt căn bản không phải giống như bọn họ đệ tử, mà chính là một vị hóa hư cảnh trưởng lão hoặc cung phụng. Đúng a, tông chủ để hắn một thân một mình sáng lập tinh anh tạp dịch phòng, cái này vốn là trưởng lão cung phụng quyền hạn, nếu không lại làm sao có thể để một người đệ tử một mình đảm đương một phía đây. Người ta vốn là có thực lực này, chính mình còn tìm chết giống như đi phá quán, thật sự là cùng như heo a. Tiểu tử này trưởng lão thực lực, đệ tử thân phận, đây mới là tông chủ bố lớn nhất lớn một cái cục đi. Trong lòng một trận đắng chát, Xích Phong tựa hồ cái gì đều hiểu, cũng sắp khóc đi ra, Ngọc Quyên càng là dọa đến hoa dung thất sắc, nơm nớp lo sợ, không dám ngôn ngữ. Trác Phàm yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, lộ ra một tia khinh miệt tà tiếu, sâu xa nói, các ngươi lần trước đi tạp dịch phòng nói cái gì tới, ta tạp dịch đệ tử thừa cơ hướng các ngươi khiêu chiến. Ha ha ha, hiện tại ta tới, hài lòng a, cao hứng a, thỏa mãn đi. Đại ca, chúng ta sai. Bất giác một mặt khóc tang tướng nhìn về phía Trác Phàm, Xích Phong khóe miệng không khỏi xẹp xẹp, kêu rên lên tiếng, bất quá đại ca ngươi thực lực này còn tưởng là một cái tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử, cũng quá vô lại. Tông môn có lấy thấp đánh cao quy củ, người muốn người nào chết, đi khiêu chiến ai, ai không chết a, người đây rõ ràng cũng là gian lận a. Còn lại mấy người nghe đến, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cũng tất cả đều là một mặt kiêng kỵ gật đầu. Thực lực như thế, còn chạy đến tạp dịch phòng giả heo ăn thịt hổ, cái này cần âm chết bao nhiêu người a? Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, ha ha ha. Lời ấy sai rồi, các ngươi sau lưng đều là núi vàng núi bạc núi dựa lớn, trưởng lão cung phụng đủ bảo bọc. Ta không sao, âm các ngươi làm cái gì? Ta nhàn nhàm chán, gây nhiều như vậy cừu địch sao? Đúng vậy a, Trác quản gia nói đúng, ngài mới đến, tại tông môn thế đơn lực bạc, làm gì cây nhiều như vậy cường địch đâu. Nếu là ngài chịu thả ta, gia gia của ta nhị trưởng lão nhất định sẽ mang ơn. Tựa hồ nghe ra Trác Phàm lời nói bên trong manh mối, Xích Phong không khỏi vội vàng chuyển ra trong nhà bối cảnh cầu xin tha thứ. Ngọc Quyên nghe, cũng là vội vã gật đầu, gia gia của ta thất trưởng lão cũng giống vậy, ngày sau nhất định cùng Trác đại ca ngài giao hảo, lại không tìm ngài phiền phức. Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, người thì thả chúng ta đi. Hai người một trận ai hô liên tục, Trác Phàm yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, lại là tà cười ra tiếng. Ai, các ngươi nếu là sớm ý thức được điểm này tốt bao nhiêu. Đáng tiếc hiện tại sai lầm lớn đã thành, ta muốn thả, cũng khó mà được. Vì sao, hai người sững sờ, cùng nhau hỏi. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm mở miệng yếu ớt, cái gọi là giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, người đến tạp dịch phòng đại náo một trận, giết ta người. Làm tổn thương ta người, ta nếu không đem các ngươi đầu mang về, ta tấm mặt mo này đặt ở nơi nào? Cái gì, ngươi thì vì những cái kia thối tạp dịch, tình nguyện đắc tội chúng ta hai cái ra ra, hai vị trưởng lão? Xích Phong giật mình, không khỏi hét lớn lên tiếng, bắt đầu uy hiếp nói, Trác Phàm, ngươi phải suy nghĩ kỹ, vì chỉ là mấy đầu tiện mệnh, nhắm chúng trưởng lão toàn tông truy sát, đáng giá không?
mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm suy cười một tiếng, ai nha nha, uy hiếp ta. Ha ha ha, không tệ, vì cái này mấy đầu tiện mệnh, xác thực không đáng. Nhưng là, nếu là vì lão tử mặt mũi, cái kia chính là quá giá trị. Huống hồ, các ngươi theo ta chỗ này trộm đi đồ vật, cũng nên trả về. Cái gì đồ vật? Ngọc Quyên giật mình, nghi hoặc hỏi. Khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tôn nghiêm cùng căn cơ, các ngươi hai cái thằng nhãi con, thừa dịp ta không tại, cướp ta tạp dịch phòng đệ tử tôn nghiêm, trộm tạp dịch phòng căn cơ. Hai cái này nếu như không đòi trở về sau còn như thế nào đặt chân tông môn đâu. Cho nên, không có cách, các ngươi hai cái có thể an tâm lên đường. Vừa dứt lời, Trác Phàm đụng một tiếng giẫm tại xích phong trên cổ, nhất thời liền đem hắn toàn bộ cổ đạp gãy, máu tươi bão tố bay. Trong mắt hung hăng một lồi, xích phong quả thực không thể tin được, Trác Phàm xuất thủ tàn nhẫn như vậy, không chút nào cho hắn lại cầu sinh cơ hội, thì kết hắn. Có lẽ tại hắn trước khi chết, cũng y nguyên khó mà tin được, mà sách tông bên trong lại có thể có người dám giết hắn, hắn không sợ ra hắn sao? A! À, một tiếng bén nhọn kêu to vang lên, Ngọc Quyên nhìn lấy bên cạnh xích phong trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, lúc này dọa đến hồn phi phách tán, thét lên liên tục. Trác Phàm căm ghét liếc nhìn nàng một cái, bất giác nhẹ hừ một tiếng, quát kêu. Nói, lại là đụng một chân, cái kia chói tai réo vang nhất thời dừng lại, chỉ có Ngọc Quyên cái kia như cũ kinh khủng sắc mặt treo ở trên mặt, đồng thời cái kia trong hai con ngươi tràn đầy lỗ trống cùng điên cuồng. Trong mắt nhịn không được hung hăng nhảy nhót, còn lại trong mắt ba người, đều là thật không thể tin thần quang. Cái này xích phong cùng Ngọc Quyên cho dù dứt bỏ tinh anh đệ tử thân phận, đó cũng là trưởng lão con cháu, liền xem như tông chủ cũng không dám tùy tiện đi động đến bọn hắn. Nhưng là ba người tuyệt đối không ngờ rằng, cái này bên trong tông môn lại thực sự có người dám không chút do dự giết bọn hắn. Chẳng lẽ hắn thì không sợ, cái kia hai vị trưởng lão đối với hắn điên cuồng đuổi giết sao? Trong lúc nhất thời, ba người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tăng thêm một phần sợ hãi. Cái này là cái người điên, không sợ trời không sợ đất, không để ý hậu quả người điên. Hắn đã có thể giết xích phong hai người, đối bọn hắn những người này, tự nhiên cũng có thể tùy tiện xuống tay được. Bỗng nhiên, ba người cảm thấy bất an, trong lòng đều có chút lo sợ lên. Sợ người này làm thịt hai người kia về sau, lại hướng bọn hắn đến, đối với một người điên tới nói, nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra. Không có đi xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm dưới chân nhất động, dễ dàng đem cái kia hai cái thủ cấp, giống như đá bóng đồng dạng đá lên đến, sau đó vung tay lên, thường phục nhập lôi linh giới bên trong. Đón lấy, đạp chân xuống, thổi nhàn nhã tự đắc huýt sáo, liền hô lăng không bay lên, biến mất trong nháy mắt không thấy, rời đi nơi này, chỉ là tại hắn thân ảnh biến mất trong tích tắc, một đạo khinh miệt tiếng hừ lạnh, lại là rõ ràng truyền vào tại chỗ ba người trong tai. Hứ! Đây chính là tinh anh môn A. Da mặt nhìn không được co lại, ba người liếc nhìn nhau, đều là xấu hổ cúi thấp đầu. Sỉ nhục, vô cùng lớn sỉ nhục. Tinh anh môn mấy chục cao thủ, bị chỉ là một người, trong nháy mắt chọn, cái này cho dù là đặt ở Ma Sách Tông mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử, cũng là gần như không tồn tại sự tình A. Nhưng là thì là tại bọn họ lần này, danh xưng Ma Sách Tông tôn quý nhất, cao cấp nhất tinh anh môn, lưu lại lớn nhất khuất nhục một khoản. Bị một tên tạp dịch quét ngang trống không. Tinh anh không tinh anh, rơi vào tạp dịch xuống. Tuy nói cái này tên tạp dịch, xác thực biến thái cực kỳ. Thế nhưng là người đời sau sẽ không như thế nghĩ, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy, giới này tinh anh đệ tử, thật sự là yếu đến có thể. Ai, Lục Hạt, người còn muốn tranh giành sao? Nằm đang bị đập ra một cái thiên thạch kích cỡ tương đương hầm động bên trong, Thích Trường Long không khỏi thở dài một hơi, u nhiên lên tiếng. Trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn. Mí mắt nhỏ khẽ run run, Lục Hạt quay đầu nhìn một chút tứ phương một mảnh hỗn độn chi cảnh, gặp còn lại mấy chục vị sư đệ đều là ngủ mê không tỉnh, trong lòng bất giác lấp kín, không biết nên như thế nào làm việc, giữ im lặng. Bất giác bật cười một tiếng, Thích Trường Long bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, còn tranh giành cái gì tranh giành a? Hiện tại coi như được đến cái kia tinh anh đệ nhất nhân danh vị lại như thế nào? Đã không có chút ý nghĩa nào a? Không, ta còn muốn tranh giành, coi như thực lực không đủ, cái này danh vị cũng nhất định muốn tranh giành tới tay, dù sao đây là có quan tông chủ vị trí truyền thừa. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lục Hạt trong mắt lóe lên một đạo kiên định ánh sáng.
Thích Trường Long nhìn thấy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, có tiếng không có miếng, tranh giành đến làm gì dùng. Bạch Luyện trầm ngâm một chút, đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm biến mất phương hướng, trong mắt tinh quang rạng rỡ, người này đến tột cùng là ai, quả nhiên là tạp dịch phòng đi ra sao. Ha ha ha, đừng ngốc, tạp dịch phòng có thể ra một cái đại cung phụng, đã là tông môn liệt tổ liệt tông phù hộ, làm sao có thể còn ra một cái như thế biến thái quái vật. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Lục Hạt thở dài một hơi, thản nhiên nói, Bạch Luyện, ngươi đối trong nội môn tranh đấu không có hứng thú, chỉ trốn ở cái này tinh anh môn bên trong tu luyện, không biết cũng hợp tình hợp lý. Tiểu tử này, xem như tông chủ từ bên ngoài tìm ngoại viện, một tay thành lập được tinh anh tạp dịch phòng, đem nội môn góc tường đều nhanh đào rỗng. Các ngươi hai cái ra ra, cũng bị hắn đào quá khứ, hiện tại hai phe thế lực thế thành nước lửa, đều tại tranh giành cái này tinh anh danh ngạch. Lúc trước Xích Phong bọn họ đi tạp dịch phòng đại náo một trận, cũng là thụ thạch cung phụng bọn họ mệnh lệnh hành sự. Khi đó tiểu tử này không tại, tất cả trưởng lão cung phụng lại bị điệu hổ ly sơn, hai người kia mới thành công. Vốn là nghe nói hôm nay tiểu tử kia làm bồi tội yến, coi là muốn nhận sợ, nhưng hiện tại xem ra. Hừ hừ, thế này sao lại là cái gì bồi tội yến, rõ ràng cũng là hồng môn yến a. Tạp dịch phòng, muốn phản kích. Thật sâu hít một hơi. Lục Hạt không khỏi thở dài lên tiếng, lắc đầu liên tục, ai, tình báo này, ta làm lập tức thông báo sư phụ lão nhân ra ông ta, đáng tiếc tiểu tử này ra tay quá nặng, ta hiện tại ngay cả động cũng không động đậy, chỗ nào còn có thể lan truyền tình báo a? Mí mắt bất giác lắc một cái, Bạch Luyện cùng Thích Trường Long lẫn nhau nhìn xem, bất giác đều là có chút kinh dị. Chính mình hai người ra thế mà cùng tiểu tử này là một phái, vậy hắn còn đối hai ta cái ra tay như thế hắc. Bất quá lại vừa nghĩ cũng đúng, hắn lại không biết mình hai người, không có hạ trọng thủ giết bọn hắn, đã rất không tệ, còn có cái gì có thể ngại đông ngại tây. Nghĩ tới đây, hai người tâm không ngờ bình thản rất nhiều. Riêng là Bạch Luyện, biết cái quái vật này là người một nhà về sau, thế mà bỗng dưng lại nhiều một loại không lý do cảm giác an toàn. Nếu là hắn có thể vào tinh anh, tham gia song long hội, vậy thì đối với bọn họ những thứ này lập tức muốn xuất sinh nhập tử người mà nói. Quả nhiên là vô cùng tốt. Cái này mới chính thức coi là, thần một dạng đồng đội a. Một phương diện khác, Trác Phàm chính là một đường hướng bồi tội cuộc yến hội tiến đến, mà chỗ đó lại sớm đã ngồi đầy người, mặc kệ được thỉnh mời vẫn là không có được thỉnh mời, đều mẹ hắn tới. Vì, cũng là nhìn hôm nay trận này trò vui. Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai người, mang theo tạp dịch phòng trưởng lão Cung Phụng nhóm ngồi tại trong bữa tiệc. Tất cả đều là vẻ mặt âm trầm, trong lòng phiền muộn muốn chết. Sống hơn nửa đời người, bọn họ cho tới bây giờ không có mất mặt như vậy qua. Đi theo ở bên tạp dịch phòng các đệ tử, cũng là từng cái lạnh lùng lấy một khuôn mặt, bọn họ có rất nhiều người đều là từ trong ngoài cửa môn ném đi tới, nhưng không nghĩ tới vừa tới nơi này, thì gặp phải như thế một cái vô cùng nhục nhã, hiện ở trong lòng đều nhanh hối hận chết. Ngược lại, những cái kia lựa chọn xem chừng trạng thái. Không có vội vàng nhảy vào lửa này hố, lúc này lại tất cả đều là một gương mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, vẻ mặt đắc ý mà nhìn xem bọn họ. Cái kia, ai bảo các ngươi lúc trước hám lợi đen lòng hướng chỗ này nhảy, đến mấy món ma bảo thì không nổi à, hiện tại đem mặt đều mất hết. Hừ, thật là đáng đời, ha ha ha. Đến vào hôm nay nhân vật chính, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão hai người, thượng còn không biết cháu mình cháu gái xảy ra đại sự. Vẫn như cũ một bộ xuân phong đắc ý khuôn mặt, ngồi tại hàng trước nhất chủ ngồi vị trí. Ngồi bên cạnh, là đại biểu tinh anh trước cửa đến chỉ đạo cung phụng, Minh Phủ Tam Sát ba người. Mà lại bên cạnh, thì là Quỷ Hổ, Khuê Lang bốn người. Hết thảy sự tình bởi vì bọn họ mà lên, bọn họ hôm nay là muốn trước mặt mọi người bồi tội nhận lầm, cho nên mới cách trưởng lão gần như vậy. Thế nhưng là, trên mặt bọn hắn lại cái nào có một chút nhận lầm thái độ. Từng cái đều là hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, đều là lộ ra nụ cười đắc ý. Muốn cũng là bọn họ điểm này thì bạo tính khí, nếu không, cũng không dễ dàng gây chuyện đúng không? Còn lại những cái kia nội môn trưởng lão cung phụng nhóm, thì là từng cái cười lạnh nhìn lấy nơi này, chờ đợi một trận dương mi thổ khí thời điểm. Tất cả mọi thứ, đều đã sẵn sàng. Nội môn tất cả mọi người đang đợi cái kia bạo phát một khắc, tốt thừa cơ đoan trang ngay thẳng tên tạp dịch phòng thế lực. Bạch Cung Phụng, Thích Cung Phụng, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, mọi người cũng chờ trực đã lâu,
chúng ta bắt đầu đi. Nhị trưởng lão nhìn chung quanh bốn phía một vòng, gặp cái kia đến đều đến, không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Rear map hơi hơi run run, Bạch Cung Phụng chậm rãi khoát khoát tay, đạm mạc lên tiếng, Trác quản gia còn chưa tới, không thể mở bắt đầu. Trác quản gia, một cái chỉ là tạp dịch phòng đệ tử. Bất giác suy cười một tiếng, thất trưởng lão khinh miệt xem ở chàng tất cả mọi người liếc một chút, xem thường lên tiếng, nghĩ không ra tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng như thế hèn mọn, lại muốn chờ một người đệ tử đến đây, mới có thể hành sự. Khó trách, hội có được hôm nay trận này yến hội, ha ha ha. Thất trưởng lão cười to lên, bốn phía nội môn trưởng lão cung phụng cùng các đệ tử, cũng tất cả đều một mặt khinh bỉ cười to liên tục, cái kia vẻ khinh miệt, cho dù là tạp dịch phòng cung phụng trưởng lão, đều thanh thanh sở sở tiếp thu được. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người là đầy mình hỏa khí, không có chỗ phung. Cái này là làm sao, hợp lấy tạp dịch phòng không có tôn nghiêm, liền bọn họ trưởng lão cung phụng địa vị đều hạ xuống sao? Chỉ là mấy cái nội môn đệ tử, cũng dám cầm loại kia khinh miệt ánh mắt xem bọn hắn. Cái này phải đặt ở trước kia, bọn họ không phải một bàn tay hô chết bọn này thằng nhãi con không thể. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại là chỉ có thể thầm giận trong lòng, không dám phát tác, miễn cho bị đối phương bắt đến cớ, hủy bọn họ đại kế. Không gì hơn cái này khuất nhục, cuối cùng bọn họ bình sinh không có, trong lòng cũng có chút hối hận nhảy đến tạp dịch phòng cái chỗ chết tiệt này tới. Đáng chết Trác phàm, người thế nhưng là đem chúng ta những lão gia hỏa này khí tiết tuổi già tất cả đều bồi đi vào a. Trong lòng một trận mắng to, tất cả tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng đều không tự chủ được nguyền rủa lên Trác phàm đến, oán trách hắn làm ra như thế một cái mất mặt mất hứng đồ chơi. Thích cung phụng tuy nhiên cũng là đầy mình lửa giận, nhưng vẫn như cũ bảo trì nói, Trác quản gia là cái này tinh anh tạp dịch phòng người xây dựng, lại là bằng này công tích, tông chủ tự mình bổ nhiệm chủ quản nơi này, trưởng lão cung phụng nghe điều khiển. Hắn nếu không đến, cái yến hội này lúc này không thể khai tiệc. Hừ, nếu là bồi tội, đương nhiên bằng vào chúng ta ý nguyện hành sự. Hắn một tên tạp dịch phòng đệ tử, thiết lập cái này bồi tội yến, thế mà còn bày lớn như vậy cái phổ, rõ ràng là không có thành ý. Chúng ta cũng không phải là tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng, tự nhiên không cần tuân thủ chỗ này kỳ hoa quy củ. Nếu như các ngươi những thứ này cùng tạp dịch lăn lộn quen các trưởng lão muốn chờ, đó là các ngươi sự tình, chúng ta thế nhưng là nội môn trưởng lão, khinh thường tại chờ hắn. Lại không khai yến, chúng ta đi. Đụng một tiếng, nhị trưởng lão vỗ bàn một cái, đứng lên. Còn lại nội môn trưởng lão cung phụng, cũng theo ồn ào, không sai, bữa tiệc này bồi tội bồi không hề có thành ý, chúng ta đi, mà lại chúng ta còn muốn đi tông chủ nơi đó đi cáo bọn họ một hình, đây rõ ràng đang đùa bỡn chúng ta. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Bạch cung phụng cùng Thích cung phụng hai người liếc nhìn nhau, đều là rên lên một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Khuê Lang Nguyệt Linh bọn họ cũng là càng ngày càng giận, song quyền chăm chú nắm lại, đây rõ ràng cũng là gây chuyện a. Chỉ có Minh Phủ Tam Sát, tại không ngừng hòa hoãn không khí, riêng là Dương Sát, càng là xuất ra hắn bản lĩnh giữ nhà, nói quá nhà cách mạng sử, lớn tiếng nói, các vị, nếu là mọi người cảm giác đến phát chán lời nói, thừa dịp Trác quản gia còn chưa tới chỗ ngồi trong lúc đó, ta tới trước giảng một đoạn cái này lưu truyền tại Tây Châu phía trên, hiếm có người nghe, song long hội bí văn đi. Nhớ ngày đó chúng ta Minh Phủ Tứ Sát, mang theo chúng tinh anh đệ tử tiến về song long hội. Khoan 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 khoan. Chúng ta không có chút nào nhàm chán, ngài vẫn là thu cái này thần thông đi. Thế mà, Dương Sát vừa mở miệng không bao lâu, mọi người liền vội gấp khoát khoát tay, dừng lại hắn, trong lòng một trận oán thầm. Vị này Dương Sát cung phụng giảng sự kiện này đều nói hơn 800 khắp, còn mẹ hắn nói là bí văn, lão tử đều có thể đọc lào lào. Trong thiên hạ, thật sự là khó tìm giống hắn vô sỉ như vậy người a. Mà Dương Sát thấy mọi người lại đánh gãy hắn nhớ lại. Bất giác có chút buồn bực ngồi xuống, cắm đầu uống khui rượu tới. Âm Sát cùng Quỷ Sát gặp, một trận mỉm cười. Đúng lúc này, cốc bên ngoài truyền đến một tên đệ tử tiếng hét lớn, Trác quản gia đến. Theo cái kia đạo thanh thúy tiếng nói vang lên, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau chuyển hướng miệng cốc vị trí kia. Đón lấy, liền gặp một đạo gầy gò bóng người một đường chạy chậm xuất hiện tại bọn hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, trên mặt còn mang theo gần như khiêm tốn áy náy nụ cười. Một đường hướng mọi người gật đầu, cười làm lành nói, xin lỗi a, tới chậm, ha ha ha. Trong mắt bất giác lóe qua một đạo vẻ khinh bỉ, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão liếc nhìn nhau,
đều là lộ ra khinh miệt nụ cười. Cái này chính là cái này tinh anh tạp dịch phòng thực tế người cầm quyền, cái kia gọi Trác Phàm đệ tử a. Hừ hừ, ban đầu ở nội môn diễn võ đài phía trên gặp qua một lần, thực lực không tệ, đáng tiếc bá lực kém quá nhiều, chung quy không phải làm đại sự người. Khó trách uất ức như thế sự tình cũng sẽ làm ra đến, không đủ gây sợ. Còn lại nội môn trưởng lão cung phụng gặp này, cũng là cùng nhau lộ ra vẻ khinh thường, cho dù là những đệ tử kia, cũng tất cả đều cười nhạo liên tục. Chỉ có tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng cùng đệ tử, bây giờ lại là gương mặt một trận hỏa nhiệt, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, thật sự là cùng tiểu tử này cùng một chỗ mất mặt mất hứng a. Chỉ là bọn hắn trong lòng vẫn như cũ có chút kỳ quái, cái này Trác Phàm vẫn là ngày bình thường cái kia nhanh chóng quyết đoán, anh minh quả quyết Trác quản gia a, làm sao hiện tại biểu hiện được hèn nhát như thế. Không có để ý mọi người chung quanh ánh mắt, Trác Phàm trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia tiện tiện khiêm tốn nụ cười, rất mau tới đến phía trước nhất cái bàn kia tử bên cạnh, hướng mọi người tại đây ôm một cái quyền, riêng là cái kia hai cái lão đầu cười nói, vạn phần xin lỗi, có một số việc chậm trễ, xin hãy tha lỗi. Ha ha ha, không có gì đáng ngại, quan trọng mọi người đến đông đủ, tổng hợp một đường, dừng tay giảng hòa, thì so cái gì đều càng trọng yếu. Tuy nhiên trong lòng cũng cực kỳ trơ trẽn Trác Phàm cái này như thế hèn mọn tác phong làm việc, nhưng Dương Sát vẫn như cũ giúp hắn dàn xếp, tiếng cười to nói, về sau cái này tinh anh tạp dịch phòng cùng nội môn, thế nhưng là chúng ta Ma Sách Tông hai đại giường cột A, nhất định muốn chân thành hợp tác mới là. Cái kia làm sao có thể? Trong lòng bất giác cười lạnh một tiếng, nhị trưởng lão từ chối cho ý kiến cười một tiếng, sau đó cùng bên cạnh thất trưởng lão liếc nhau. Hai trong mắt người đều lộ ra giống như lão hổ ly giống như gian trá thần quang. Đón lấy, nhị trưởng lão liền liếc xéo lấy nhìn về phía Trác Phàm, trước mặt mọi người trách mắng, Trác Phàm, cái này bồi tội yến là ngươi làm, kết quả chính mình lại khoan thai tới chậm, để cho chúng ta khổ chờ rất lâu, căn bản không hề có thành ý. Hôm nay ngươi nếu không có cái ra dáng thái độ, chúng ta hai cái lão gia hỏa nhưng là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, ngươi cũng đã đến. Các ngươi còn muốn như thế nào? Đụng một tiếng, vỗ bàn một cái, thích cung phụng trợn mắt đứng lên, hét lớn liên tục. Nhị trưởng lão gặp, bất giác trong lòng suy cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ giảo hoạt. Hắc hắc, rốt cục ngồi không yên, muốn thì là các ngươi dẫn xuất sự tình đến mới tốt. Thất trưởng lão gặp, cũng là tà dị cười một tiếng, thừa cơ lần nữa sặc tiếng nói, thích cung phụng, tuy nhiên ngươi là cung phụng chi tôn. Nhưng trận này bồi tội yến là các ngươi bảy hướng chúng ta nhận lầm bồi tội, nói một cách khác, thì là các ngươi tinh anh tạp dịch phòng hướng trong chúng ta môn dập đầu nhận lầm. Ngươi cứ như vậy cái thái độ, cái nào có chút nhận lầm thành tâm ở bên trong. Như là như vậy lời nói, chén rượu này chúng ta cũng không thể uống, mà lại tạp dịch phòng như thế kiệt ngao bất thuần, biết sai không thay đổi, chúng ta cũng làm đi tông chủ chỗ đó đòi một lời giải thích. Ngươi, hung hăng khẽ cắn môi. Thích cung phụng sớm đã tức giận đến rìa mép loạn chiến, toàn thân khí thế đại phóng, hiển nhiên muốn khai chiến. Trác Phàm gặp này, vội vàng khoát khoát tay, khuyên can hắn, đừng đừng đừng, thích cung phụng bớt giận, việc này vốn chính là chúng ta đã làm sai trước, vừa mới thất trưởng lão nói cũng có đạo lý, nhận lầm bồi tội, chuyện đương nhiên, chúng ta là cái kia thành tâm mới đúng. Ngài, vẫn là ngồi xuống trước đã. Hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút. Thích cung phụng thật có loại hận không thể bóp chết tiểu tử này xúc động, người nói sự kiện này vốn là bọn họ khiêu khích, người êm đẹp nhận xuống cái này sai làm gì a? Hiện tại cái kia hai cái lão gia hỏa vô duyên vô cớ đến lớn như vậy cơ, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão phu đường đường cung phụng chi tôn, còn chưa từng bị hai cái trưởng lão như thế hiếp đáp qua. Nhưng lần này, ai? Lắc đầu thở dài một tiếng, thích cung phụng phẫn uất ngồi xuống. Lông tóc đều là đã tức giận đến bay lên. Ngồi cùng bàn khuê lang bọn người, càng là đã giận lại oán niệm nhìn về phía Trác Phàm, giận không tranh, buồn bã bất hạnh. Trước kia chúng ta làm sao không nhìn ra, cái này Trác quản gia gặp phải trưởng lão cường thế, thì như thế kém cỏi. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Trác Phàm cũng là có chút chán ngán thất vọng, còn lại tạp dịch phòng đệ tử, càng là liền mang theo xấu hổ cúi thấp đầu. Cái này thật đúng là binh hùng hùng một cái. Đem sợ sợ một tổ A, ha ha ha. Nội môn đệ tử các trưởng lão, thì đều tại từng cái trong lòng cười to. Quét mắt nhìn mọi người một cái biểu lộ, nhị trưởng lão hài lòng gật đầu, khóe miệng nhếch lên tà dị đường cong, nhưng là lại cũng không định dừng tay,
ngược lại tiếp tục làm khó dễ nói, Trác quản gia, người thái độ chúng ta xem như nhìn đến, có điều. Tránh thức người gây ra họa. Yên tâm, vốn là cái kia bọn họ hướng hai vị bồi tội, tuyệt đối thành tâm thành ý. Hắn nói còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã là 10 phần thức thời minh bạch hết thảy, vội vã lên tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Khuê Lang bốn người, trách mắng các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau hướng hai vị trưởng lão mời rượu bồi tội. Trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, Khuê Lang bốn người âm trầm một khuôn mặt, lại là đình trệ bất động. Thấy tình cảnh này, nhị trưởng lão trong lòng cười nhạo càng sâu, muốn cũng là đám này cứng rắn cốt khí người, muốn không thế nào có thể một chút liền lấy đây. Sau đó hắn càng thêm làm trầm trọng thêm nói, cái này bồi tội đến xuất ra cái thái độ, quang mời rượu thì xong việc sao? Hừ hừ hừ, nếu là không có ba quỳ chín lạy, đầu dạp xuống đất thành tâm bái phục, chúng ta nhưng là không tiếp thụ. Bái bà nội ngươi cái chân, lão tiểu tử, đừng quá mức. Trong lòng bất giác hét lớn một tiếng, Khuê Lang vỗ bàn một cái, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, liền muốn đứng lên, cũng là bị một bên Trác Phàm gắt gao ngăn chặn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, ừm. Thực sự kiện này, luôn nói đến, cũng không thể toàn trách bọn họ, đều là ta sai. Coi như bồi tội, cũng là ta đến bồi tội, mà lại lần này bồi tội yến, cũng chủ yếu là tại hạ hướng các vị bồi tội. Nếu là hai vị muốn ba bái chín khấu mới có thể tha thứ, vậy cũng ta tới đi. Trác quản gia, Khuê Lang giật mình, vội vã kêu lên, Trác Phàm lại là chậm rãi khoát khoát tay. Cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Ánh mắt hơi khép một chút, nhị trưởng lão trong lòng suy nghĩ một chút, trên mặt bất giác nổi lên một đạo tốt sắc. Cái này Trác Phàm dù nói thế nào, cũng là tinh anh tạp dịch phòng người cầm quyền, nếu là có thể để hắn triệt để uy danh quét rác, cái này tạp dịch phòng tự nhiên tự sụp đổ. Cái này vừa ý nghĩa, so với dẫn tới Khuê Lang bốn người nổi giận gây sự, tự nhiên muốn càng trọng đại được nhiều. Hắc hắc hắc, vốn là chúng ta còn không biết làm sao bức tiểu tử này đi vào khuôn khổ, dù sao sự kiện lần này tiểu tử này căn bản không ở tại chỗ, muốn liên lụy một chút, đều liên lụy không tiến vào. Hiện tại ngược lại tốt, chính hắn nhảy vào hố lửa, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Liếc nhìn nhau, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão cùng nhau cười lớn một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau, hơi gật đầu nói tốt, chỉ cần ngươi đối với chúng ta trước mặt mọi người ba bái chín khấu. Cúi đầu nhận sai, nói tạp dịch phòng cũng không dám nữa trêu chọc nội môn cùng tinh anh môn, chúng ta liền đem việc này bỏ qua. Tốt, thống khoái, nơi này có nhiều trưởng lão như vậy cung phụng làm chứng kiến, các ngươi cũng không thể đổi ý a. Vỗ hai tay, Trác Phàm tại chỗ quát to một tiếng, quyết định việc này. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão đều là sờ sờ chính mình chòm râu, một mặt tự đắc gật đầu, đồng nói, đương nhiên, chúng ta đường đường trưởng lão chi tôn. Chẳng lẽ còn hội khinh ngươi một cái tạp dịch đệ tử sao? Đương nhiên sẽ không, ta cũng tin tưởng hai vị trưởng lão tín dự. Vội vã gật gật đầu, Trác Phàm trịnh trọng lên tiếng, nhưng là rất nhanh, trên mặt lại lộ ra một bộ bi tráng khuôn mặt, tựa hồ tại đối một hồi ba bái chín khấu có chỗ chần chờ. Khuê Lang bọn người gặp, hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan xấu hổ tình cảnh, tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là cùng nhau nói. Trác quản gia, ta đến thay ngài làm sự kiện này đi. Ngài dù nói thế nào cũng là tạp dịch phòng đứng đầu, không thể làm như thế hạ giá sự tình. Không phải vậy tạp dịch phòng về sau, còn như thế nào đặt chân? Không, vẫn là ta tới đi, dù sao ta cái mạng này là Trác quản gia cứu, coi như mất mặt mặt, cũng muốn thay Trác quản gia chống đỡ việc này. Không, ta tới đi, Nguyệt Nhi đoạn thời kỳ này, nhờ có ngài chiếu cố. Nguyệt Linh. Ngươi một nữ nhân cùng ta tranh giành cái gì, vẫn là ta đến. Trong lúc nhất thời, mọi người tranh nhau muốn thay Trác Phàm được cái kia ba bái chín khấu bồi tội đại lễ, nhị trưởng lão bọn người gặp, sắc mặt lại là càng phát ra âm trầm. Bọn họ không nghĩ tới, Trác Phàm cái này tinh anh tạp dịch phòng vừa làm không bao lâu, thế mà thì như thế lung lạc nhân tâm, để những này trời sinh ngạo cốt thiên tài đệ tử nhóm, cướp vì hắn xông pha khói lửa, vứt bỏ tôn nghiêm. Như thế lực ngưng tụ. Nội môn vỗ mông ngựa đều không kịp. Nơi này, quả nhiên không thể lưu, nhất định phải sớm làm nhổ mới là. Ánh mắt khẽ híp một cái, nhị trưởng lão không khỏi hét lớn lên tiếng, các ngươi náo đầy đủ không có. Nơi này là Trác Phàm chủ sự, xảy ra chuyện tự nhiên hắn muốn ra mặt, không thể đổ cho người khác. Hôm nay hắn muốn không được này ba bái chín khấu đại lễ,
lão phu là sẽ không thiện bày thôi, ai cũng thay không. Thân thể bất giác trì trệ, mọi người tranh đoạt cũng nhất thời dừng lại xuống tới, đồng thời trong lòng bất giác trầm xuống. Bọn họ đã phát hiện, cái này hai cái lão gia hỏa, đã đem đầu mâu triệt để từ trên người bọn họ chỉ hướng Trác Phàm, vô luận bọn họ làm cái gì, đều không thể lại cản ở phía trước. Trác Phàm gặp này, cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khẽ một tiếng, nhìn đến a, hai vị trưởng lão cũng là như thế yêu chuộng ta, các ngươi tranh giành cũng vô dụng. Bất quá cũng thế, sự kiện này vốn là cũng liền cùng các ngươi không có liên quan quá nhiều. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía trên bàn mọi người, sau cùng đem ánh mắt định tại cái kia hai vị trưởng lão trên thân, áy náy cười nói, hai vị trưởng lão, ta đối với mình làm ra sự tình cảm giác sâu sắc xin lỗi, các ngươi có thể tha thứ ta, thực sự quá tốt. Vì biểu hiện áy náy, ta cho chư vị đều chuẩn bị một món lễ lớn, một hồi hướng hai vị ba bái chín khấu tha tội. Hứ, trên đời này còn thật có người đem bộ ỉa hướng trên người mình đập. Không phải liền là cái kia hai cái tiểu gia hỏa hướng tạp dịch phòng khiêu khích một chuyện a, làm sao bị tiểu tử này càng nói càng nặng. Có điều hắn muốn đưa đại lễ bồi tội, mình còn có thể cự tuyệt à, không cần thì phí. Liếc nhìn nhau, hai vị trưởng lão đều là tà cười ra tiếng. Lúc này, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, đã là xuất hiện 5 cái bao quát hộp gỗ lớn, có tới 1 mét vuông. Đầu tiên Trác Phàm đem 3 cái hộp gỗ đưa cho Minh Phủ Tam Sát, khom người tạ lỗi nói, xin lỗi, thương tổn các ngươi đệ tử, mời các ngươi rộng lòng tha thứ tha thứ. Ai, đây thật là nguyên cáo biến bị cáo, chân tướng sự tình mọi người cũng không phải không biết, làm gì đem chính mình bước đến như thế bất lợi cấp độ đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Minh Phủ Tam Sát ngay sau đó nhận lấy, Dương Sát càng là thẳng thắn nói, lễ vật này là ngươi đáp ứng ta nhóm, chúng ta thì nhận lấy, nhưng là chuyện này, chúng ta so người nào đều hiểu. Ngươi thực sự không cần thiết xin lỗi, dù sao ngươi đại biểu không phải chính ngươi, mà chính là toàn bộ tinh anh tạp dịch phòng mặt mũi. Ha ha ha, đệ tử thụ giáo, bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm khom người lĩnh mệnh. Cạch, một tiếng vang giòn, Minh Phủ Tam Sát đem hộp gỗ mở ra. Lại là trong nháy mắt sóng ánh sáng đá lởm chởm, linh khí pha trộn mà ra, làm đến 3 người ngăn không được đến trong mắt co rụt lại, kinh dị liên tục. Mọi người chung quanh nhìn thấy, càng là không khỏi lên tiếng kinh hô cửu phẩm ma bảo. Cái gì, cửu phẩm ma bảo? Mí mắt không khỏi hung hăng nhảy một cái, nhị trưởng lão bọn họ vội vàng nhìn trộm nhìn lại, lại chính gặp cái kia 3 cái trong hộp gỗ ánh sáng sáng chói, đâm đến bọn hắn ánh mắt đều có chút không mở ra được. Trong lòng càng kinh hãi hơn. Sớm nghe nói về cái này tinh anh tạp dịch phòng là núi vàng núi bạc nơi tụ tập, giàu đến chảy mỡ địa phương. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền a, tiểu tử này thế mà vừa ra tay thì 3 kiện cửu phẩm ma bảo, mà lại cái kia phẩm chất. Đều là thượng thừa chi tác a. Dương Sát cùng còn lại 2 người an ủi sờ một chút trong tay mình ma bảo, liếc nhìn nhau, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão 2 người ở bên cạnh nhìn càng thêm là trong lòng cuồng loạn, sau đó đầy mắt nóng rực nhìn về phía Trác Phàm trên tay cái kia mặt khác 2 cái hộp gỗ, trong mắt sớm đã tràn ngập trần trụi dục vọng. Coi như tiểu tử này không dập đầu nhận lầm, vẻn vẹn có thể được đến cái này cửu phẩm ma bảo, hai ta cái chuyến này thì một chút không lỗ a. Đem hết thảy thu hết vào mắt, Trác Phàm trong lòng cười lạnh không ngừng, ngón tay tại cái kia cái hộp gỗ tùy ý đánh lấy. Lại là không còn như lúc trước như vậy tích cực. Điều này không khỏi làm 2 cái lão gia hỏa lòng nóng như lửa đốt, một trái tim như mèo bắt một dạng, ngứa khó nhịn. Bọn họ thế nhưng là đã không kịp chờ đợi, muốn kiến thức một chút cái kia trong hộp gỗ ma bảo đến tột cùng là như thế nào sáng chói chói mắt. Bất quá, Trác Phàm cứ như vậy hao tổn lấy bọn hắn, thật lâu, chờ bọn hắn đã đứng ngồi không yên, phập phồng không yên lúc, mới tà cười một tiếng, thản nhiên nói, hai vị trưởng lão. Ta Trác Phàm lại trịnh trọng hỏi các ngươi một lần, có phải hay không ta một hồi cho các ngươi dập đầu bồi tội, việc này thì bỏ qua, các ngươi sẽ không đi dùng cái này tìm chúng ta phiền phức. Đương nhiên, chúng ta 2 cái thế nhưng là tông môn trưởng lão, há có thể nói không giữ lời, người vội vàng đem cái kia đại lễ trình lên đi. Nhị trưởng lão một mặt vội vàng, đã không còn quá nhiều suy nghĩ, há miệng nhân tiện nói. Thất trưởng lão càng là 2 mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm cái kia hộp gỗ. Đầu sớm đã kịp thời đã lâu. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, hơi hơi gật gật đầu, ngược lại khoát tay đem 2 cái hộp gỗ phân biệt giao cho 2 trong tay người,
ha ha ha. Hai vị trưởng lão, xin vui lòng nhận. Kèn kẹt. Hai tiếng nhẹ vang lên phát ra, hai người cầm qua hộp gỗ, sớm đã không để ý tới đáp lời, liền vội vội vàng vàng mở ra. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến bên trong đồ vật lúc, lại là không khỏi thân thể chấn động, trong nháy mắt ngây người. Mọi người gặp, bất giác sững sờ, bọn họ đến tột cùng thấy cái gì, Trác Phàm thì là trái ngược lúc trước khiêm tốn, ngược lại lộ ra một bộ dữ tợn sắc mặt, nhìn chằm chằm hai người phương hướng, trong mắt đều là lộ ra tà ác ánh sáng. Đến tột cùng là bảo vật gì a, đem các ngươi kinh hãi thành cái bộ dáng này. Dương Sát hơi nghi hoặc một chút, nhô đầu ra đi hướng bọn họ trong hộp xem xét, nhưng cũng là không khỏi thân thể chấn động mạnh một cái, song đồng nhất thời liền hung hăng co lại, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lần này, mọi người càng thêm rất là kỳ lạ, hai cái này trong hộp, đến tột cùng để đó cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần đồ vật a, thế mà làm cho một cái cung phụng hai cái trưởng lão, kinh hãi thành dạng này. Thật lâu, Dương Sát mới lắp bắp nói, não, đầu, đó là Xích Phong cùng Ngọc Quyên hai đầu người. Cái gì? Không khỏi sợ hãi cả kinh, tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Tinh anh đệ tử Ngọc Quyên cùng Xích Phong là ai? Bọn họ thế nhưng là so người nào đều rõ ràng a, hiện tại thế mà bị người giết chết, còn đem hai cái đầu người đưa về hai người bọn hắn ra ra trong tay. Người này, không muốn sống sao? Trong mắt không tự chủ được hung hăng run. Tất cả mọi người đều là khó có thể tin cứng ngắc đầu, chuyển tới Trác Phàm chỗ đó, lại chính gặp khóe miệng của hắn dữ tợn càng ngày càng rõ ràng. Không cần phải nói, cũng là cái này nha làm. Người điên, hắn thật là cái người điên, thế mà ở trước mặt khiêu khích hai đại trưởng lão. Thua thiệt chúng ta lúc trước còn tưởng rằng hắn nhát gan sợ phiền phức, nhưng hiện tại xem ra, cái này nha chỗ nào nhát gan, quả thực cũng là to gan lớn mật a. Hai vị trưởng lão, như thế nào? Ta đưa phần này đại lễ, hai vị còn hài lòng đi. Bất giác ta cười một tiếng, Trác Phàm mở miệng yếu ớt, đúng là như là làm một kiện vô cùng tùy ý sự tình, căn bản không đáng nhắc đến. Trác Phàm, giống như là theo cửu u địa phủ phát ra tới ác gào, hai vị trưởng lão song đồng nhất thời liền đỏ ngầu, tiếp lấy oanh một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên đại phóng ra, trước mặt bầy biện linh lang đầy giấy, các loại mỹ vị cái bàn, nhất thời liền đụng một tiếng bị chấn nát ra. Quỷ hổ bọn người bất giác kinh hãi, ào ào bị đánh bay ra nơi đây, Bạch Cung Phụng hai người lại là vội vàng đi vào Trác Phàm bên người, thay hắn ngăn lại cái kia cỗ khí thế cường đại, đồng thời nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng đầy là vẻ kinh dị. Tiểu tử này đến tột cùng là ai a? Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất kinh thiên động địa. Lúc trước mình còn tưởng rằng hắn quá yếu thế, yếu đến muốn động thủ đánh hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên quá cường thế. Để người ta hai khỏa dòng độc đinh đều cho làm thịt. Loại này kéo cừu hận sự tình, cho dù tông môn trưởng lão cung phụng cũng không dám làm, hắn thế mà cứ như vậy không chút do dự xuất thủ. Tiểu tử này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì, thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã không có xem thường cùng khinh thị, mà chính là thật sâu cảm thấy một loại uy hiếp. Người điên, là trên đời này nguy hiểm nhất người. Bởi vì bọn hắn chẳng sợ hãi. Thế nào, hai vị trưởng lão đối với ta đưa cho hai vị cái này đại lễ không hài lòng sao? Không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, Trác Phàm từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, ai, phần lễ vật này ta nhưng là chuẩn bị tương đương dùng tâm a, để hai vị trưởng lão cháu yêu trở lại hai vị ôm ấp, cũng coi là đệ tử một phần tâm ý. Nếu không, thì cái này hai khỏa chết người đầu, lão tử sớm mẹ hắn ném cho chó ăn. Ngươi! Trong lòng không khỏi tức giận, hai vị trưởng lão rìa mép loạn chiến, nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra một bộ như muốn ăn người khuôn mặt, cái kia toàn thân cao thấp nồng đến làm cho người ngạt thở sát ý, từ lâu ngăn không được phát ra. Thế mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị muốn động thủ lúc, Dương Sát lại là vội vã khoát khoát tay, ngăn cản bọn họ, khuyên nhủ, chờ một chút, sự kiện này để ta trước hỏi rõ ràng lại nói. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Trác Phàm. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Trác Phàm, người hãy thành thật nói cho ta biết, hai người này. Thật là ngươi giết sao? Thế nhưng là, bọn họ hôm nay rõ ràng còn tại tinh anh môn, chưa hề đi ra a. Đúng vậy a, không phải vậy các ngươi coi là hôm nay cái này bồi tội yến, bồi là tội gì? Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm hào phóng thừa nhận, sáng sớm hôm nay, ta liền đi chuyến tinh anh môn, hái hai người bọn hắn đầu, sau đó đem nơi đó thiêu hủy.
cho nên ta mới vội vội vàng vàng gấp trở về bồi tội, một là hướng ba vị cung phụng bồi tội, không có ý tứ, tại các ngươi địa bàn đại náo một trận. Bất quá các ngươi đã vừa mới tha thứ ta, vậy ta cứ yên tâm. Thứ hai là hướng hai vị trưởng lão bồi tội, không có ý tứ, đem các ngươi hai cái cháu trai cháu gái cho làm thịt, hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta. Cái gì, ngươi nói bồi tội, là bồi cái này. Thế mà, Trác Phàm nói còn chưa dứt lời, Dương Sát đã là kinh hô một tiếng, không thể tin nói. Bọn người, cũng là một mặt kinh dị nhìn lấy Trác Phàm. Làm sao, chẳng lẽ Trác quản gia sáng sớm hôm nay không thấy bóng dáng, là đơn thương độc mã đi thiêu tinh anh môn. Mà lại, còn kịp thời gấp trở về hướng những thứ này cung phụng trưởng lão bồi tội. Ách không, cái này đã không tính là bồi tội, rõ ràng cũng là khiêu khích a. Cái này, cũng quá nghiêu bức đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là ngây người, không thể tin được trước mắt hết thảy. Chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, thế mà phách lối đến tình trạng như thế, quả thực đạo trời khó tha thứ a. Trác Phàm nhìn mọi người liếc một chút, sau cùng đem ánh mắt ném đến Dương Sát trên thân, bất giác mỉm cười cười ra tiếng, ha ha ha. Dương Sát cung phụng thật sự là biết rõ còn cố hỏi, đây không phải rõ ràng sao. Trước mấy ngày cái kia hai cái thằng nhãi con đến ta tạp dịch phòng quấy rối, vốn là tội không tại chúng ta làm gì nhận lầm bồi tội. Lần này bồi tội yến, chủ yếu là ta Trác Phàm hướng chư vị bồi tội. Vừa mới ta không phải đã nói rất rõ ràng à, thương tổn ngươi đệ tử, rất không có ý tứ. Thế nhưng là ta coi là, ngươi nói là Thiết Ưng thương tổn Ngọc Quyên cánh tay một chuyện. Không khỏi sững sờ, Dương Sát đần độn mà nói. Không khỏi suy cười một tiếng. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, vậy coi như là lão tử thương tổn à, ta là đang vì mình xin lỗi. May mắn, các ngươi vừa mới nói ta không cần nói xin lỗi, ta thì khi các ngươi tha thứ ta, tinh anh môn sự tình cứ như vậy bỏ qua. Nơi này còn có nhiều trưởng lão như vậy cung phụng chứng kiến đây, các ngươi đừng nghĩ vô lại. Gương mặt nhịn không được co lại, Dương Sát ba người sắc mặt bất giác hơi hơi nặng nề, chợt cảm thấy nhóm người mình giống như ngu ngốc, bị người chứa vào bộ bên trong. Bọn họ tinh anh môn, vừa mới thế nhưng là bị Trác Phàm cái này nha xuất thủ chọn A, hiện tại còn không biết đệ tử thương thế như thế nào. Thế nhưng là bọn họ bắt người ta chỗ tốt, còn tưởng là mặt hứa hẹn không truy cứu, trở về cũng không biết làm như thế nào cùng những đệ tử kia bàn giao, lại là thể diện triệt để mất hết. Vậy bọn họ đâu, đã việc này là ngươi một người gây nên, cái kia để bốn người bọn họ ở chỗ này bồi cái gì tội? Bất giác rên lên một tiếng. Dương Sát nhất chỉ Khuê Lang bốn người hỏi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm sớm có lý do, bốn người bọn họ sai lầm, cũng là thực lực quá yếu, nếu là lúc trước bọn họ có thể ngăn cản cái kia hai cái thằng nhãi con quấy rối, ta có thể trong cơn tức giận, hành sự lỗ mãng, đi thiêu tinh anh môn, lại đến cùng các ngươi bồi tội sao. Bất quá ta lúc trước cũng nói, bọn họ sai lầm không lớn, chủ yếu tại ta, chẳng lẽ các ngươi đều không nghe ra đến. Đánh giám. Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, nhị trưởng lão liền đã giận không nhịn nổi hét lớn âm thanh, người đây rõ ràng cũng là sớm có dự mưu, đem hai chuyện nâng hòa vào nhau, nghe nhìn lẫn lộn. Người cho rằng bố như thế một cái bẫy, tìm như thế cái gượng ép cơ, liền có thể lừa gạt qua à, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ách, vậy các ngươi lúc trước hứa hẹn, ta đập mấy cái khấu đầu, liền đem việc này bỏ qua. Không cửa, lão phu nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cho Phong Nhi hắn báo thù rửa hận. Hung hăng khẽ cắn môi, nhị trưởng lão gầm thét lên tiếng, thất trưởng lão cũng là đầy giấy huyết hồng, hô xích thở hổn hển, toàn thân sát ý đột nhiên hiện. Thấy tình cảnh này, Bạch Cung Phụng bọn họ tất cả đều một mặt cẩn thận đề phòng hai người, Trác Phàm lại là dường như cái người ngoài cuộc giống như, không chút phật lòng nhún nhún vai, thì thào lên tiếng, vậy thì thật là tốt, lão tử còn không tiếc quỷ đâu. Gian trá tiểu tử, nạp mạng đi. Một tiếng gầm thét, nhị trưởng lão hưu một tiếng hướng Trác Phàm chỗ đó bay đi, thất trưởng lão cũng là theo sát ở phía sau. Cái kia cỗ sát ý ngút trời, như là sóng lớn đãi cát giống như mãnh liệt mà tới. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là khóe miệng một mực treo một đạo bầy mưu tính kế nụ cười tự tin. Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng gặp, lại là vội vã tiến lên, phanh phanh hai lần, liền đem hai người chấn lui về. Bạch Cung Phụng càng là cảnh cáo nói, các ngươi hai cái lão nhi nhưng là phải nghĩ lại, thân là trưởng lão, tùy ý hướng đệ tử hạ sát thủ, ấn tông quy luận xử, là cái kết cục gì? Hừ, bị chết không phải tôn nữ của ngươi,
người đương nhiên nói như vậy. Rear mép hơi hơi co rúm một chút, nhị trưởng lão hung tợn nói, các ngươi hai cái thì ở chỗ này tiểu tử bên người a, các ngươi có thể hộ đến hắn nhất thời, còn có thể hộ đến cả đời sao? Ba ba ba. Bất giác vỗ nhẹ nhẹ hai lần bàn tay, Trác Phàm vòng qua hai vị cung phụng, khoan thai đi tới, cười ta nói hay lắm, hai vị trưởng lão cháu yêu sốt ruột, ta thâm biểu lý giải. Không bằng dạng này, ta cho các ngươi một cơ hội, tông môn có quy củ, lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận. Ta giết bọn họ hai lúc, cũng là án lấy quy củ đến, cho nên tông quy xử trí không ta. Hiện tại, ta cũng hướng hai vị trưởng lão khiêu chiến. Nếu như các ngươi muốn giết ta, cứ việc tiếp nhận, về sau coi như đem ta chém thành muôn mảnh, cũng sẽ không có người nói cái gì, như thế nào. Trong mắt ngưng tụ, hai người bất giác kinh hãi, bọn người người cũng là kinh dị không tên. Đệ tử khiêu chiến trưởng lão, thiên cổ không có, đây không phải không chịu chết sao. Bạch cung phụng bọn họ, cũng là không hiểu ra sao nhìn về phía Trác Phàm, không rõ ý. Tốt, tựa hồ rất sợ hắn đổi ý một dạng, hai vị trưởng lão lại là không sao cả dùng đầu óc, lúc này gật đầu nói phải. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm cười lạnh một tiếng, sâu xa nói, như vậy. Hai cái cùng lên đi. Cái gì, hai cái cùng tiến lên, người nhà có bị bệnh không? Mí mắt bất giác nhảy một cái. Mọi người toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, liền xem như cái kia hai vị trưởng lão, cũng không khỏi đến sửng sốt. Tiểu tử này còn thật mẹ hắn ngữ bất kinh nhân tử bất hưu a, làm đều là một số khác người sự tình, nói cũng đều là một số muốn bị đánh lời nói. Cái này hai vị trưởng lão, đều là hóa hư cảnh cao thủ, người chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, vừa mới đột phá thần chiếu cảnh tu giả, hết lần này tới lần khác tại hai người này trước mặt xung đầu to tỏi, đây không phải thuần túy tìm chết sao. Trác Phàm, ngươi, khẽ chau mày, Bạch cung phụng hai người một mặt không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, nhưng là Trác Phàm lại là thờ ơ cười cười, đạm mạc lên tiếng, hai vị này lão nhân gia vừa mới đau mất cháu yêu, dù sao cũng phải cho người ta một tia hy vọng đi. Bất giác cười khổ lắc đầu, Bạch cung phụng một mặt bất đắc dĩ nói, người đây không phải cho bọn hắn hy vọng, rõ ràng là đem chính mình mệnh đều đưa ra ngoài. Không quan trọng, dù sao tại chỗ tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Ta Trác Phàm làm việc, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ còn mệnh ta ném ra bên ngoài về sau, bọn họ có thể hay không đỡ được, thì xem chính bọn hắn bản sự. Trong mắt một ngưng tụ, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị mỉm cười, đối với những thứ này dám tìm ta phiền phức lão già kia, ta thích nhất làm, chính là cho bọn họ hy vọng, sau đó lại tại trước mặt bọn hắn đưa đánh nát, ha ha ha. Thật sâu liếc hắn một cái, Bạch cung phụng hai người tuy nhiên vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. Nhưng gặp hắn như thế có tự tin, mà lại khiêu chiến lời nói hùng hồn đều phát ra ngoài, cái gọi là nước đổ khó hốt, cũng không có cách nào, đành phải lui sang một bên, để chính bọn hắn giải quyết. Minh phủ tam sát, tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ có chút tức giận, cảm thấy Trác Phàm quá không nể mặt bọn họ, tinh anh môn nói chọn thì chọn, nhưng là đối cái này nhân tài, bọn họ vẫn như cũ rất để bụng, không đành lòng bỏ mạng nơi này. Thế nhưng là bọn họ cũng đành chịu. Tông môn lấy thấp đánh cao quy củ, một khi khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến ước chiến lời thề thành lập, như vậy thì là bọn họ song phương sự tình, ai cũng không thể nhúng tay. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều tinh quang sáng láng mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không hiểu run sợ một hồi. Một phe là trong tông môn ảnh hưởng rất lớn hai vị trưởng lão, một cái hóa hư tam trọng cảnh, một cái hóa hư nhị trọng cảnh, giơ tay nhấc chân liền có thể bóp chết thần chiếu cảnh tu giả. Trận này đối chiến tựa hồ không có gì lo lắng. Thế nhưng là, một phương khác lại là hành sự khắp nơi ra người ngoài dự tính tinh anh tạp dịch phòng người sáng lập, Trác Phàm Trác quản gia. Điều này không khỏi làm mọi người lại đang suy đoán, hắn lại có cái gì nhiều kiểu. Theo bồi tội yến bắt đầu, đến bây giờ để người ta cháu trai cháu gái đầu ném tới hai người trước mặt, một chuỗi dài làm ầm ĩ, một số tinh minh trưởng lão cung phụng đã phát giác, cái này nha cũng là đang cố ý chọc giận hai người này. Thế nhưng là chọc giận bọn họ có chỗ tốt gì, những người này lại là lại cũng không nghĩ ra. Cho nên mọi người đối một trận chiến này cũng là rất nhiều chờ mong, muốn xem xét cho rõ ràng. Hắc hắc hắc, đối phó ngươi một cái mao đầu tiểu tử thúi, không cần hai người đồng loạt ra tay, một người xuất thủ đã đủ. Cười lạnh, nhị trưởng lão không khỏi tiến lên trước một bước, hung ác nói, thất trưởng lão, lệnh tôn nữ thủ tử lão phu thay ngươi báo như thế nào? Nếu là ngươi lại ra tay, trả lại tiểu tử này mặt.
trầm ngâm một chút, thất trưởng lão mặc dù có chút không cam lòng, nhưng xem ở nhị trưởng lão trên mặt, vẫn như cũ bình tĩnh gật gật đầu, đáp ứng nói tốt, vậy làm phiền nhị trưởng lão xuất thủ giải quyết. Hừ, không có vấn đề. Bất giác cười lạnh, nhị trưởng lão lại nhìn một chút trước mặt cái kia xích phong đầu người, trong lòng một trận quặn đau, mà ngửa ra sau vô cùng lớn uống mà ra, phong nhi, ra cái này báo thù cho ngươi. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão đột nhiên phất tay một cái, một cỗ tuyệt cường thần hồn lực lượng liền hóa thành một đạo cương phong hướng Trác Phàm chỗ đó thổi đi. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, vây xem mọi người bất giác cùng nhau khẩn trương lên. Đây là hóa hư cao thủ thần hồn trùng kích, cũng không phải bình thường nguyên lực sức gió có thể so sánh, coi như thân thể cường hãn nữa, cũng là không có dùng. Trác Phàm lực lượng, Khuê Lang quỷ hổ bọn người, đều lòng dạ biết rõ. Nhưng là gặp phải cái này thần hồn trùng kích, ra sức hơn nữa lượng cũng không làm nên chuyện gì, sau đó mọi người cũng là một mặt khẩn trương nhìn về phía chỗ đó. Thế nhưng là, Trác Phàm đối với cái này, lại không chút phật lòng, mắt thấy cái kia cỗ cương phong đánh tới, nhẹ nhàng vung tay lên, đụng một tiếng, liền triệt để đánh nát. Phảng phất tại đuổi ruồi đồng dạng, căn bản không có gì lớn không. Thân thể nhịn không được hung hăng run run, nhị trưởng lão bất giác quá sợ hãi, bất khả tư nghị nói cái này. Làm sao có thể? Còn lại vây xem mọi người, cũng là không khỏi trong mắt hung hăng ngưng tụ, một mặt kinh ngạc nhìn sang, một cái đầu thì to ra, không xoay chuyển được tới. Đây là có chuyện gì, đường đường hóa hư cảnh cao thủ thần hồn trùng kích, thế mà bị một cái thần chiếu tu giả, dễ dàng một trưởng vỗ nát, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày a. Trừ phi hắn cũng có thần hồn hộ thể, nếu không chỉ bằng vào thân thể, căn bản không có khả năng ngăn lại cái này thần hồn trùng kích lực. Thế nhưng là, loại chuyện này lại là tuyệt không có khả năng. Hắn, nhưng là chỉ là cái thần chiếu nhất trọng tu giả a. Bỗng dưng, chúng người ánh mắt tất cả đều mê mang, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, chỉ có thật sâu vẻ không hiểu. Nhị trưởng lão hai người, cũng đồng dạng hiện ra mơ hồ, nhìn lấy Trác Phàm cái kia tà dị tiếu dung, trong lòng không lý do, không hiểu lo sợ lên, cảm thấy bất an. Thất trưởng lão, tiểu tử này quả thật có gì đó quái lạ. Lần này ta tự mình xuất thủ, ngươi ở một bên lược trận. Quay đầu nhìn thất trưởng lão liếc một chút, nhị trưởng lão nhẹ giọng mật ngữ. Thất trưởng lão khẽ gật đầu, nhị trưởng lão liền dưới chân bỗng nhiên một bước, trong nháy mắt hướng Trác Phàm chỗ đó mãnh liệt tiến lên, thần hồn mạnh mẽ uy thế, nhất thời như là một tòa núi lớn giống như, hướng Trác Phàm bỗng nhiên đè xuống. Cái này muốn là bình thường thần chiếu cao thủ, lúc này sớm đã hoa mắt thần mê, nguyên thần tán loạn, như muốn bỏ mình. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, Trác Phàm vẫn như cũ như khối tảng đá đồng dạng, yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, an nhưng bất động. Giống như nhị trưởng lão cái này tuyệt cường thần hồn uy áp, cũng là gió mát như nước chảy, theo bên cạnh hắn yên ổn chảy qua, mảy may thương tổn không hắn một phân một hào. Trong lòng kinh dị càng sâu, nhị trưởng lão không còn dám có lòng khinh thị, hai tay hung hăng vung lên, một cái biển lửa liền chợt một chút tại Trác Phàm quanh người giấy lên. Trong nháy mắt đem hắn chìm không tiến vào. Phong hỏa liệu nguyên. Trong mắt nhịn không được lắc một cái, Bạch Cung Phụng không khỏi kêu lên sợ hãi, nhị trưởng lão thần hồn chính là hỏa nguyên tố, biển lửa này chính là thần hồn chi hỏa, không nhận vật chất giới ảnh hưởng, phiến không diệt, trốn không thoát. Nếu là nguyên thần không đủ cường đại, lúc này liền sẽ bị biển lửa này thiêu nguyên thần diệt hết mà chết, căn bản không phòng được. Vậy làm sao bây giờ? Trác quản gia còn chỉ là vừa mới đột phá thần chiếu cảnh a, sao có thể chịu nổi cái này thần hồn chi hỏa? Không khỏi giật mình, Nguyệt Linh khẩn trương lên tiếng. Khuê Lang mấy người cũng là đầy mặt háo sắc, lại là hoàn toàn giúp không được gì. Thế mà, đúng lúc này, một đạo khoan thai thanh âm, lại là run từ cái kia trong biển lửa vang lên, không minh thần đồng tầng thứ tư, hư không chấn, tuyệt đối lĩnh vực. Ông! Một trận không gian ba động đột nhiên phát ra. Hướng bốn phương tám hướng tán đi. Ngay sau đó, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, trong biển lửa liền đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không lĩnh vực, trong vòng trăm thước, hết thảy sự vật đều bị chấn thành phấn vụn. Cho dù là cái kia thần hồn chi hỏa, cũng không ngoại lệ, một khi tiến vào cái này chấn động không gian lĩnh vực bên trong, lúc này bị chấn thành hư vô, tiêu tán không thấy. Thân thể bất giác hung hăng run run, nhị trưởng lão không khỏi vội vã lui hai bước. Trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, khóe miệng đã là không tự chủ được chảy hạ một đạo chói mắt đỏ tươi.
Ngay tại vừa mới cái này hư không chấn lĩnh vực xuất hiện trong tích tắc, hắn cái này thần hồn hỏa diễm nhất thời bị tiêu diệt một nhóm lớn, từ đó cũng dẫn tới hắn thần hồn bị thương nặng. Hiện tại, đã trọng thương tại thân. Nhưng là hắn vẫn như cũ khó mà tin được, tiểu tử này đến tột cùng làm thủ đoạn gì, có thể đem hắn cái này hóa hư cao thủ cho kích thương. Cái này, làm sao có thể? Bọn người người gặp này, cũng là một ngây người, cái này hóa hư cao thủ lại bị một cái thần chiếu cao thủ, vẻn vẹn một chiêu thì cho kích thương, đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đem thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía trong biển lửa khoan thai tự đắc Trác Phàm, ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng đã là kinh hãi không hiểu. Người này quả nhiên là cái quái vật, khó trách dám hướng hai vị trưởng lão khiêu chiến, thật đến có chuẩn bị a. Như vậy cứ như vậy lời nói, lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận, hai vị trưởng lão lại dễ dàng đáp ứng hắn khiêu chiến. Vậy hắn tránh thức mục đích chẳng phải là... Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau thân thể lắc một cái, mặt hiện thần sắc. Nguyên lai vị này tạp dịch phòng đại quản gia, từ vừa mới bắt đầu nhìn chằm chằm, cũng không phải là cái kia chỉ là hai tên đệ tử, mà chính là hai vị trưởng lão đầu. T. Nghĩ tới đây, mọi người bất giác lại hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi không thôi. Người này tâm kế cũng không tránh khỏi quá sâu a, bố lớn như vậy một cái bẫy, tất cả mọi thứ đều là mồi nhử, bao quát chết hai người cùng cái này bồi tội yến, chỉ vì cầm cái này hai tên trưởng lão khai đao, quang minh chính đại đánh giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, mọi người lại nhìn về phía Trác Phàm cái kia phải đồng tử bên trong lóe ra bốn đạo vòng vàng, đã là không chỉ có kinh hãi mà thôi, mà là chân chính trong lòng phát lạnh. Dù sao, nếu là trực tiếp hướng trưởng lão khiêu chiến, bọn họ bận tâm chính mình thân phận, không nhất định hội tiếp nhận, nhưng đem hai cái này trưởng lão bức gấp, còn tìm nhiều người như vậy chứng kiến, liền có thể quang minh chính đại trừ rơi bọn họ, dương danh lập vạn, coi là thật tâm cơ khó lường a. Bỗng nhiên, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, trừ hoảng sợ bên ngoài, còn càng tăng thêm một phần thật sâu kính nể. Không chỉ là những đệ tử kia, cho dù là những trưởng lão kia cung phụng cũng giống vậy. Tiểu tử này đáy lòng lòng dạ, coi là thật so với bọn hắn những lão gia hỏa này còn rất được nhiều a. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm không có để ý những thứ này người khác ánh mắt, chỉ là trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo nồng đậm sát ý, sau đó phải đồng tử bên trong vầng sáng màu vàng óng bỗng nhiên hóa thành một đạo, bá một tiếng liền biến mất bóng người. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Đợi lại xuất hiện lúc, đã là đi vào hai trước mặt trưởng lão. Trong mắt ngưng tụ, nhất trưởng đánh ra. Chỉ một thoáng, nhưng nghe một tiếng long ngâm vang lên, Trác Phàm trong lòng bàn tay giống như có một cái chánh thức long chảo, mang theo thiên địa chi uy, hướng về hắn nơi ngực bỗng nhiên nắm tới. Hắn muốn phản kháng, lại là nhất thời cảm thấy khí tức trì trệ, chợt cảm thấy không thở nổi, liền trong đầu hắn ngọn lửa kia thần hồn, cũng là trong nháy mắt uể oải đi xuống. Làm sao có thể, cái này, đây là thần hồn uy áp, ngươi. Ngươi thế mà ngưng tụ ra thần hồn. Trong mắt hung hăng co lại, nhị trưởng lão không khỏi trong lòng hoảng hốt, khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm, trong đầu đã là trống rỗng. Hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, trước mặt cái này vừa mới đột phá thần chiếu cảnh tạp dịch đệ tử, thế mà đã là ngưng tụ ra chỉ có hóa hư cảnh cao thủ mới độc có thần hồn. Mà lại, cái này thần hồn đẳng cấp so hắn còn muốn cao nhiều, đến mức chỉ là uy áp mà thôi, hắn liền đã bất lực phản kháng. Thất phẩm ma bảo, phệ hồn kiếm. Giờ này khắc này, nhị trưởng lão đã phát giác, tại thần hồn lực lượng phía trên, hắn lại là ở vào hạ phong, hóa hư cảnh độc có thần thông, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Không có cách nào, hắn chỉ có so cơ sở năng lực. Dù nói thế nào, hắn hóa hư cảnh nguyên lực cũng so với đối phương thâm hậu được nhiều, lại thêm thất phẩm ma bảo chi uy, chém hắn thân thể máu thịt, không hãy cùng thái thịt một dạng. Một cái hóa hư cao thủ lại muốn cùng một cái thần chiếu tu giả sáp lá cà, cái này khiến người khác xem ra, quả thực cũng là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng là chỉ có thân tại giữa sân người mới rõ ràng minh bạch, đây là bị bước đến tuyệt lộ về sau, không có cách nào biện pháp. Thế nhưng là dù vậy, có một chút hắn vẫn là không có ngờ tới, nói lên vật lộn, thân là luyện thể cao thủ Trác Phàm, thế nhưng là người nào đều không sợ, riêng là cái kia Kỳ Lân Tí. Thế nhưng là so thế gian bất luận một cái nào ma bảo linh binh đều phải cứng rắn được nhiều, nơi nào sẽ đem hắn cái khu khu thất phẩm ma bảo để vào mắt. Khóe miệng liệt lên một cái tàn nhẫn đường cong,
Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, ta cười ra tiếng, nhị trưởng lão, ngoan ngoãn đi xuống bồi ngươi tôn tử đi thôi. Khặc khặc khặc, ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Giống. Lại là một tiếng long ngâm vang lên, Trác Phàm kỳ lân tí hồng mang đại phóng, không chút do dự vồ xuống đi. Thế mà, đúng vào lúc này, vù vù mấy đạo tiếng xé gió vang, Trác Phàm sau lưng lại là đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thanh sắc phong nhận, thẳng tắp hướng hắn trên thân cắt tới. Cái kia cổ cường hãn lực lượng nguyên thần không ngừng tràn ra, không cần phải nói, lại là hóa hư cao thủ ra chiêu. Liếc mắt liếc một cái sau lưng, nhìn thấy cách đó không xa lăng không đứng thẳng một bóng người, lại chính là thất trưởng lão không thể nghi ngờ, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không để ý tới hắn, cái kia không gì địch nổi nhất chảo, vẫn như cũ hung hăng vồ xuống đi. Đinh! Từng tiếng truyền kim loại giao kích chi tiếng vang lên, một kiếm kia nhất chảo đã là nặng nề mà đụng vào nhau. Thế nhưng là, còn không có chỉ trệ nửa giây thời gian, liền nghe răng rắc chi tiếng vang lên. Cái kia trường kiếm trên thân kiếm đúng là đột nhiên xuất hiện từng cái dạn nứt đường văn nhỏ. Sau một khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang, cái kia thất phẩm ma bảo phệ hồn kiếm, đã là nhất thời bị Trác Phàm nhất chảo, dễ dàng tan thành phấn vụn. Ngay sau đó, tại nhị trưởng lão tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin ánh mắt bên trong, cái kia đáng sợ long chảo đã không ngừng nghỉ chút nào đi vào trước mặt hắn. Phốc! Tố tiếng vang lên, huyết nhục văng tung tóe, Trác Phàm mặt không biểu tình. Chỉ là tùy ý từ trên người nhị trưởng lão xẹt qua, liền nhất thời đem hắn thân thể hoàn toàn đập thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời, tanh hôi huyết khí tràn ngập giữa trời, nhuộm đỏ phiến đại điện này, để tất cả vây xem mọi người, đều không cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút, hít sâu một hơi, song đồng nhìn không được hung hăng co lại. Tuy nhiên bọn họ sớm đã đoán ra Trác Phàm ý đồ, nhưng khi bọn hắn nhìn đến tiểu tử này thực có can đảm hạ như thế sát thủ lúc, vẫn không khỏi bị kinh ngạc. Mặt hiện hoảng sợ, trong lòng không hiểu gấp lên. Tiểu tử này, còn thật dám làm như thế à? Hưu! Đột nhiên, cái kia huyết nhục mảnh vỡ bên trong, một đạo hỏa hồng ánh sáng đột nhiên thoát ra, bắn thẳng về phía chân trời, lại chính là nhị trưởng lão thần hồn, muốn ve sầu thoát xác. Hắn hiện tại tỉnh táo lại, mới bỗng nhiên phát hiện, bọn họ tựa như là vào bẫy, người ta an bài nhiều chuyện như vậy, rõ ràng chính là muốn chọc giận bọn họ, thừa cơ muốn mạng bọn họ à? Giờ này khắc này, hắn cùng người ta không qua đến năm chiêu, liền người ta một cọng lông đều không làm bị thương, chính mình phản mà bị người nhà thừa cơ hủy thân thể, quả nhiên là bồi thường thêm, hối hận chàng tử đều xanh. Bất quá cái này cũng có thể thấy được, tiểu tử này ẩn tàng đến sâu bao nhiêu, chủ mưu đến bao lâu, lại ở lại đây, sớm muộn sẽ bị giết chết. Hắn hiện tại đường sống duy nhất, cũng là mau trốn hồi nội môn, tìm Thạch Cung Phụng che chở. Đợi cũng có ngày. Lại đi trả thù. Quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, gặp hắn cũng tại lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình, trong mắt lóe nồng đậm sát ý, muốn thừa cơ truy kích. Thế nhưng là lúc này, phía sau hắn những cái kia thanh sắc phong cương đã tới người, lại không có cái này công phu. Nếu là hắn trả khăng khăng truy chính mình lời nói, tất nhiên sẽ bị trọng thương, được trả bằng mất. Nghĩ tới đây, chỉ còn một luồng thần hồn nhị trưởng lão, không khỏi lại có chút niềm tin. Trước khi đi vẫn không quên lại quát kêu một phen, cho mình vãn hồi chút mặt mũi, hét lớn tiểu tử, người chờ đó cho ta, sự kiện này còn chưa xong. Không, đã hết. Bất giác cười khẽ một tiếng, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, đột nhiên nâng lên đầu, hung hăng để mắt tới cái kia đạo đỏ thẫm ánh sáng, phải đồng tử bên trong, đã là lóe ra hai đạo màu vàng vầng sáng, thì thào lên tiếng, lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Siêu. Một đạo vô hình không gian ba động, đột nhiên bắn ra, chớp mắt tới gần. Cái kia nhị trưởng lão căn bản còn không có kịp phản ứng, liền bỗng nhiên cảm giác một đạo cực mạnh thần hồn chấn động bỗng dưng đụng vào hắn thần hồn phía trên, làm cho hắn ngăn không được đến từ sâu trong linh hồn, tê tâm liệt phế đau xót, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra. Bởi vì luồng hào quang màu đỏ kia, đã là tại một kích này bên trong, triệt để bị chấn nát. Tiêu tán ở hư vô ở giữa. Nhị trưởng lão, triệt để chết. Bởi vì ngưng tụ thần hồn quan hệ, Trác Phàm cái này phá không thần uy, đã không chỉ có tác dụng tại vật chất giới, cho dù là đối thần hồn loại này hư huyễn đồ vật, cũng là 100% thương tổn, một chiêu tất sát. Hơi nhếch khóe môi lên làm cái tà dị đường cong, Trác Phàm lộ ra một hàng dày đặc răng trắng, hiện ra lạnh lẽo chi khí. Xoẹt, xoẹt.
Đột nhiên, từng đạo áo quần rách nát âm thanh vang lên, Trác Phàm quanh người đã là bỗng dưng bị mấy chục đạo thanh sắc phong cương vây quanh, mà lại đã tới gần bên người, liền hắn y phục đều đã bị vạch phá, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trực kích hắn nhục thể. Vừa mới hắn chỉ lo đánh giết nhị trưởng lão, không có để ý đằng sau uy hiếp, hiện tại cho dù hắn lại lật đầu qua đến phòng thủ, cũng đã là không kịp. Chính là muốn tránh tránh không rơi, muốn phòng không phòng được xấu hổ tình cảnh. Trong mắt nhịn không được hơi hơi động động, thất trưởng lão nguyên bản bởi vì nhị trưởng lão bị giết chấn kinh khuôn mặt, lúc này lại là lộ ra một bộ vẻ hưng phấn. Vốn là hắn ra chiêu này là vì nhị trưởng lão lược trận, tiền hậu giáp kích, để tiểu tử này luống cuống tay chân, hai bên khó chống. Nhưng ai biết, gia hỏa này cũng là nhân vật hung ác, thế mà hoàn toàn không đem đằng sau đánh lén để vào mắt, đối cứng lấy hội bị trọng thương uy hiếp, đem nhị trưởng lão cho đánh giết. Nhưng là như vậy cũng tốt, giờ này khắc này hắn lại khó chạy thoát, đang bị cái này thần hồn phong cương trùng kích phía dưới, không chết cũng phải nửa tàn, đến lúc đó đánh giết tiểu tử này, cái kia chỗ có công lao không chính là mình sao? Vừa nghĩ đến đây, thất trưởng lão ngược lại đối nhị trưởng lão bỏ mình, bỗng dưng cao hứng trở lại, thầm nghĩ trong lòng. Nhị trưởng lão, ngài yên lòng đi thôi, lão phu nhất định báo thù cho ngươi, để ngươi chết đúng chỗ, hắc hắc hắc. Bất quá, hắn muốn thật là tốt, nhưng Trác Phàm lại có thể để hắn tính toán đánh cho như thế vang dội. Không phải vậy lời nói, hắn cái này bày mưu tính kế đại quản gia mặt mũi, lại muốn hướng chỗ nào thả. Khóe miệng hơi hơi hướng lên cong cong, Trác Phàm trên mặt giếng cổ không gợn sóng, nhẹ giọng mở miệng, huyết nhận. Ong ong ong, những cái kia phong cương chói tai tiếng ong bay vang vọng bên tai, thậm chí cái kia bén nhọn chấn động, cho dù là Trác Phàm cũng cảm nhận được một trận nhói nhói. Thế nhưng là đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ lại là đột nhiên vang lên, tiếp lấy liền gặp một đạo đỏ như máu phong mang đột nhiên từ Trác Phàm thể nội phát ra, thì tại những cái kia phong cương sắp chịu đến hắn thân thể phía trên lúc, huyết mang này giống như là một thanh trường đao sắc bén, trong nháy mắt phạch một cái, liền đem tất cả phong cương lưng mỏi chặt đứt. Ngay sau đó, huyết mang tốc độ không giảm hướng thất trưởng lão chỗ đó phóng đi, chớp mắt tới gần. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại. Thất trưởng lão bất giác quá sợ hãi, cuối cùng là cái quái gì, vội vàng vung tay lên, lại một mảnh phong cương bay ra. Oanh một tiếng, đem cái kia huyết mang đỡ được. Thế nhưng là vẫn là có một đạo yếu ớt huyết khí xuyên qua tầng tầng cách trở, run đánh nhập trong thân thể của hắn, để hắn nhịn không được run run thân thể, khóe miệng trơn hạ một đạo chói mắt đỏ tươi, trên mặt đã tràn đầy kinh hãi chi sắc. Cái này, đây không phải thần hồn trùng kích, mà chính là thần chiếu tu giả nguyên thần trùng kích. Thế nhưng là cường đại như thế mà sắc bén âm tà nguyên thần, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có thể sánh ngang thần hồn lực lượng. Tiểu tử này, đến tột cùng là quái vật gì a? Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, thất trưởng lão trong mắt tràn đầy không hiểu cùng mê mang, tiếp lấy chính là hoảng sợ. Trác Phàm trên thân tựa hồ tràn ngập mê vụ, mà trong xương mù ẩn giấu đi, là chỉ hắn vô luận như thế nào đều không có thể ngang hàng quái vật. Mà bây giờ Trác Phàm hiển lộ ra, bao quát tu vi, tuổi tác, diện mạo, chỉ là quái vật kia một góc của băng sơn, mạo xưng chỉ là mồi nhử mà thôi, dụ bắt những cái kia như hắn đồng dạng, không biết tự lượng sức mình cuồng vọng chi đồ. Nghĩ tới đây, thất trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, càng hiện vẻ sợ hãi. Hai chân nhịn không được run run, đã là lui về phía sau, ý chạy trốn lại rõ ràng có điều. Nhị trưởng lão hóa hư tam trọng cao thủ đều bị tiểu tử này nhẹ nhõm đánh giết. Hắn một cái hóa hư nhị trọng tu giả, một chiêu đánh lén không thành, ở lại chỗ này nữa, đơn đả độc đấu, há không muốn chết. Kết quả là, lại suy nghĩ một chút, thất trưởng lão cũng không tiếp tục cố trưởng lão thể diện, quay người liền muốn bay khỏi nơi thị phi này, mà ngay cả câu ngoan thoại đều không quẳng xuống, ngược lại là trốn rất kiên quyết. Tục ngữ nói, thời gian thì là sinh mệnh, câu nói này dùng tại thất trưởng lão hiện tại tình cảnh ngược lại là lại chuẩn xác bất quá. Hắn hiện tại thật sự là liền nói một câu nói nhảm thời gian đều không có. Chẳng lẽ quân không thấy, vừa mới nhị trưởng lão cũng là nói nhiều một câu ngoan thoại, lúc này thì bị người ta xử lý sao? Tuy nói mặt mũi rất trọng yếu, nhưng người tối thiểu đến bảo trụ mạng nhỏ mình, mới có thể có mặt mũi, không phải sao? Thất trưởng lão biết rõ lý do này, trốn đến cũng rất thẳng thắn. Thế nhưng là, hắn trốn đến nhanh, Trác Phàm đuổi đến càng nhanh. Bạch! Chỉ là một cái lắc mình, Trác Phàm bóng người liền đã đi vào thất trước mặt trưởng lão, phải đồng tử bên trong,
một đạo kim sắc vòng tròn tản ra quỷ dị ánh sáng. Ha ha ha, thất trưởng lão, đang đánh đây, người muốn chạy đến nơi đâu a? Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, nâng lên nhất trưởng, thẳng tắp mò về đầu hắn. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, thất trưởng lão bất giác kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu nói, Trác Phàm, ta là nội môn trưởng lão, người dám giết ta. Nói nhảm, lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận, đây là tông môn quy củ. Coi như giết ngươi, lại có thể thế nào, lão tử khiêu chiến, mà các ngươi lại là tiếp nhận. Huống hồ, lão tử sớm đã giết một cái, còn sợ lại nhiều ngươi một cái sao? Các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Cười lạnh, Trác Phàm không lưu tình chút nào, đã lại là một chiêu quỷ long chảo dò ra, oanh một tiếng, đem hắn thân thể đập nát, huyết nhục vẩy ra. Thế nhưng là, có nhị trưởng lão vết xe đổ, thất trưởng lão tựa hồ sớm đã ngờ tới điểm này, biết phản kháng cũng vô dụng, liền quyết định vứt bỏ thân thể. Ngay tại Trác Phàm một trưởng kia vung xuống thời khắc, lúc này một đạo thanh mang bay ra, dựa vào thân thể làm thuẫn bài, hắn nguyên thần lại là sớm đã chuồn mất, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại chạy trốn thất trưởng lão, không biết là đụng vào cái quái gì phía trên, nhất thời liền bị đụng trở về. Đợi hướng về phía trước thấy rõ cái kia đồ chơi lúc, lại là nhìn không được giật mình. Chỉ thấy đó là một cái toàn thân tản ra huyết sắc trẻ sơ sinh, cùng người bình thường loại không khác, chỉ là cái kia toàn thân tản mát ra âm tà chi khí cùng hơi có vẻ hư huyễn bóng người, lại làm cho người chỉ là nhìn lên một cái, liền ngăn không được trong lòng phát run. Cái này, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Thất trưởng lão trong lòng kinh nghi, không dám thất lễ, vội vàng sử xuất mấy chục đạo thanh sắc phong cương. Liền hướng về kia huyết anh huy động quá khứ. Chỉ một thoáng, trên 9 tầng trời, gió dục mây vần, có thể đem nguyên thần thổi tan phong cương, liên tiếp không ngừng mà hướng huyết anh chỗ đó bay đi. Cái này nếu như bị đánh trúng, cho dù là thần chiếu cường giả, cũng trốn không nguyên thần vẫn diệt hạ tràng. Thế nhưng là, huyết anh đối với cái này lại là không chút phật lòng, ngược lại là lộ ra một bộ xem thường nụ cười. Khặc khặc khặc, từng trận mỉa mai tiếng cười gian vang lên. Huyết anh hơi hơi động nhích người, tại những cái kia phong cương sắp tới gần lúc, đột ngột đến trong mắt chừng một cái. Ông! Lại là một đạo quen thuộc không gian ba động vang lên, một đạo sắc bén huyết mang, bỗng nhiên hướng về phía trước bắn đi ra, phanh phanh phanh. Chỉ là trong tích tắc công phu, liền đem những cái kia phong cương triệt để đánh nát, tiêu tán thành hư vô. Thất trưởng lão cái kia thanh sắc thần hồn hơi hơi run run, bất giác giật nảy cả mình. Nguyên lai lúc trước giúp Trác Phàm ngăn lại sau lưng phong cương đánh lén, cũng là cái đồ chơi này a. Thế nhưng là cuối cùng là cái gì, thậm chí ngay cả thần hồn công kích đều có thể cản đến xuống tới, tuyệt không phải thường vật. Tiểu tử này trên thân, đến tột cùng còn giấu bao nhiêu thủ đoạn a? Thất trưởng lão trong lòng không hiểu, thế nhưng là còn không đợi hắn tỉ mỉ nghiên cứu đi xuống, cái kia huyết anh đã là quỷ cười một tiếng, lần nữa xông đi lên. Thất trưởng lão kinh hãi, muốn trốn tránh. Lại là không kịp. Huyết anh tốc độ, nhanh như tia chớp, hắn căn bản không có bay mấy bước, huyết anh đã là bỗng dưng vọt tới trước mặt hắn, há miệng ra, thế mà tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị dưới, đem hắn toàn bộ hút tới trong miệng. Hắn muốn xông ra đến, tại huyết anh trong bụng tả xung hữu đột, huyết anh thân thể cũng là một hồi bên này nâng lên một cái bao, một hồi lại từ bên kia nhô lên cùng một chỗ đến, lại là căn vốn không có một chút tác dụng nào. Huyết anh chính là thiên địa tinh linh, vốn chính là một đoàn kỳ dị năng lượng, thất trưởng lão bây giờ bị cái này đoàn năng lượng bao khỏa, thì tương đương với cho hắn thiết lập một cái thần hồn kết giới, chuyên quan thần hồn lồng giam, hắn muốn đào thoát, lại là tuyệt đối không thể nào. Đứng ngoài quan sát mọi người không rõ nội tình, gặp này lại là càng thêm ngạc nhiên. Thân là ma đạo tu giả, bọn họ có ít người cũng dưỡng ma vật, nhưng là trong tay bọn họ ma vật, phần lớn là vật chất thực thể. Gặp phải hóa hư cao thủ đừng nói là vây khốn hắn, liền thần hồn khả năng đều không đả thương được. Nhưng bây giờ, Trác Phàm trong tay huyết anh, nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra trên đời thế mà còn có thần kỳ như thế ma vật tồn tại, khó trách hắn dám lấy một địch hai. Bởi vì hắn hiện tại, cũng là tính toán hai người cao thủ liên thủ. Cái kia ma vật tại thần hồn phía trên lực lượng, nhưng là không thể so với hắn kém. Vừa nghĩ đến đây. Mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng thêm hâm mộ ghen ghét. Trên người người này bảo bối, sao sẽ như thế nhiều lần, tầng tầng lớp lớp a, liền ma vật đều như thế không giống bình thường.
coi là thật là dạng gì quái vật, nuôi cái dạng gì quái vật ma vật a. Hiu, chỉ là một hơi ở giữa, Huyết Anh liền lại trở lại Trác Phàm bên người, như là một cái chó săn ngậm hồi con mồi đồng dạng, há miệng ra liền đem cái kia thất trưởng lão thần hồn lại phun ra, sau đó trong nháy mắt biến mất tại Trác Phàm trong thân thể. Một phát bắt được luồng hào quang màu xanh kia, Trác Phàm cười lạnh liên tục, chạy a, ngươi ngược lại là chạy a, lão tử đã sớm đoán được ngươi sẽ có chiêu này, cho nên sớm đem ma vật thả ra, chuyên chằm chằm ngươi thần hồn. Thế nào, liền thân thể đều không có ngươi, còn có thể chạy bao nhanh? Trác quản gia, van cầu ngài tha ta một mạng a, chúng ta về sau tốt gặp nhau. Ha ha ha, ta cảm thấy, chúng ta ngược lại là không cần thiết gặp lại đi. Thất trưởng lão nhìn thấy chính mình hoàn toàn bị người ta nắm lấy, không thể động đậy, cuối cùng nhận sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ, thế nhưng là hắn lời nói không có nói vài lời, Trác Phàm đã là cười lạnh một tiếng, đánh gãy hắn. Nhìn thấy đối phương giết ý đã quyết, thất trưởng lão bất giác khẽ cắn môi, lần nữa lạnh hừ một tiếng, uy hiếp nói, Trác Phàm, người nghĩ rõ ràng, người dám đụng đến ta, cũng là cùng toàn bộ nội môn là địch. Là địch, hừ hừ hừ, người lầm a, gây sự trước, nhưng là các ngươi a. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm tà dị cười một tiếng, tiếp lấy cầm lấy hắn thần hồn ở chung quanh tạp dịch phòng trước mắt mọi người đi một vòng, quát to, nơi này là chúng ta địa bàn, lão tiểu tử này còn dám cầm nội môn uy hiếp lão tử. Các ngươi nói, các ngươi phải sợ nội môn. Không sợ, không sợ, không sợ. Liên tiếp ba tiếng, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai người, đi đầu hò hét mà ra, trong lòng một mảnh bành trướng. Tựa hồ lúc trước phiền muộn cũng quét sạch sành xanh. Còn lại tạp dịch phòng mọi người, cũng toàn đều đi theo giống to mà ra, tâm tình một mảnh kích động. Đây chính là bọn họ tạp dịch phòng người cầm quyền, Trác Phàm Trác quản gia. Tuy là đệ tử thân phận, nhưng thực lực siêu quần, dũng khí hơn người, liền cao cao tại thượng trưởng lão cũng dám đánh giết, thực nghiêu. Theo dạng này hào kiệt lăn lộn, mới là thật dương mi thổ khí a. Nội môn các vị trưởng lão cung phụng không khỏi khí đến trên mặt một trận xanh một trận lục, muốn tiến lên một bước, đối Trác Phàm bão nổi, nhưng là vừa nhìn thấy tạp dịch phòng mọi người quần tình xúc động bộ dáng, liền lại nhìn không được quay trở về. Hiện tại tạp dịch phòng đệ tử trưởng lão cùng cung phụng khí thế, đã bởi vì Trác Phàm thắng lợi, toàn bộ trở về, chính là đỉnh phong thời kỳ, bọn họ ở cái này giờ phút quan trọng phía trên lại nhả sự đoan lời nói, tất nhiên sẽ bị ngược đến không còn sót lại một chút cặn. Huống chi, Trác Phàm người này tâm cơ khó lường, mỗi một bước đều chiếm một chữ lý, hợp quy hợp củ. Bọn họ nếu là xúc động phía dưới, lại bị hắn đặt bẫy tử, đoán chừng liền mệnh đều không có, thì cùng cái này thất trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng dạng. Kết quả là, tại tạp dịch phòng mọi người như núi kêu biển gầm hò hét bên trong, nội môn người lại là cùng nhau khàn giọng, một chữ đều nói không nên lời. Cái kia cỗ sục sôi tiếng gầm, nhất thời đem bọn hắn hoàn toàn chìm không tiến vào. Nội môn cùng ngoại môn đệ tử nhìn lấy đây hết thảy, đã là hoàn toàn ngốc ở. Làm sao vừa mới tạp dịch phòng mọi người một bộ cá chết tướng bộ dáng, bây giờ lại giống như sống đồng dạng, nhảy nhót tưng bừng, rõng rạc. Mà hết thảy này, đều là đến từ cái kia Trác quản gia chiến thắng nhất chiến. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là có chút giật mình lo lắng. Riêng là Trác Phàm tay cầm thất trưởng lão thần hồn, một mặt lạnh lùng. Cú nhìn phía dưới mọi người cái kia cỗ bế nghệ khí thế, càng là tại bọn họ trong lòng lưu lại sâu sắc ấn tượng, thật lâu vung đi không được. Đem cái kia thần hồn lần nữa cầm tới trước mắt, Trác Phàm bất giác suy cười một tiếng, sâu xa nói, thất trưởng lão, như thế nào, ngươi cảm thấy hiện tại, nội môn đám kia lão gia hỏa sẽ còn là ngươi chỗ dựa sao? Ha ha ha, ngươi đều là tự tư, luận quần ẩu, chúng ta tạp dịch phòng thế lực đã không kém các ngươi. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, bọn họ cũng không có một người hội đứng ra cho ngươi ra mặt, biết tại sao không? Sợ ta? Ta hôm nay có thể khiêu chiến hai người các ngươi, muốn các ngươi mệnh, ngày mai liền có thể khiêu chiến bọn họ, muốn mạng bọn họ. Dù sao ta là tạp dịch đệ tử, lấy thấp đánh cao, tông quy sở định. Ngươi nói bọn họ đến lúc đó là tiếp, vẫn là không tiếp. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không khỏi tà tiếu liên tục, ha ha ha. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, các ngươi hai cái a, chung quy là làm gà mệnh. Các ngươi chết, những con khỉ kia cũng sẽ không lại vì các ngươi hai cái đi nhảy nhót. Cái gì nội môn trưởng lão, một cái hư danh mà thôi, còn thật sự cho rằng là mình hộ thân phù. Một khi không có giá trị,
như cũ sẽ không có người lại để ý đến các ngươi. Luồng hào quang màu xanh kia hung hăng rung động, lại là lại không có động tĩnh, nghĩ đến là bị Trác Phàm lời nói chấn đến, đã triệt để tuyệt vọng. Trác Phàm nói không sai, bọn họ là nội môn trưởng lão, được người tôn kính, nhưng đó là bọn họ còn sống thời điểm. Bọn họ một khi chết, liền không còn giá trị, ai sẽ vì hai người bọn họ liều sống liều chết. Nói cho cùng, hai người bọn họ giá trị, chỉ tại bọn họ tự thân, căn vốn là không có gì chỗ dựa. Không hiểu điểm này, bọn họ thì chính mình vào tới tuyến đầu, quả nhiên là heo a. Bất quá, cái này cũng không thể trách hai người bọn họ, ai có thể ngờ tới, cái này Bồi Tội Yến, thật là một cái hồng môn yến. Mà lại, một cái thần chiếu cảnh tạp dịch đệ tử, vậy mà có thực lực như thế, đánh giết bọn hắn cùng giết chó không có gì khác biệt. Gặp phải dạng này quái vật, bọn họ cũng chỉ có thể nhận thua. Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Nhìn đến đoàn kia thanh quang đã dị thường bình tĩnh, giống như chết, Trác Phàm minh bạch, hắn đã tâm chết, sau đó trong tay khí lưu màu đen bỗng nhiên thoát ra, liền đem đoàn kia thanh quang hết bao vây hết, bất quá giây lát thời gian, thì triệt để tiêu hóa hấp thu. Mà cũng ngay một khắc này, Trác Phàm trong đầu kia mây ngũ sắc thiên long, đột ngột đến run run thân thể, hai mắt vừa mở, trong mắt tinh quang đúng là so lúc trước càng thêm sáng chói chói mắt. Bởi vì ngưng tụ thần hồn quan hệ, Trác Phàm hiện tại đã có thể đem Thiên Ma Đại Hóa Quyết vận dụng tại thần hồn phía trên, hấp thu người khác thần hồn, tăng cường chính mình thần hồn lực lượng. Chuyện này với hắn ngày sau tu luyện, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh tăng thêm. Thật lâu, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm lần nữa nhìn xem chính mình giống tuếch bàn tay, khóe miệng bất giác xẹt qua hài lòng đường cong, sau đó quay đầu nhìn về phía tạp dịch phòng mọi người, đạm mạc lên tiếng, hiện tại, còn cảm thấy nín thở sao. Hung hăng lắc đầu, mọi người tất cả đều một mặt hưng phấn, kích động đến nói không ra lời. Ha ha ha, các ngươi là ta người, các ngươi ném chàng tử, chính là ta mất mặt, ta Trác Phàm vô luận như thế nào, đều nhất định sẽ cho các ngươi tìm trở về. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm sáng sủa lên tiếng. Mọi người nghe đến, tất cả đều không ngừng gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm hai mắt bên trong, cũng đầy là ngôi sao nhỏ, tràn ngập sùng bái chi tình. Có điều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế mà, Trác Phàm lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, chỉ là bị người chọn một lần, các người mấy ngày nay thì tất cả đều một bộ khóc tang mặt, bây giờ bất thành châu báu. Cho nên ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, tạp dịch phòng các đệ tử, đều cho ta làm chút tạp dịch nên làm việc đi, quét dọn tông môn nhiệm vụ, một cái cũng đừng nghĩ chạy, coi như tinh anh tạp dịch phòng người cũng giống vậy. Hắn nãi nãi, đắc chí mấy ngày thì quên nguồn quên gốc. Năng lực chịu đựng quá kém. A, à, không khỏi sững sờ, chúng đệ tử nhất thời lộ ra một bộ khổ bức tướng, nhưng là khóe miệng ý cười lại là cũng không có tiêu tán. Bạch Cung Phụng bọn người gặp, không khỏi đều là cười nhẹ lắc lắc đầu, thâm biểu tán đồng. Không tệ, phàm là cao thủ, tất yếu có thể đi vào có thể lui, có thể thua có thể thắng, có khí phách thật lớn mới được. Chỉ là một lần ngăn trở, liền uể oải suy sụp, xác thực khó thành đại khí. Riêng là lần này, có đệ tử vậy mà sinh ra muốn rời khỏi tạp dịch phòng ý nghĩ, đây cũng là ly tán chi tâm, vạn không thể giúp dài. Trác Phàm như thế quyết định, cũng là để bọn hắn thụ trăm nhục mà ngưng luyện, ngày sau gặp lại cái gì nghịch cảnh, tự nhiên trên dưới một lòng. Bất quá, đây cũng là Trác Phàm trước cho bọn hắn cổ vũ về sau, mới có thể được đến thông. Nếu không, hắn trận chiến này trước đó, Trác Phàm dám tuyên bố sự kiện này. Đoán chừng tinh anh tạp dịch phòng liền nên như vậy giải tán. Nhưng là bây giờ, lại hoàn toàn ngược lại, nơi này chẳng những tán không, mà lại sẽ còn tiếp tục lớn mạnh thêm. Quay đầu nhìn một chút, vốn là đến chế giễu những cái kia nội môn ngoại môn đệ tử phương hướng, gặp trong mắt bọn họ cái kia nóng rực hỏa diễm, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai người liếc nhìn nhau, đều là ngầm hiểu lẫn nhau cười rộ lên. Cái này Trác Phàm, quả nhiên có phong độ đại tướng, ngưng tụ nhân tâm chi lực. Tương lai hẳn là tông chủ không có hai nhân tuyển. Các ngươi nhìn cái gì vậy, toàn bộ hành trình các ngươi đều tại làm lấy chứng kiến. Lão tử tội cũng bồi, là bọn họ không nhận, lật lọng. Về sau lão tử vì bọn họ suy nghĩ, sợ bọn họ bị tông môn trừng phạt, cố ý đưa ra khiêu chiến, lại là thực lực bọn hắn không tốt, mới chết trên tay ta. Lão tử đi đến chính, ngồi đầu, hết thảy theo tông quy làm việc, các ngươi có gì có thể chừng. Lăng không đứng ở hư không,
Trác Phàm nhìn đến nội môn trưởng lão cung phụng cái kia từng đôi oán độc ánh mắt, không khỏi trợn mắt nhìn, quát lớn, lại nhìn, có tin ta hay không khiêu chiến các ngươi. Bạch, nguyên bản phẫn nộ ánh mắt, tại Trác Phàm một tiếng này uy hiếp phía dưới, đúng là đồng loạt chật qua đầu, cổ hơi hơi co rúm người lại, không còn dám hướng quái vật kia nhìn một chút. Chỉ bởi vì cái này uy hiếp, thực sự quá có lực sát thương. Trác Phàm thực lực, mọi người tận mắt nhìn thấy, thâm bất khả chắc, cho dù là bọn họ hóa hư cảnh trưởng lão cung phụng, cũng không nhìn ra kẻ này phòng tuyến cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Bởi vì, trong trận chiến này, Trác Phàm xuất thủ tuy nhiên có thần hồn chi uy, lại căn bản không có lộ ra hắn thần hồn, cho nên mọi người cũng không dễ phán đoán. Nhưng chính là bởi vì này, mọi người liền càng thêm e ngại tại hắn. Dù sao, thần hồn bản tôn xuất thể, mới có thể phát huy thần hồn sức mạnh lớn nhất. Tiểu tử này liền thần hồn đều không xuất thể, thì dễ dàng đem hai vị trưởng lão làm chết, thực lực như thế, bọn họ ai còn dám gây. Chỉ có thể là trong lòng phiền muộn một chút, ai thán liên tục, dạng này thực lực, còn tưởng là cái địa vị tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử, thật sự là quá vô lại. Kể từ đó lời nói, hắn không phải nhìn người nào không vừa mắt, trực tiếp khiêu chiến, muốn người nào chết thì người nào chết a, tông quy cũng không làm gì được hắn. Ai bảo ma sách tông lập tông gốc rễ, cũng là lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận đâu. Ai, ngày tháng sau đó khó làm, trước kia trưởng lão cung phụng ở giữa đánh lộn, còn có cái nói rõ lý lẽ địa phương. Hiện tại ra như thế cái quái vật, lấy đệ tử thân phận ở chỗ này đè lấy, nội môn còn thế nào dám lại chọc hắn. Đây quả thực là làm trưởng lão cung phụng nhóm chuẩn bị đao máu a, người nào gây người nào chết. Ngăn không được dao động cái đầu, hiện tại giờ đến phiên nội môn nén giận, than thở, uất ức sống qua ngày. Lạnh lùng liếc bọn này trưởng lão liếc một chút, tạp dịch phòng mọi người nhất thời phát ra trận trận cười lạnh, cho dù là nội môn ngoại môn đệ tử, cũng là ngăn không được lộ ra vẻ khinh miệt. Nhìn tới, về sau vẫn là hướng tạp dịch phòng tìm nơi nương tựa tốt, nội môn rất rõ ràng đã quá khí. Bạch, gặp những lão gia hỏa kia không còn dám lên tiếng, Trác Phàm một cái lắc mình, đột nhiên rơi xuống mặt đất, Khuê Lang bọn người thì là vội vàng chào đón, trên mặt đều là vẻ kích động. Trác quản gia, không nghĩ tới ngài đã vậy còn quá mạnh, liền hóa hư cao thủ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, quả nhiên là ta tông môn đệ tử bên trong đệ nhất nhân a. Khuê Lang dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lúc này khen. Bọn người người cũng là một mặt tán thưởng, liên tục gật đầu. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía bọn họ thản nhiên nói, trước chớ vội vuốt mông ngựa, vừa mới các ngươi bộ kia mặt thối ta thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt, có phải hay không cảm thấy ta để cho các ngươi bồi tội xin lỗi, tâm lý bất mãn a? Ách, bất giác trì trệ, mọi người không khỏi lẫn nhau nhìn một chút, đều là lúng túng gãi đầu một cái. Ha ha ha, Trác quản gia, chúng ta cái kia không đều là không biết ngài ý nghĩ a? Nếu sớm biết lời nói. Sớm biết thì lộ tẩy. Khuê Lang còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là khoát khoát tay đánh gãy hắn, khinh thường bĩu môi, thực ta bố lớn như vậy một cái bẫy, đều là tại một cái tâm chữ. Muốn để hai cái này lão đầu mắc câu, tất yếu đảo loạn bọn họ tâm cảnh. Đến một lần dễ dàng kích động, thứ hai giảm xuống thực lực bọn hắn. Trong cơn giận dữ, lực lượng mạnh mà không ngưng. Ta đoán chừng bọn họ vừa mới căn bản liền sáu thành công lực đều không phát huy ra, không phải vậy ta làm sao có thể thần hồn không ra, thì tùy tiện xử lý bọn họ. Mà nhiễu loạn tâm cảnh phương pháp tốt nhất, hẳn là đại hỉ đại giận buồn phiền trong nháy mắt chuyển hóa, cho nên vừa mới ta mới để cho các ngươi phối hợp với đem bọn hắn ý mừng điều đến tối cao, lại cho bọn hắn một cái hung hăng đả kích. Quả nhiên, đầu hỗn loạn, tâm cảnh đại loạn, hoàn toàn bị ta nắm mũi dẫn đi. Cho nên ma ở trong lòng, bốn chữ này, mấy người các ngươi đều tốt học tập lấy một chút đi. Vâng, liếc nhìn nhau, bốn người đều là khom người bái nói. Chỉ có quỷ hổ sau khi đứng dậy, mi đầu vẫn như cũ hơi nhíu lấy, nhìn về phía Trác Phàm ồm ồm nói, Trác quản gia, ta quỷ hổ tại tạp dịch phòng ý đồ, ngài hẳn là có thể nhìn ra được. Không biết cái này tâm cảnh tu luyện, đến tột cùng nên như thế nào xử lý. Lúc trước ta cùng Xích Phong giao thủ. Hắn liền nói tâm cảnh ta không đủ, ngài lần này lại nói tâm cảnh đại loạn, thực lực đại giảm, thế nhưng là cái này tâm cảnh tu pháp. Tốt, ngươi không cần nhiều lời, ta có thể đàng hoàng nói cho ngươi, tâm cảnh không thể tu, chỉ có luyện. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Mi đầu bất giác vẩy một cái,
Quỷ hổ tràn đầy không hiểu. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm thản nhiên nói, tâm cảnh không phải tu vi, có thể hấp linh khí, tu thể phách, tu nguyên thần, nó là lịch luyện cùng cảm ngộ. Lịch luyện không đến, tâm cảnh không thành, cảm ngộ không thông, tâm cảnh khó phá. Cái gọi là dưới cây bồ đề, nhất chiều đốn ngộ có. Trải qua trăm ngàn khó, như cũng ngơ ngơ ngác ngác cũng có khối người. Cho nên mọi người cảnh ngộ khác biệt, tâm cảnh tự nhiên khác biệt. Cái gì, cái kia cứ như vậy, ta tu tâm cảnh chẳng phải là căn bản tìm không thấy phương hướng. Bất giác thân thể hơi chấn động một chút, quỷ hổ một mặt không cam lòng đắc đạo. Bất giác sờ mũi một cái, Trác Phàm con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, sau cùng thở dài nói, ai, đàng hoàng nói cho ngươi a, lúc trước ta đối với ngươi không phải rất để bụng, cho nên liền không có để điểm ngươi một cái bí mật. Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, tâm cảnh lịch luyện cũng giống vậy. Theo đại trí tuệ người, hoặc nhiều hoặc ít hội dính như vậy một chút linh khí, đến mức có thể dính bao nhiêu, toàn bằng ngộ tính. Nếu là ngươi muốn về mặt tâm cảnh có đại đề cao lời nói, có thể nhiều cùng viên lão tiếp xúc một chút. Cái kia đoán cốt cảnh tiểu lão đầu, hắn có làm được cái gì? Không khỏi giật mình, quỷ hổ không rõ ràng cho lắm. Duỗi ra một ngón tay tới lui lúc lắc, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, có mắt như mù đồ vật, viên lão đó là trải qua trăm khó người, tâm cảnh cực cao, thông suốt hợp lý. Lão tử hiện tại còn thường xuyên muốn cùng lão nhân gia ông ta đàm kinh luận đạo, người thế mà còn khinh thường đi cùng theo. Thật sự là không biết đổ quý núi a. Huống hồ, ngươi cho rằng hắn thật đơn giản như vậy. Hừ hừ, nếu không phải nhìn ngươi lần này vì tạp dịch phòng xuất lực nhiều như vậy, là thật tâm tìm nơi nương tựa chúng ta nơi này, ta mới sẽ không cùng ngươi chia sẻ cái này tiểu lão đầu đâu. Ánh mắt bất giác hung hăng chớp chớp, quỷ hổ vẫn như cũ không rõ ý, nhưng là hắn cũng coi như nghe hiểu Trác Phàm ý tứ, giống như lão đầu nhi này thật không đơn giản, liền Trác Phàm dạng này đại tài đều thực tình kính trọng tại hắn. Quỷ hổ sư huynh, cái kia lão già người không tệ, hẳn là cao nhân, người đi đi. Lúc này, Khuê Lang cũng mở miệng nói. Quỷ hổ sững sờ, hỏi, làm sao ngươi biết? Bởi vì hắn có khi nói chuyện, ta một câu đều nghe không hiểu. Gương mặt nhịn không được co lại, quỷ hổ tức xạ mặt lại trong nháy mắt rơi xuống, thật hận không thể đánh cái này Khuê Lang một trận. Nghe không hiểu hắn nói chuyện, cũng là cao nhân sao, người cái này cái gì logic? Thế nhưng là Khuê Lang câu nói tiếp theo, lại là để hắn bỗng dưng thân thể chấn động, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, thế nhưng là hắn lời nói, Trác quản gia đều có thể nghe hiểu. Cho nên ta cho rằng, bọn họ tâm cảnh là một cái cấp độ, chúng ta còn kém quá nhiều. Mi đầu thật sâu nhăn lại, quỷ hổ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trịnh trọng gật đầu. Đã sư phụ nói Trác Phàm tâm cảnh cực cao, Trác Phàm lại viên lão, Khuê Lang lại tại bên cạnh làm chứng. Cái kia lão đầu nhi này thì tuyệt sẽ không sai. Có lẽ, hắn trên thân còn thật có thể giúp chính mình đề cao tâm cảnh đồ vật. Nghĩ tới đây, quỷ hổ vội vã ôm một cái quyền, từ biệt mọi người, hướng tạp dịch phòng chạy tới, Trác quản gia, các vị, tại hạ trước cáo từ. Nói, quỷ hổ nhanh như chớp nhi không thấy tăm hơi. Mọi người gặp này, không khỏi sững sờ một lát, tiếp lấy chính là bật cười ra tiếng, Trác Phàm cũng là nhìn không được lắc đầu cười cười. Thở dài, tiểu tử này thật đúng là thẳng thắn, cùng lệ lão những cái kia võ si một cái con đường, vốn cũng không phải là làm thám tử tài liệu, ta đã sớm minh bạch, nhưng vẫn là khảo sát hắn thời gian dài như vậy. Ai, xem ra ta nhân sinh tầng thứ tư cảnh giới còn chưa tới a. Nếu không mà nói, chỉ xem người này, ta thì phải biết hắn có đáng giá hay không đến tín nhiệm, làm gì xoắn suýt lâu như vậy. Ha ha ha, chính ta cũng còn phải lại trải qua luyện tiếp a. Được. Đừng khiêm nhường, ngươi còn dùng lại lịch luyện. Ngươi nếu là lại trải qua luyện tiếp, cái kia thành lão yêu tinh. Ha ha ha. Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, cười to một tiếng lại là đột nhiên vang lên, tiếp lấy liền gặp Dương Sát ba người vội vã chạy tới. Dương Sát càng là nhìn về phía Trác Phàm, như là phát hiện tân đại lục một dạng, tràn đầy vẻ ngạc nhiên, liền lúc trước Trác Phàm đâm hắn tinh anh môn oán hận đều không so đo, tán dương, hảo tiểu tử, thật không đơn giản. Giấu cũng quá sâu đi. Thế mà lấy một địch hai, đem hai cái trưởng lão đều xử lý. Ngươi nếu là tiến chúng ta tinh anh môn, đi tham gia song long hội, nhất định có thể giúp chúng ta tiến vào trung tam tông lĩnh vực, đây chính là thiên cổ công tích a. Dương Sát ôm lấy Trác Phàm bả vai một trận lay động, hưng phấn liên tục, nhưng Trác Phàm lại là sắc mặt lạnh lùng, cười khẽ một tiếng, xin lỗi, ta nhưng là không có ý định nhập chủ tinh anh.
A, à, sao, làm sao, không khỏi sững sờ, Dương Sát cùng còn lại Nhị Sát lẫn nhau nhìn xem, đều là không rõ ràng cho lắm, ngươi cái này làm cái quỷ gì, trải qua trận này, ngươi đã nổi danh tông môn, coi như phải vào tinh anh môn, cũng không có người có thể ngăn được ngươi, ngươi tại sao lại thay đổi. Phô Nguyệt mời ngươi tiến tông, không phải liền là vì giờ khắc này sao? Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Tà Vô Nguyệt nhường ta tiến đến mục đích, là tham gia Song Long hội, nhưng cũng không phải là nhập tinh anh. Ngươi không vào tinh anh, làm sao tham gia Song Long hội? Tinh anh môn, chính là vì bồi dưỡng tham gia Song Long hội đệ tử chuẩn bị a. Cái kia xin lỗi, cái quy củ này phải sửa lại. Lần này Song Long hội, các đệ tử, nhất định phải theo chúng ta tinh anh tạp dịch phòng ra, mọi thứ khác không nhận, bao quát tinh anh môn ở bên trong. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm hét lớn lên tiếng, sắc mặt kiên định. Thế nhưng là lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi, một mặt rất là kỳ lạ mà nhìn xem hắn. Hắn cái này, lại là có ý gì? Quét mọi người liếc một chút, tựa hồ nhìn ra bọn họ đáy lòng nghi hoặc, Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, lạnh lùng nói, lần này sự tình, nói cho cùng là tinh anh môn khiêu khích trước đây, liền xem như thụ nội môn sai xử, nhưng treo là tinh anh danh hào. Ta vừa mới nói qua, tạp dịch phòng ném chàng tử, ta sẽ toàn bộ tìm trở về. Vừa mới là hướng về nội môn tìm về, hiện tại ta muốn hướng tinh anh môn tìm về. Các ngươi không phải nói chúng ta thối tạp dịch không xứng nhập tinh anh sao? Vậy thì tốt, các ngươi muốn tham gia Song Long hội, cho ta đến tạp dịch phòng làm tạp dịch đi. Chỉ bất quá, các ngươi xứng hay không làm tạp dịch, thế nhưng là ta nói tính toán. Cái này, đây là làm cái nào ra? Lời này lại không phải chúng ta nói, cái kia hai cái thằng nhãi con gây tai họa, vì cái gì chúng ta tới thu thập. Huống hồ, bọn họ đã bị ngươi giết, không khỏi khẽ giật mình, Dương Sát nhất thời một trận bất đắc dĩ, khuyên nhủ Trác Phàm, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, chúng ta không thể rời bỏ ngươi, ngươi cũng không muốn quá tùy hứng đi. Cũng là như thế tùy hứng, việc quan hệ ta thủ hạ đệ tử tôn nghiêm vấn đề, lão tử tuyệt không nhượng bộ. Bất giác lạnh hừ một tiếng. Trác Phàm kiên định mở miệng, các ngươi đi nói với Tả Vô Nguyệt, hắn như đáp ứng, ta đi tham gia Song Long hội, nếu là không đáp ứng, ta thì an tâm ở chỗ này làm tên tạp dịch đầu lĩnh, cũng không tệ. Thân thể không khỏi chấn động, Minh Phủ Tam Sát liếc nhìn nhau, đều là sắc mặt dần dần âm trầm xuống, có chút không vui. Nhưng là Khuê Lang bọn người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại là nhất thời nổi lòng tôn kính. Cái này Trác quản gia, quả nhiên là cái này tạp dịch phòng đại quản gia a. Vì bọn họ tranh thủ bọn họ tất cả mọi thứ, dám cùng trưởng lão cung phụng tông chủ khiêu chiến. Khó trách cái kia ma sách tứ quỷ một mực khăng khăng một mực theo sát hắn, xem ra vì không chỉ là lợi ích, còn có hai chữ, đáng giá. Lẫn nhau nhìn xem, ba người đều là mặt hiện do dự tâm thần bất định chi sắc, đối với Trác Phàm đưa ra yêu cầu, đã không tình nguyện, nhưng cũng rất khó cự tuyệt. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Trác Phàm đi tham gia Song Long hội, là không người nào có thể thay thế, đây cũng là giá trị, mà lại là bọn họ vô luận như thế nào đều không muốn giá trị. Trác quản gia, chúc mừng, lần này ngươi vừa ra tay, tại cả cái tông môn thế nhưng là danh tiếng vang xa, đoán chừng chúng ta ngày mai tạp dịch phòng, lại là đông như chảy hội. Ha ha ha, mà lại, ngài muốn nhập chủ tinh anh, nội môn đám kia lão gia hỏa là lại không có lấy cớ phản đối. Lúc này, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng bọn người ào ào tiến lên phía trước nói chúc, Bạch Cung Phụng vuốt râu cười nói. Thích Cung Phụng nghe, cũng là nói tiếp, đúng vậy a, có thể đem hai vị hóa hư cảnh trưởng lão đánh giết đệ tử, cho dù là cửu đại tông môn bên trong, cũng là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm bảo bối. Ngài lần này, quả nhiên là nhất phi trùng thiên, những đệ tử kia, hiện tại đoán chừng đã đem ngài làm thành trong lòng lãnh tụ tôn sùng. Chỉ sợ cả đám đều muốn theo ngài có lần tiếp xúc thân mật. Chúng ta thế nhưng là phí không ít khí lực, mới đem bọn hắn trấn an xuống tới, đánh trở lại đi, liền sợ đập vào đến ngài, hắc hắc hắc. Còn lại tạp dịch phòng cung phụng trưởng lão nghe xong, cũng là ào ào gật đầu cười khẽ, trên mặt tràn đầy ngăn không được nụ cười rực rỡ. Nhẹ liếc bọn họ liếc một chút, Trác Phàm chỉ là nhạt cười một tiếng, không có trả lời, ngược lại vừa nhìn về phía Dương Sát ba người, hình như có chỉ nói. Vừa mới ta đã nói, sẽ không nhập chủ tinh anh, đến mức ta ra điều kiện a, ba vị cung phụng nhìn lấy làm. Nói, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị, dường như ăn chắc bọn họ một dạng, xoay người rời đi,
thế nhưng là vừa đi mấy bước, nhưng lại trễ ở, quay người nhìn về phía bọn họ cười tà nói, đúng, các người cái kia tinh anh môn đệ tử, hiện tại còn từng cái trọng thương đây, thân là chỉ đạo cung phụng, các người có phải hay không cái kia trở về xem một chút. Bất giác sợ hãi cả kinh, mọi người tại đây cùng nhau run run thân thể, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn đầy vội vàng. Đúng a, bọn họ làm sao quên, tiểu tử này vừa thiêu tinh anh môn, lấy hắn tàn nhẫn, ra tay có thể nhẹ à, chỗ đó nhưng còn có chính bọn hắn đệ tử a. Riêng là Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai người, bọn họ cháu gái cháu trai thế nhưng ở bên trong đây. Kết quả là, mọi người không khỏi vội vàng nói, Trác quản gia, ngài ra tay nhưng là nặng. Đúng là so cái kia ba vị cung phụng, còn muốn lo lắng chỗ đó tình hình. Đương nhiên, nghe được lời này, Dương Sát ba người cũng là dị thường lo lắng nhìn về phía Trác Phàm. Tuy nhiên bọn họ đối những cái kia con ông cháu cha không ưa, nhưng dù sao cũng là tông môn đệ tử chiến lực mạnh nhất, bọn họ xảy ra chuyện gì, song long hội ai đi. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, đùa cười ra tiếng, ha ha ha. Ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ. Yên tâm đi, tại không biết cái nào là người một nhà trước, ta sẽ không hạ sát thủ, miễn cho ảnh hưởng chúng ta hòa khí. Có điều, muốn để ta hạ thủ nhẹ một chút, lúc đó ta cũng làm không được, dù sao ta sợ bọn họ mật báo. Siêu! Trác Phàm nói còn chưa dứt lời, Bạch Cung Phụng hai người liền đã là như một làn khói rời đi, tựa hồ là đi xem tinh anh môn tình huống, trên mặt tràn đầy háo sắc. Còn lại trưởng lão Cung Phụng, có đệ tử tại tinh anh môn. Cũng ào ào rời đi nơi này. Ngược lại là Dương Sát ba người, nghe nói Trác Phàm vẫn chưa đại khai sát giới, lại là không gấp gáp như vậy, trong lòng thở dài ra một hơi. Lần nữa thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Dương Sát trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, ngươi điều kiện, chúng ta suy tính một chút, nhưng việc quan hệ tông môn mấy ngàn năm quy củ, cũng không phải dễ dàng như vậy biến. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi như bức, liền có thể để tông môn quy củ vì ngươi nhường đường. Ha ha ha, tông quy đều là người bình tĩnh, chỉ cần có thể có lợi, tùy thời đều có thể biến. Trong lòng bất giác cười lạnh, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện một cái cùng lúc trước một dạng lớn hộp gỗ, vung tay ném cho Dương Sát, cười ta nói, Dương Sát cung phụng, người đem cái này giao cho Tả Vô Nguyệt, lại thay ta chuyển câu nói, lấy người thiền tài, cùng người tiêu tai. Nếu là hắn làm không được lời nói, liền đem thứ này lùi cho ta trở về. Gương mặt nhìn không được hung hăng co lại, Dương Sát bất đắc dĩ nhìn về phía Trác Phàm, cười khổ nói, ngươi. Cái này tựa như là công nhiên đút lót đi.